Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 1841, áp sát nguy hiểm. Nhìn xem Diệp Thần Phong từ từ đi xa bóng lưng, Trương Nhớ Mai lãnh đạm lắc lắc đầu, không khỏi tự nói, ngươi cũng chớ có trách ta vô tình, thiên huyền giới chính là cường giả thế giới, ngươi về sau nhất định không sẽ cùng Tô Nguyệt, Tô Băng Vân là cùng người của một thế giới rồi, ngươi không có tư cách cùng các nàng làm bằng hữu. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong triệt để rời đi sau đó Trương Nhớ Mai lại xoay người hướng về Tuyết Nguyệt Cốc bên trong đi đến. Ban đầu ở địa huyền giới Long Nguyên trong bí cảnh thời điểm, lúc ấy có mấy cái thiên huyền giới người cũng vừa hay tiến vào, bất quá, cuối cùng sống sót rời đi chỉ có một gọi Trình Kình Thiên cùng một người khác tên là Kim Văn Kỳ, hơn nữa hai người này còn bị Diệp Thần Phong gây xích mích lẫn nhau căm thù rồi. Bây giờ không ngừng rời xa Tuyết Nguyệt Cốc Diệp Thần Phong. Hắn không khỏi nghĩ tới Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ, hắn không biết có thể hay không trên trời huyền giới gặp phải hai người này. Cho dù gặp đối phương sợ rằng cũng phải cùng hắn không chết không thôi rồi, bởi vì lúc trước Long Nguyên trong bí cảnh hạn chế, cho nên Diệp Thần Phong cũng không biết Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ thực lực chân chính. Xem ra đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói, không ngừng tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên Diệp Thần Phong đối Trương Nhớ Mai chỗ nói thiên huyền thịnh điển cũng sinh ra một ít hứng thú, bất quá, trước mắt quan trọng nhất là mau chóng để Lão Bạch cùng Lão Hắc từ trong ngủ mê tỉnh lại, còn có hắn nhất định muốn rời xa khu vực này rồi, dù sao Phượng Hoàng Tông khoảng cách Tuyết Nguyệt Cốc cũng không có bao nhiêu thiên lộ trình. Mà ở Diệp Thần Phong không ngừng rời xa Tuyết Nguyệt Cốc thời điểm. Tuyết Nguyệt Cốc trong một gian mật thất trầm trọng thạch cửa bị đẩy ra rồi, đẩy ra cửa đá chính là Trương Nhớ Mai. Mà trong mật thất Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đang tu luyện. Thấy Trương Nhớ Mai đi vào, Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân liền vội vàng đứng lên thăm hỏi một tiếng, tuy nói trên đất huyền giới Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân chính là đỉnh phong nhân vật. Thế nhưng tại đi tới thiên huyền giới sau đó hai người bọn họ mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng rồi. Các nàng yên bình tâm thái, chỉ là trong lòng các nàng vẫn luôn lo lắng Diệp Thần Phong, nhưng Tuyết Nguyệt Cốc căn bản không làm cho các nàng rời đi đi tìm Diệp Thần Phong. Mà lấy thực lực của các nàng cũng căn bản không làm được thần không biết quỷ không hay rời đi Tuyết Nguyệt Cốc. Đương nhiên Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân tại Tuyết Nguyệt Cốc đãi ngộ vẫn rất tốt, trải qua Tuyết Nguyệt Cốc cường giả chỉ điểm, Tô Nguyệt trên đất huyền giới nguyên gốc cái chân đã bước ra niết bàn cảnh rồi, lúc này mới mấy ngày thời gian, Tô Nguyệt đã chân chính khóa nhập hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ rồi. Mà Tô Băng Vân tiến bộ cũng thực không nhỏ, tại Trương Nhớ Mai Thanh hai người bọn họ mang về Tuyết Nguyệt Cốc thời điểm. Tuyết Nguyệt Cốc đối với các nàng khắp mọi mặt tư chất làm một cái toàn diện đo lường, kết quả Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân tư chất để Tuyết Nguyệt Cốc tông chủ đều phi thường hài lòng, thế là Tuyết Nguyệt Cốc liền nguyện ý tiêu tốn tài nguyên bồi dưỡng Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân rồi. Khả năng trước đó Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân vẫn là trên đất huyền giới nguyên nhân, tại đi tới linh khí nồng nặc thiên huyền giới, lại tăng thêm một ít tư nguyên phụ trợ, hai người bọn họ thậm chí có loại hậu tích bạc phát tư thái. Bây giờ Tô Băng Vân cũng từ thì ra là niết bàn cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực, khóa nhập niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ rồi, càng làm cho Tuyết Nguyệt Cốc kinh hỉ. Tô Băng Vân tại bước vào niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thời điểm, dĩ nhiên đã trải qua lần đầu tiên niết bàn. Trước đó địa huyền giới tu luyện hoàn cảnh đã sớm thay đổi, hơn nữa thiên địa pháp tắc cũng cùng thiên huyền giới có chỗ bất đồng, mà Diệp Thần Phong là vì tu luyện ba loại vô thượng công pháp. Hắn mới không có chịu đến địa huyền giới tu luyện hoàn cảnh cùng thiên địa pháp tắc hạn chế. Bây giờ Tô Băng Vân đi tới thiên huyền giới, nàng tự nhiên là không lại bị hạn chế, người có thể tiến hành niết bàn cũng là có thể lý giải. Mà Tô Nguyệt thì là không có niết bàn cơ hội rồi, bởi vì nàng đã bước ra niết bàn cảnh rồi. Tại Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân hướng về Trương Nhớ Mai thăm hỏi một tiếng sau. Trương Nhớ Mai cũng khá là ôn hòa gật gật đầu, người mở miệng nói. Vừa vặn cái kia cùng các ngươi cùng đi đến thiên huyền giới tiểu tử tới nơi này tìm các ngươi rồi. Bất quá, ta nói cho hắn, các ngươi ở nơi này qua vô cùng tốt, hắn tự ly khai rồi. Nghe được Diệp Thần Phong đến Tuyết Nguyệt Cốc tìm các nàng rồi, Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân lập tức vẻ mặt chấn động, nhưng lại nghe được Diệp Thần Phong đã rời khỏi, vẻ đẹp của các nàng trong con ngươi cũng không khỏi tránh qua một tia thất lạc. Dù sao trên đất huyền giới thời điểm, đối mặt ma đế huyết thiên cùng thập đại ma tướng. Cơ hồ là Diệp Thần Phong một người ngăn cơn sóng dữ, Diệp Thần Phong tại hai người bọn họ trong lòng đều để lại không cách nào xóa sạch vết tích. Tuyết Nguyệt Cốc đáng tiếc không nhận tội thu nam đệ tử, bằng không Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân sớm đã đem Diệp Thần Phong thiên phú nói ra, nếu Tuyết Nguyệt Cốc không nhận tội thu nam đệ tử,
như vậy nếu như Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đem Diệp Thần Phong các loại nói hết ra, e sợ không những không giúp được Diệp Thần Phong, trái lại còn có thể cho Diệp Thần Phong gây phiền toái. Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ, Diệp Thần Phong đến tìm các nàng, này chứng minh rồi Diệp Thần Phong quan tâm các nàng đều biết Diệp Thần Phong năng lực, trong lòng các nàng tin tưởng Diệp Thần Phong vừa có thể trên đất huyền giới ra mặt, như vậy một ngày nào đó Diệp Thần Phong cũng sẽ đứng lên thiên huyền giới đỉnh phong, điểm này Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân đều tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì các nàng đã tại Diệp Thần Phong trên người từng thấy quá nhiều lần kỳ tích. Trương Nhớ Mai thấy Tô Băng Vân cùng Tô Nguyệt không có mở miệng, người tiếp tục nói, hai người các ngươi hảo hảo tu luyện đi. Đặc biệt là Băng Vân ngươi, thiên huyền giới 500 năm một lần thiên huyền thịnh điển, này nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, lấy thực lực của ngươi, ta không cầu ngươi đạt được cái gì thứ tự, thế nhưng ngươi tốt nhất có thể tại chúng ta Linh Châu tuyển chọn bên trong bộc lộ tài năng, đến lúc đó ngươi cũng nhất định sẽ đạt được tương ứng chỗ tốt. Tại dặn dò một phen sau đó Trương Nhớ Mai liền rời đi. Người ngược lại không tính vô tình tới cực điểm, tối thiểu người thanh Diệp Thần Phong đi tới qua Tuyết Nguyệt Cốc sự tình nói cho Tô Nguyệt cùng Tô Băng Vân. Tại Trương Nhớ Mai rời đi mật thất không bao lâu, lập tức có một tên Tuyết Nguyệt Cốc đệ tử đến báo cáo, Phượng Hoàng Tông hai tên lão tổ Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành muốn gặp người. Tuyết Nguyệt Cốc thế lực tuy rằng còn mạnh hơn Phượng Hoàng Tông, thế nhưng Phượng Hoàng Tông lão tổ tự mình đến đây, Trương Nhớ Mai cái khu vực này khu nội môn trưởng lão. Người vẫn là không đắc tội được Phượng Hoàng Tông hai vị lão tổ. Trương Nhớ Mai lập tức xuất đi nghênh đón Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành rồi. Tại nhìn thấy Phượng Hoàng Tông hai vị lão tổ sau đó Trương Nhớ Mai liền vội vàng nói, hai vị tiền bối muốn gặp ta, có phải là có chuyện gì hay không? Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành sắc mặt cực kỳ khó coi, tại trước đó Diệp Thần Phong sau khi rời đi, bọn hắn lập tức tìm tới trận pháp đại sư, đem truyền tống trận cho chữa trị được rồi, sau đó ở đằng kia tên trận pháp đại sư phán đoán dưới, trận pháp này hẳn là truyền tống đến từ cảnh đầm lầy. Nghe nói là truyền tống đến từ cảnh đầm lầy, Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành liền không có mở ra truyền tống trận rồi, bọn họ cũng đều biết từ cảnh đầm lầy nguy hiểm, lần sau bọn hắn đối từ cảnh đầm lầy cũng chưa quen thuộc, nếu như trực tiếp truyền tống đi chết cảnh ao đầm, nói không chừng sẽ có cái gì bất ngờ. Thế là, Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành dự định đi chết cảnh đầm lầy cửa ra vào trông coi. Nhưng ngược lại, căn cứ trước đó Vân Mộ Linh miêu tả, từ địa huyền giới đi tới thiên huyền giới mấy cái khác người, là bị Tuyết Nguyệt Cốc cùng Hắc Ma Tông mang đi, hai cái này tông môn khoảng cách từ cảnh đầm lầy gần một chút chính là Tuyết Nguyệt Cốc. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành suy đoán, nếu như Diệp Thần Phong rời khỏi từ cảnh đầm lầy nói không chắc hội đi tìm cùng hắn đồng thời đi tới thiên huyền giới người. Kết quả là, Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành để vài tên linh thần cảnh cùng hóa thần cảnh cường giả đi chết cảnh đầm lầy lối vào trông coi, mà bọn hắn nhưng là lập tức chạy tới Tuyết Nguyệt Cốc. Đáng tiếc Phượng Hoàng Tông khoảng cách từ cảnh đầm lầy cùng Tuyết Nguyệt Cốc đều có một khoảng cách, ở đằng kia vài tên Phượng Hoàng Tông người chạy tới từ cảnh đầm lầy mấy cái cửa ra thời điểm, vừa vặn là Tiết Huyền Tình rời đi không bao lâu. Mà Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành chạy tới Tuyết Nguyệt Cốc thời điểm, vừa vặn là Diệp Thần Phong rời đi không bao lâu. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành không có nói nhảm nhiều, hai người bọn họ thẳng biểu lộ ý đồ đến, bọn hắn hỏi cái kia tên được Phượng Hoàng Tông mang về địa huyền giới tiểu tử có hay không tới qua nơi này. Trương Nhớ Mai trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là trực tiếp hồi đáp, hai vị tiền bối, tiểu tử kia xác thực mới vừa tới qua Tuyết Nguyệt Cốc, hắn mới rời khỏi không bao lâu đây. Nghe vậy Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành không hẹn mà cùng hỏi, hắn là hướng về phương hướng nào rời đi. Trương Nhớ Mai chỉ một cái Diệp Thần Phong phương hướng ly khai. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành không có để lại bất kỳ giải thích nào, hai người bọn họ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trương Nhớ Mai nhìn thấy nhanh nhanh rời đi Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành, trong lòng nàng là càng ngày càng nghi ngờ, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong cái này tạo hóa cảnh tiểu tử, vì sao lại để Phượng Hoàng Tông hai vị lão tổ xuất động. Lần sau Phượng Hoàng Tông hai vị lão tổ gấp như vậy tìm Diệp Thần Phong làm gì? Trong lòng nghi hoặc không cách nào nghĩ thông suốt, Trương Nhớ Mai cũng là không suy nghĩ nhiều rồi. Chương 1842, có chạy đằng trời. Tại Vân Thiên Tông chuẩn bị xuất phát đi hướng thành thiên tinh thời điểm, mà không sát cùng Quỷ Thiên Lâm cũng an toàn về tới Địa Ma Điện. Địa Ma Điện trong phòng nghị sự. Mà không sát đồng dạng là đã được biết đến Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh tiến vào thành thiên tinh rồi, Diệp Thần Phong trên người có Quỷ Vương Tông truyền thừa.
mà Hạ Tử Ninh lại là giết chết ma không sát nhi tử hung thủ, ma không sát làm sao có thể dễ dàng buông tha hai người kia. Ngồi ở phòng nghị sự vị trí đầu não ma không sát, hắn vừa nghĩ tới tại trong không gian kín đối Diệp Thần Phong nói xin lỗi cảnh tượng, bên trong thân thể của hắn sát khí liền bất chi bất giác xông ra, trên mặt vẻ mặt hơi hơi dữ tợn. Địa ma điện đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm, hắn đột nhiên mở miệng nói ra, điện chủ, bây giờ Vân Tiêu Cung Lý Tử Hạo đã chết, hơn nữa Vân Tiêu Cung đại trưởng lão cũng đã chết, này Vân Tiêu Cung là nguyên khí đại thương, chúng ta địa ma điện vừa vặn thừa cơ hội này quật khởi. Chỉ cần chúng ta đạt được Quỷ Vương Tông truyền thừa, chúng ta địa ma điện nói không chắc có thể trở thành cổ võ giới đệ nhất đại môn phái. Ma không sát tán đồng gật gật đầu, nói ra, đại trưởng lão, lập tức cho ta tập hợp hết thảy nguyên thiên cảnh giới, phá thiên chi cảnh cùng tiên thiên chi cảnh đệ tử, chúng ta đi một chuyến thành thiên tinh, ta cũng không tin Xích Viêm Cốc có thể giữ được Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh hai người kia rồi. Được, điện chủ, ta lập tức đi làm. Địa ma điện đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm cung kính nói. Cùng lúc đó, một bên khác, Vân Tiêu Cung một gian trong phòng nghị sự. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên cũng an toàn về tới môn phái của mình bên trong, lần này hắn liền con trai mình thi thể đều không có thể mang ra Quỷ Vương Tông di tích, có thể nói Lý Đông Thiên đối Diệp Thần Phong là hận thấu xương rồi, nếu như hắn sớm biết là kết quả này. Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý để con trai của chính mình Lý Tử Hạo tiến vào di tích bên trong. Đỉnh cấp thế lực tứ đại môn phái bên trong Vân Thiên Tông thực lực yếu nhất, mặt khác tam đại môn phái trong đều là có một tên Nguyên Thiên Đỉnh Phong cao thủ, nhưng hôm nay Vân Tiêu Cung Nguyên Thiên Đỉnh Phong đại trưởng lão đã bị chết ở tại Quỷ Vương Tông trong di tích, có thể nói Vân Tiêu Cung thế lực được thật to suy yếu. Vân Tiêu Cung trưởng môn nhân Lý Đông Thiên, hắn phi thường rõ ràng trước mắt tình thế. Chỉ có hắn Vân Tiêu Cung đạt được Quỷ Vương Tông truyền thừa, này hay là còn có trở mình cơ hội. Bằng không hắn Vân Tiêu Cung tại đỉnh cấp thế lực bên này địa vị, sớm muộn cũng sẽ được mặt khác tam đại môn phái thay thế được. Lý Đông Thiên nhìn xem trong phòng nghị sự một đám Vân Tiêu Cung hạch tâm nhân viên, hắn đồng dạng là biết rồi Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh tiến vào thành thiên tinh tin tức, đang trầm tư chỉ chốc lát sau, Lý Đông Thiên cắn răng nói ra. Lập tức cho ta tập hợp trong môn phái hết thảy nguyên thiên cảnh giới, phá thiên chi cảnh cùng tiên thiên chi cảnh đệ tử, chúng ta lập tức xuất phát đi một chuyến thành thiên tinh, bất kể như thế nào. Này Quỷ Vương Tông truyền thừa, chúng ta Vân Tiêu Cung đều phải yếu tranh lên một hồi. Tại Vân Thiên Tông, địa ma điện cùng Vân Tiêu Cung đều chuẩn bị xuất phát đi tới thành thiên tinh thời điểm, Xích Viêm Cốc một gian trong phòng nghị sự. Xích Viêm Cốc cốc chủ Liệt Viêm. Hắn mới vừa trở về Xích Viêm Cốc liền dặn dò trong cốc các đệ tử chuẩn bị kỹ càng bọc hành lý rồi, mà bây giờ Liệt Viêm cũng đúng Xích Viêm Cốc một đám trưởng lão nói rõ chỗ có tình huống. Xích Viêm Cốc nhị trưởng lão mở miệng hỏi, cốc chủ, chúng ta thật sự muốn rời khỏi Xích Viêm Cốc sao? Nơi này là của chúng ta chỗ căn cơ AH. Liệt Viêm không chút do dự nói ra, nhị trưởng lão. Bây giờ chúng ta Xích Viêm Cốc đã là không có lựa chọn nào khác. Nếu như chúng ta miễn cưỡng muốn lưu lại nơi này Xích Viêm Cốc, cuối cùng nói không chắc chỉ biết được tam đại môn phái liên hợp diệt trừ, chúng ta bây giờ chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Xích Viêm Cốc đại trưởng lão Vương Vũ mà tính, hắn gật gật đầu, nói ra, cốc chủ, vậy chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Tại chúng ta bốn người trong môn phái Vân Thiên Tông khoảng cách thành thiên tinh gần nhất. E sợ này Vân Thiên Tông hội cái thứ nhất chạy tới thành thiên tinh. Liệt Viêm nhíu nhíu mày. Nói ra, Diệp Thần Phong trong tay cũng có một thế lực ở, cho nên ta nghĩ chống trơn một cái Vân Thiên Tông là không làm gì được hắn, chúng ta bây giờ cũng lập tức xuất phát. Ngày kế, sáng sớm. Cổ võ giới, đỉnh cấp thế lực, thành thiên tinh phủ thành chủ trong hậu viện. Diệp Thần Phong đang không ngừng đang tu luyện U Minh Quỷ Bước, chỉ thấy hắn trên trán là toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, trên lưng quần áo là hoàn toàn ướt đẫm, hắn tại Quỷ Vương Tông trong di tích thời điểm. Hắn chỉ có thể đem U Minh Quỷ Bước thứ một đạo ảo ảnh duy trì 10 giây, mà bây giờ hắn đã đem thời gian kéo dài đến 15 giây rồi. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong một lần nữa thi triển ra U Minh Quỷ Bước, chỉ thấy tại bên tay trái của hắn xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đúc ảo ảnh, liền ngay cả ảo ảnh khí tức trên người cũng là không hề sơ hở. Diệp Thần Phong nhanh chóng cùng bên cạnh cái kia đạo ảo ảnh luân phiên vị trí, ước chừng 7-8 giây sau. Này làm cho ở một bên quan sát Tôn Bác Dịch đám người hoàn toàn không phân rõ cái nào là Diệp Thần Phong bản thể. Cái nào mới là Diệp Thần Phong ảo ảnh.
Dù sao bản thể cùng ảo ảnh ở giữa động tác vô cùng nhất trí. Tại Tôn Bác Dịch bọn hắn xem ra trước mặt phảng phất là hai cái Diệp Thần Phong rồi. 15 giây qua đi. Diệp Thần Phong lợi dụng U Minh Quỷ bước thi triển ra ảo ảnh mới chậm rãi biến mất rồi, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn xem một bên Tôn Bác Dịch đám người, cười hỏi, ngoại thái công. Các ngươi làm sao đều tới chỗ của ta? Tôn Bác Dịch cười khổ nói, Thần Phong, xuất hiện tại toàn bộ trong phủ thành chủ đại khái chỉ có một mình ngươi như thế buông lỏng, vào lúc này vẫn có thể chuyên tâm vùi đầu vào trong tu luyện, chúng ta nhưng là sẽ phải đối mặt tam đại môn phái công kích. Kỳ thực, Diệp Thần Phong không có ở bề ngoài có vẻ thoải mái như vậy, bởi vì hắn biết mình là những người này người tâm phúc, nếu như ngay cả hắn đều biểu hiện đứng ngồi không yên, cái kia tâm tình của những người khác lại sẽ như thế nào? Diệp Thần Phong nhún nhún vai, nói ra, ngoại thái công, nên đến tổng sẽ đến, các ngươi cũng không cần sốt sắng như vậy, huống hồ căn cứ ta ngày hôm qua phân tích, Vân Thiên Tông cách thành Thiên Tinh gần nhất, cho nên Vân Thiên Tông nên là cái thứ nhất đến thành Thiên Tinh, này Vân Thiên Tông không có Nguyên Thiên Đỉnh Phong cao thủ, ta nghĩ chúng ta hẳn có thể ứng phó. Diệp Thần Phong vi vi dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói, lần sau, tam đại môn phái cũng không biết trong tay ta có cỗ thế lực, chúng ta liền trực tiếp để Vân Thiên Tông người đi vào thành Thiên Tinh là được rồi, đến lúc đó chỉ cần có thể giết Vân Thiên Tông cái kia vài tên Nguyên Thiên cảnh giới cao thủ, những người còn lại đối chúng ta mà nói căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Nếu như chúng ta có thể đem Vân Thiên Tông người toàn bộ lưu lại, như vậy đến lúc đó cho dù Xích Viêm Cốc trợ giúp không có chạy tới, mặt khác hai đại môn phái muốn đối với chúng ta động thủ, trong lòng bọn họ khẳng định cũng phải ước lượng một chút rồi. Diệp Thần Phong cười nói. Liền ở Diệp Thần Phong cùng Tôn Bác Dịch đám người thuận miệng nói chuyện trời đất thời điểm, thành Thiên Tinh ngoài cửa thành đột nhiên xuất hiện một nhóm nhân mã. Đi ở trước nhất rõ ràng là Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên, mà đứng tại Vương Chúng Thiên bên cạnh hai cái lão đầu, theo thứ tự là Vân Thiên Tông nhị trưởng lão Ngô Thông cùng tam trưởng lão Triệu Hạc, trong đó Ngô Thông chính là Nguyên Thiên Trung Kỳ cao thủ, mà Triệu Hạc nhưng là Nguyên Thiên Sơ Kỳ cao thủ. Bây giờ toàn bộ Vân Thiên Tông chỉ có Vương Chúng Thiên, Ngô Thông cùng Triệu Hạc ba người này là Nguyên Thiên cảnh giới cao thủ rồi. Mà Thiên Sơn cửa trưởng môn nhân Phương Chí Dũng, đại trưởng lão Thu Nguyên Long cùng vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm, bọn hắn ba người này nhưng là theo sát ở Vương Chúng Thiên đám người phía sau, nhìn xem trong tầm mắt càng ngày càng gần thành Thiên Tinh, Phương Chí Dũng ba người khuôn mặt lộ ra cuồng nhiệt cùng thần sắc tức giận. Ba người bọn họ sớm đã là đối Diệp Thần Phong hận thấu xương rồi, đáng tiếc là bây giờ Diệp Thần Phong trưởng thành đã đến một cái bọn hắn không cách nào với tới độ cao. Nếu là không dựa vào Vân Thiên Tông, bọn hắn căn bản vô pháp tìm Diệp Thần Phong báo thù. Đi ở Vương Chúng Thiên bên cạnh nhị trưởng lão Ngô Thông, hắn tại đi tới thành Thiên Tinh ngoài cửa thành sau, trong thân thể hắn liền tản ra nồng đậm sát khí, bởi vì Vân Thiên Tông đại trưởng lão Ngô Nam là ca ca của hắn. Mà cái kia Ngô Nam nhưng là bị Diệp Thần Phong làm hại đã bị chết ở tại Quỷ Vương Tông trong di tích, này cũng khó trách Ngô Thông đang đến gần thành Thiên Tinh sau, bên trong thân thể của hắn cảm xúc hội không bị khống chế. Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên, hắn tại cảm nhận được Ngô Thông sát khí sau đó hắn mở miệng nói ra, nhị trưởng lão, chúng ta còn chưa thể muốn Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia mệnh, các tướng Quỷ Vương Tông truyền thừa từ tiểu xúc sinh kia trong miệng hỏi lên sau. Chúng ta sẽ chậm rãi đem tiểu xúc sinh kia dằn vặt mà chết. Nghe vậy, Ngô Thông là lặng lẽ gật gật đầu, hắn cũng biết Quỷ Vương Tông truyền thừa tầm quan trọng, bây giờ Vân Thiên Tông còn cần dựa vào Quỷ Vương Tông truyền thừa quật khởi đây. Vương Chúng Thiên nhìn xem phía trước mặt thành Thiên Tinh cửa thành, khóe miệng hắn hiện lên một vệt tàn nhẫn nụ cười, trong miệng hít một hơi thật sâu, thấp giọng tự nói, Diệp Thần Phong, lần này ngươi có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1843, mặt mũi không thể ném. Theo Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành nhanh chóng áp sát. Đứng tại chỗ Ngục Chi Hải bờ biển người, bọn hắn cảm thấy hai luồng khí thế cường hãn. Đứng ở Điền Tiểu Quang bên cạnh Diệp Thần Phong, hắn đồng dạng là cảm thấy biến hóa này, khi hắn phát hiện Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành thời điểm, hắn trong con ngươi vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Lấy thực lực bây giờ của hắn, hắn chả căn bản sẽ không là Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành đối thủ, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là lập tức tiến vào hỗn độn trong chiếc nhẫn. Thế nhưng, bất ngờ thường thường liền phát sinh ở 1-2 giây bên trong, tại Diệp Thần Phong nhìn thấy Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành đồng thời,
chỉ thấy Lâm Cao Thành trong bàn tay đã sớm xuất hiện một cái tiểu hình chuông đồng, hắn nhanh chóng đem trong cơ thể linh khí rót vào đã đến chuông đồng bên trong, sau đó, trực tiếp đem chuông đồng ném về bờ biển. Không gian cầm cố. Được ném về bờ biển, chuông đồng nhanh chóng lớn lên, cái này chuông đồng bao phủ ở bờ biển giữa không trung, từ chuông đồng bên trong tản ra nhất cổ cực kỳ đặc thù sức mạnh, mà muốn đi vào hỗn độn trong chiếc nhẫn Diệp Thần Phong, hắn phát hiện mình căn bản vô pháp tiến vào hỗn độn chiếc nhẫn. Cái này chuông đồng là chuyên môn hạn chế không gian thượng phẩm linh khí, trừ phi thực lực so với thi triển cái này linh khí người tu luyện cao hơn, mới có thể không bị chuông đồng bên trong sức mạnh cho hạn chế trụ. Toàn bộ bờ biển đều bị hạn chế liễu không gian, hiện tại bờ biển người liền chữ vật giới chỉ đều không mở được, Diệp Thần Phong không chút do dự muốn thoát ly chuông đồng năng lượng bao trùm phạm vi, đáng tiếc lần này Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành đến có chuẩn bị. Bọn hắn một tả một hữu phong bế Diệp Thần Phong đường đi, căn bản không để Diệp Thần Phong đi ra chuông đồng bên trong năng lượng bao trùm phạm vi. Hiện tại trừ phi Diệp Thần Phong hướng về địa ngục chi hải bên trong bỏ chạy. Nhưng Diệp Thần Phong vừa vặn cũng nghe Điền Tiểu Quang nói rồi địa ngục chi hải sự tình, bây giờ Lão Bạch cùng Lão Hắc đều lâm vào ngủ say. Nếu như không phải là bị bước đến tuyệt cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không cân nhắc hướng về địa ngục chi hải trên mặt biển khoảng không thoát đi. Mà cùng lúc đó, Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ con tàu này hạ phẩm bảo khí linh thuyền cũng vừa hay cập bờ. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành không ngừng hướng về Diệp Thần Phong xúm lại. Bọn hắn đem Diệp Thần Phong hai bên trái phải cho bao vây, bọn hắn có thể không tin tưởng Diệp Thần Phong dám hướng về địa ngục chi hải thoát đi. Ngươi có bản lĩnh lại đào tẩu à? Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao từ chúng ta dưới mí mắt trốn. Cố Phúc Hải liên tục cười lạnh. Lâm Cao Thành cũng nộ nói, ngươi là muốn chúng ta động thủ đâu này? Vẫn là ngươi chính mình đi theo chúng ta. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành cái này hai danh địa thần cảnh cường giả xuất hiện, này làm cho bờ biển người đều ngắn ngủi lăng thần, tướng mạo khôi hài Điền Tiểu Quang, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong được hai tên địa thần cảnh cường giả vây quanh, hắn do dự một lúc sau, hắn vẫn là lấy hết dũng khí. Nói ra, hôm nay là Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ tới chọn rút luyện dược sư, lẽ nào các ngươi là tới nơi này quấy rối đấy sao? Diệp Thần Phong khá là bất ngờ liếc mắt nhìn Điền Tiểu Quang. Thông qua vừa vặn tiếp xúc, hắn thật sự biết Điền Tiểu Quang là một cái trực sảng người, nhưng hắn không nghĩ tới Điền Tiểu Quang sẽ ở thời điểm này đứng ra giúp hắn nói chuyện. Hơn nữa hắn và Điền Tiểu Quang vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, này Điền Tiểu Quang ngược lại là một cái có thể kết giao người. Điền Tiểu Quang đối Diệp Thần Phong nháy mắt ra hiệu, hắn tới gần Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói, huynh đệ. Ngươi yên tâm, ta nhưng đã chọn lựa ngươi làm thuốc của ta đồng rồi. Lại bảo hôm nay là Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ chọn lựa luyện dược sư tháng ngày, coi như là địa thần cảnh cường giả. Bọn hắn cũng không dám quá mức càn rỡ, dù sao Tam Đại Châu đều cũng có luyện dược các phân bộ. Nghe được Điền Tiểu Quang lời nói sau, Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành vừa vặn lao thẳng đến sự chú ý tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Bọn hắn giờ khắc này mới chú ý tới một chiếc rừng sát ở bờ biển linh thuyền, đang nhìn đến trên cột cờ theo gió phiêu lãng một cái thuốc chữ lúc. Hai người bọn họ trong con ngươi tránh qua một vệt nghiêm nghị. Đang lúc này, một tên thanh niên chỉ cao khí ngang từ linh trên thuyền đi xuống, tên thanh niên này ngực quần áo thêu hai đóa ngọn lửa màu đỏ. Đây là luyện dược các đặc biệt tiêu chí, ngực thêu một đóa hỏa diễm chính là nhất phẩm luyện dược sư, thêu hai đóa hỏa diễm chính là nhị phẩm luyện dược sư, lần lượt không ngừng loại đẩy xuống. Tên thanh niên này rất rõ ràng là nhị phẩm luyện dược sư rồi. Hắn chính là Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ luyện dược sư, tên là Vương Minh An. Chỉ cao khí ngang Vương Minh An căn bản không có xem người ở chỗ này một mắt, hắn vừa nhìn về phía linh trên thuyền, khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ lấy lòng, cánh tay trả làm ra một cái xin mời tư thế, trong miệng cung kính nói, phó các chủ, ngài đi chậm một chút. Một tên dáng dấp khá là uy nghiêm đàn ông trung niên cũng từ linh trên thuyền đi xuống. Tên này đàn ông trung niên ngực quần áo thêu bốn đóa ngọn lửa màu đỏ, vậy thì chứng minh rồi hắn chính là tứ phẩm luyện dược sư. Tên này đàn ông trung niên chính là Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ phó các chủ, tên là Triệu Văn Bạch, thực lực của hắn tại linh thần cảnh 4 tầng sơ kỳ. Triệu Văn Bạch khẽ cau mày, hắn cũng cảm thấy bờ biển không gian bị giam cầm ở, hắn nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành trên người. Bởi vì ở đây thực lực cao nhất chính là hai người kia rồi.
Tuy rằng Triệu Văn Bạch thực lực so với Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành yếu thấp, nhưng hắn không chút nào thực lực kém người một bậc giác ngộ. Hắn nói ra, chúng ta Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ hôm nay là tới chọn rút luyện dược sư, nơi này là chuyện gì xảy ra? Rất rõ ràng Triệu Văn Bạch là đang chất vấn Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành. Từ vừa vặn Vương Minh An đối Triệu Văn Bạch xưng hô thượng, Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành đã đoán được thân phận của đối phương. Hai người bọn họ thân là Phượng Hoàng Tông lão tổ, bọn hắn cũng không e ngại một cái luyện dược các phân bộ phó các chủ, nhưng bọn họ e ngại tại luyện dược các bên trong Triệu Văn Bạch có còn hay không chỗ dựa. Phải biết muốn trở thành luyện dược các phân bộ một cái phó các chủ, cái này cũng là phi thường khó khăn, không riêng là yếu chế thuốc trình độ không có trở ngại. Nếu như Triệu Văn Bạch nhận thức luyện dược các Trung Châu tổng bộ mạnh mẽ luyện dược sư, như vậy nếu như bọn hắn đắc tội rồi Triệu Văn Bạch, chỉ sợ bọn họ Phượng Hoàng Tông sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành một bên chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, một bên nghĩ ở trong lòng tìm từ. Cố Phúc Hải đối Triệu Văn Bạch, nói ra chúng ta chính là Phượng Hoàng Tông lão tổ. Ngược lại, Cố Phúc Hải chỉ vào Diệp Thần Phong, nói ra hắn là chúng ta Phượng Hoàng Tông kẻ phản bội, lần này chúng ta là tới bắt tên này kẻ phản bội. Khi biết đối phương là Phượng Hoàng Tông lão tổ sau đó Triệu Văn Bạch trên mặt xem thường càng thêm nồng nặc mấy phần, dù sao Phượng Hoàng Tông tại Linh Châu cũng không tính cái gì đại tông môn, mà hắn thân là Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ phó các chủ, hắn bình thường nhưng kết giao rất nhiều tông môn cường giả. Triệu Văn Bạch ánh mắt chuyển đến Diệp Thần Phong trên người, tại phát hiện Diệp Thần Phong chỉ có tạo hóa cảnh sau đó hắn cũng lười quản Phượng Hoàng Tông sự tình rồi, mà ngay tại lúc này, Diệp Thần Phong lại lên tiếng. Ta là tới tham gia luyện dược các chọn lựa, các ngươi luyện dược các hẳn là sẽ không đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa chứ. Còn nữa ta nhưng không phải là cái gì Phượng Hoàng Tông kẻ phản bội, ta cùng Phượng Hoàng Tông liền một chút quan hệ cũng không có. Diệp Thần Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Văn Bạch, tiếp tục nói ta nghĩ luyện dược các hẳn là sẽ không sợ Phượng Hoàng Tông chứ. Yếu là như thế này về sau còn có luyện dược sư sẽ tham gia luyện dược các chọn lựa sao? Hiện tại Diệp Thần Phong không còn biện pháp, không gian bị giam cầm ở, hắn lại bị Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành bao vây, trước mắt hy vọng chỉ có là này Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ rồi, cho nên Diệp Thần Phong trong giọng nói không khỏi nhiều hơn mấy phần gây xích mích, nếu như Triệu Văn Bạch nguyện ý vì hắn ra mặt, như vậy hôm nay chàng nguy cơ này cũng là có thể nghênh nhận nhi giải. Triệu Văn Bạch khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn khẽ cau mày, mà đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Điền Tiểu Quang. Hắn giống như là hạ quyết tâm, hắn cắn răng nói ra, ta có thể chứng minh, vị huynh đệ này đích thật là tới tham gia luyện dược các đệ tử chọn lựa, ta cùng hắn là cùng tới. Nghe vậy, Diệp Thần Phong đối Điền Tiểu Quang khẽ mỉm cười. Mà Triệu Văn Bạch sắc mặt hơi đổi một chút, luyện dược các luyện dược sư từ trước đến giờ đều là hơn người một bậc, bây giờ Diệp Thần Phong nói hắn là tới tham gia chọn lựa, hơn nữa còn có người cho hắn làm chứng, nếu như Triệu Văn Bạch không quan tâm. Như vậy hắn có thể sẽ bị người thuyết tam đạo tứ. Huống chi Triệu Văn Bạch vẫn là Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ phó các chủ đây. Hơn nữa thân phận của hắn cũng không hề ở bề ngoài đơn giản như vậy, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong hay là đang lợi dụng hắn, thế nhưng giờ khắc này tại dưới con mắt mọi người, mặt mũi của hắn là tuyệt đối không thể ném. Triệu Văn Bạch chỉ là trầm tư mấy giây, hắn liền đối với Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành, nói ra, nếu hắn là tới tham gia chúng ta luyện dược các chọn lựa, như vậy hai vị trước đem không gian hạn chế triệt hồi, khiến hắn tham gia khảo hạch lại nói. Chương 1844, như vậy liền lộ một tay đi. Triệu Văn Bạch tuy nói không muốn mất mặt, nhưng hắn cũng không muốn được Diệp Thần Phong lợi dụng, ý của hắn trong lời nói hết sức rõ ràng rồi, chỉ cần Diệp Thần Phong không thông qua khảo hạch, như vậy Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành là có thể tùy tiện xử trí Diệp Thần Phong rồi. Dù sao tại Triệu Văn Bạch trong mắt Diệp Thần Phong thực lực chỉ có tạo hóa cảnh, thấy thế nào Diệp Thần Phong đều không quá như là luyện dược sư. Nói cách khác, cho dù Diệp Thần Phong là luyện dược sư, Triệu Văn Bạch đối Diệp Thần Phong khảo hạch cũng sẽ cực kỳ nghiêm khắc, trong lòng của hắn nghiêm ngặt chính là trứng gà bên trong trọn xương, để Diệp Thần Phong 100% không thông qua khảo hạch. Thế nhưng, Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành nhưng cũng là biết, Diệp Thần Phong có loại này thần không biết quỷ không hay liền biến mất thủ đoạn. Không gian hạn chế một khi triệt hồi, chỉ sợ cũng lại sẽ được Diệp Thần Phong trốn. Cố Phúc Hải nói ra, cái này không gian hạn chế tuyệt đối không thể triệt hồi, này tiểu. Xúc,
Sinh rất rõ ràng là đang khích bác, chúng ta cũng không có thể được này tiểu. Xúc, Sinh nắm mũi dẫn đi a hát. Triệu Văn Bạch lông mày chăm chú nhíu lại, hắn cũng không biết Diệp Thần Phong có thần không biết quỷ không hay biến mất thủ đoạn, dưới cái nhìn của hắn Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành vốn là không nể mặt hắn. Hắn vừa vặn kia phen lời nói rõ ràng cho thấy hướng về Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành, nhưng kết quả còn bị đối phương quăng mặt mũi. Cố Phúc Hải cũng cảm giác mình nói có phần không thích hợp, hắn lập tức muốn giải thích một phen, nhưng đứng ở Triệu Văn Bạch bên cạnh nhị phẩm luyện dược sư Vương Minh An, hắn nhìn ra phó các chủ không sảng khoái, không đợi Cố Phúc Hải giải thích. Hắn liền mở miệng, các ngươi Phượng Hoàng Tông tính là thứ gì? Chúng ta phó các chủ đã đủ cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành hơi thay đổi sắc mặt. Này Vương Minh An thực lực cũng chỉ có tại Niết Bàn Cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, được một cái Niết Bàn Cảnh người quát tháo. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành lập tức tức giận dâng lên. Diệp Thần Phong muốn chính là cái này hiệu quả, trong lòng của hắn cười ha hả, xem ra giữa song phương mâu thuẫn tại tăng lên. Triệu Văn Bạch thấy Vương Minh An giúp mình nói chuyện. Hắn đương nhiên sẽ không răn dạy Vương Minh An được rồi, hắn cũng đúng Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành cực kỳ bất mãn, ngữ khí của hắn kiên định mấy phần, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, nếu hắn là tới tham gia chúng ta luyện dược các chọn lựa, như vậy hiện tại chúng ta Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ liền tất cần phải bảo đảm an toàn của hắn. Bằng không người khác còn tưởng rằng ta cái này phó các chủ là bài biện đây. Ta mặc kệ hắn là các ngươi Phượng Hoàng Tông kẻ phản bội cũng tốt. Hay là hắn căn bản không có quan hệ gì với Phượng Hoàng Tông cũng được, các ngươi hiện tại lập tức cho ta triệt hồi không gian hạn chế, sau đó rời đi nơi này. Triệu Văn Bạch cũng tới hỏa khí, nếu đối phương không nể mặt hắn, như vậy hắn cũng sẽ không cho đối phương mặt mũi. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành vốn cho là, lần này cầm nã Diệp Thần Phong là chuyện khẳng định rồi, mà kết quả rồi lại gặp như vậy bất ngờ, Cố Phúc Hải vừa vặn cũng không phải không nể mặt Triệu Văn Bạch. Chỉ là hắn phương thức nói chuyện có một vài vấn đề, này mới khiến Triệu Văn Bạch đã hiểu lầm. Nhưng bây giờ nghe được Triệu Văn Bạch ra lệnh cho bọn họ lập tức rời đi, Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành cũng là đầy mặt lửa giận, bọn hắn tốt xấu cũng là địa thần cảnh cường giả. Bọn hắn liếc nhau một cái sau đó bọn hắn quyết định bí quá hóa liều, trực tiếp đem Diệp Thần Phong mang đi. Dù sao Diệp Thần Phong lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa, hơn nữa bọn hắn Phượng Hoàng Tông trong cấm địa chỗ tốt. Khả năng đều bị Diệp Thần Phong mang đi, Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành đã không cách nào nữa đã chịu, hai người bọn họ trên người địa thần cảnh thật khí thế nhanh chóng tăng lên. Bây giờ Diệp Thần Phong còn không phải luyện dược các người, bọn hắn bắt đi Diệp Thần Phong sau đó lẽ nào luyện dược các liền bởi vì chuyện này, liền sẽ đem bọn họ Phượng Hoàng Tông hủy diệt sao? Thấy Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành tăng lên khí thế, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lập tức lùi về sau. Mà Triệu Văn Bạch lần này thực sự là nộ sắc mặt đỏ lên, hắn chỉ có linh thần cảnh thực lực, hắn cũng không phải Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành đối thủ. Lâm Cao Thành đối với Triệu Văn Bạch, nói ra, nhiều có đắc tội rồi, này kẻ phản bội chúng ta nhất định muốn đuổi bắt lại đi, hôm nào chúng ta tự mình đi Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ bồi tội. Dứt tiếng, Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành bọn hắn bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, khí thế áp bách mạnh mẽ ở Diệp Thần Phong trên người. Thật sự là cảnh giới cách biệt quá nhiều, Diệp Thần Phong trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Một bên Điền Tiểu Quang cũng căn bản không xen tay vào được, thân thể của hắn sớm đã bị Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành thật khí thế cho hất bay ra ngoài. Mắt thấy Diệp Thần Phong cũng bị Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành bắt xuống thời điểm. Nhất cổ lao nhanh vô cùng cuồn cuộn khí thế, từ rừng sát ở bờ biển Linh trong thuyền cuồn cuộn không đoạn truyền ra. Luồng khí thế này trong nháy mắt lấn át Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành, hơn nữa còn hướng đánh vào hai người bọn họ trên người. Thịch, 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 mắt thấy muốn bắt được Diệp Thần Phong rồi, nhưng bất thình lình khí thế cường hãn, trực tiếp đem Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành đẩy lui ba bước. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành trong con ngươi tràn đầy sợ hãi, bên trong thân thể là huyết khí dâng lên, bọn hắn cưỡng chế muốn từ trong cổ họng tuôn ra tiên huyết, phải biết Cố Phúc Hải thực lực có địa thần cảnh tầng 2 sơ kỳ. Lâm Cao Thành cũng có địa thần cảnh một tầng đỉnh phong, nhưng luồng khí thế này chủ nhân tối thiểu có địa thần cảnh 5 tầng sơ kỳ. Diệp Thần Phong đang nhìn đến Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành được đẩy lui rồi, trong lòng của hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt không khỏi nhìn hướng Linh trên thuyền. Chỉ nghe từ Linh trong thuyền truyền đến một giọng già nua, chớ có ở nơi này làm càn,
các ngươi chỉ là một cái nho nhỏ Phượng Hoàng Tông mà thôi, lẽ nào các ngươi sẽ không thanh luyện dược các để ở trong mắt sao? Lập tức cút cho ta, bằng không các ngươi Phượng Hoàng Tông đem tiến vào luyện dược các trong danh sách đen, từ nay về sau luyện dược các không sẽ cùng các ngươi Phượng Hoàng Tông có bất kỳ đan dược giao dịch. Đương nhiên các ngươi cũng có thể tiếp tục tại nơi này làm càn, bất quá, lão phu cũng sẽ không lại đối các ngươi hạ thủ lưu tình. Cuồn cuộn sát ý từ linh trong thuyền truyền ra, Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành trong con ngươi lộ ra khiếp ý, hai người bọn họ gộp lại cũng không phải là linh trong thuyền người bí ẩn kia đối thủ, lại nói nếu như bọn hắn thật sự dám đối với luyện dược các người động thủ, chỉ sợ bọn họ Phượng Hoàng Tông trong vòng 3 ngày sẽ trực tiếp từ phía trên huyền giới biến mất. Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành trợn mắt trừng lên Diệp Thần Phong, trước mắt Diệp Thần Phong liền ở trước mặt, nhưng bọn họ nhưng không có dũng khí tại động thủ rồi. Trong lòng uất ức vô hạn lan tràn, bọn hắn tại thật chặt cắn răng, sau đó bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nuốt giận vào bụng rời đi. Rời đi trước, Lâm Cao Thành cũng đem chuông đồng thu lại rồi, bờ biển không gian hạn chế lập tức biến mất rồi. Đạp không mà đi Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành, hai người bọn họ rời đi bờ biển có một khoảng cách sau. Phốc, phốc, hai tiếng, Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành trực tiếp từ trong miệng phun ra tiên huyết, trong lòng bọn họ là càng nghĩ càng uất ức. Bọn hắn một lần lại một lần cùng Diệp Thần Phong giao phong, nhưng mỗi một lần đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hơn nữa thua thiệt trả tổng là hai người bọn họ. Cố Phúc Hải một bên đạp không mà đi, vừa nói kế tiếp chúng ta nên làm gì. Lâm Cao Thành lau lau khóe miệng vết máu, nói ra, xem ra ta không cách nào bắt cái nhỏ. Xúc, sinh, bất quá, luyện dược các người cũng không phải chưa đầu óc, chuyện mới vừa rồi hoàn toàn là cái nhỏ. Xúc. Sinh gây xích mích lên, nếu như cái nhỏ, xúc, sinh căn bản sẽ không chế thuốc, hoặc là hắn không đủ tư cách gia nhập luyện dược các, như vậy e sợ không cần chúng ta ra tay, luyện dược các cũng sẽ đem hắn thu thập. Cố Phúc Hải gật đầu nói, lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng khiến hắn cứ thế mà chết đi, ngược lại cũng đúng là thật là đáng tiếc, chúng ta Phượng Hoàng Tông cấm địa chỗ tốt khả năng liền nắm giữ ở trong tay hắn a hát. Tại Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành cực độ biệt khuất xa sau khi đi. Địa ngục chi hải bờ biển, bầu không khí đã trầm mặc một lát, Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ phó các chủ Triệu Văn Bạch, hắn đối với linh thuyền chắp tay, nói ra, vừa nãy phiền phức viên lão ra tay rồi. Ừm, linh trong thuyền chỉ truyền ra một tiếng trầm thấp đáp lại. Triệu Văn Bạch đưa mắt chuyển đến Diệp Thần Phong trên người, hắn nói ra, người tốt nhất đúng là tới tham gia luyện dược các chọn lựa. Ngươi tốt nhất đúng là một tên hợp lệ luyện dược sư, như vậy ta không chỉ sẽ không trách cứ ngươi, chuyện vừa rồi ta còn hội chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không ngươi chính là đang đùa ta, đến lúc đó ngươi hội gánh chịu ngươi nhất định muốn gánh nổi hậu quả. Bây giờ không gian hạn chế biến mất rồi, Diệp Thần Phong theo lý tới nói có thể tiến vào hỗn độn chiếc nhẫn, nhưng hắn không muốn ở lại khu vực này rồi, nhưng là phải xuyên qua địa ngục chi hải, như vậy liền tất cần phải có bảo khí linh thuyền. Diệp Thần Phong bây giờ còn không cách nào luyện chế ra bảo khí, nếu như có thể liên lụy chuyến này đi nhờ xe ngược lại cũng không tồi. Cho nên, xem ra Diệp Thần Phong thực sự là yếu bộc lộ tài năng mới có thể rồi. Chương 1845, một không cẩn thận thành tiêu điểm một. Triệu Văn Bạch đang cảnh cáo một phen Diệp Thần Phong, sau đó hắn liền không có đi để ý tới Diệp Thần Phong ý tứ rồi. Hắn đầu tiên để những người khác trước tới tham gia khảo hạch người phân biệt luyện chế một loại chính mình sở trường nhất đan dược, đây chỉ là bước đầu một cái khảo hạch, thông qua cái khảo hạch này sau đó chỉ có thể chứng minh người có tư cách gia nhập Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ. Đương nhiên chờ đến Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ thời điểm, còn có một loạt khảo hạch chờ ngươi, trừ phi tư chất cực kỳ xuất chúng người, mới sẽ trực tiếp đặc cách trở thành chính thức luyện dược các luyện dược sư. Nói cách khác, thông qua này cái thứ nhất khảo hạch, chỉ là bắt được một tấm đi về luyện dược các giấy thông hành mà thôi, về phần về sau ngươi tại luyện dược các bên trong phải nhận được như thế nào phát triển. Này đều phải xem ngươi thiên phú của chính mình cùng tạo hóa. Diệp Thần Phong thấy Triệu Văn Bạch đem mình gạt tại một bên, trong lòng của hắn cũng là tùy ý cười cười một chút, dù sao vừa vặn thật là của hắn lợi dụng Triệu Văn Bạch, này Triệu Văn Bạch dù sao cũng là Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ phó các chủ. Hắn có một ít tâm tình cũng là hợp tình hợp lý. Tại Triệu Văn Bạch đem khảo hạch nội dung nói sau khi đi ra, những kia trước tới tham gia khảo hạch người, bọn hắn dồn dập đem lò thuốc của chính mình lấy ra, trong đó đương nhiên cũng bao quát Điền Tiểu Quang rồi,
bọn hắn không nói lời gì bắt đầu luyện chế đan dược. Diệp Thần Phong ở một bên yên lặng nhìn xem, trong lòng của hắn thỉnh thoảng lắc đầu, những người này luyện chế đan dược thủ pháp đều quá thô tháo. Hơn nữa chế thuốc động tác cực kỳ cứng ngắc, giống như là kéo sợi con rối bình thường. Khiến người ta nhìn trong lòng đặc biệt không được tự nhiên. Dù sao những người này không có trải qua cường hãn luyện dược sư chỉ điểm, bọn hắn muốn gia nhập luyện khí các. Trong đó một cái nguyên nhân liền là muốn có được luyện dược các bên trong những kia cấp bậc cao luyện dược sư chỉ điểm, thậm chí là muốn bái bọn họ vi sư. Diệp Thần Phong ánh mắt như ngừng lại Điền Tiểu Quang trên người, hắn đối Điền Tiểu Quang ấn tượng không sai, này Điền Tiểu Quang chế thuốc động tác cùng nắm chắc ngược lại là muốn so những người khác khá hơn một chút. Xem ra này Điền Tiểu Quang muốn gia nhập luyện dược các hẳn không phải là việc khó gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở đây trước tới tham gia Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ chọn lựa người, bọn hắn cũng một tên tiếp theo một tên luyện chế được rồi đan dược. Có ai luyện chế được rồi, Triệu Văn Bạch hội lập tức đi tới kiểm tra đối phương luyện chế ra đan dược, hắn chỉ là đem đan dược đặt ở trước mũi người một cái, sau đó lại cảm ứng một cái đan dược bên trong dược lực. Hắn liền có thể bước đầu phán đoán ra đan dược tốt xấu rồi. Người luyện chế đan dược bên trong tạp chất quá nhiều, loại đan dược này cho người phục dụng, nhất định sẽ lưu lại tác dụng phụ, người nhưng đi trở về. Đây là người luyện chế giải độc đan. Ta xem này giải độc đan không những không cách nào hóa giải độc tố, hơn nữa còn sẽ để cho người chúng độc gia tốc tử vong. Được rồi, người cũng có thể về nhà. Người luyện chế đan dược ngược lại là qua loa hợp cách. Bất quá, trong đó tạp chất vẫn là nhiều hơn một điểm. Còn có dược hiệu làm không ổn định, coi như ngươi thông qua khảo hạch. Triệu Văn Bạch lần lượt kiểm tra những người này luyện chế ra đan dược. Thiên huyền giới đan dược muốn so địa huyền giới nghiêm khắc hơn nhiều, thiên huyền giới chế thuốc chi thuật cũng so với địa huyền giới cao minh, ban đầu ở địa huyền giới tuy nói cao nhất luyện dược sư cũng có tứ phẩm. Thế nhưng địa huyền giới luyện dược sư luyện ra được đan dược, trong đó đều hàm có không ít tạp chất. Cho nên thiên huyền giới tứ phẩm luyện dược sư hoàn toàn không phải địa huyền giới tứ phẩm luyện dược sư có thể so sánh. Ở đây tất cả mọi người luyện chế xong đan dược, cuối cùng hợp lệ chỉ có 3 người. 3 người này vừa vặn là 2 nam 1 nữ, Điền Tiểu Quang ngược lại cũng ở trong đó. 3 người này đều luyện chế là nhất phẩm đan dược, tuy rằng bọn hắn luyện chế đan dược đều có một ít thiếu hụt, nhưng bọn họ có thể miễn cưỡng xưng là nhất phẩm luyện dược sư rồi. Tại không ai chỉ điểm dưới tình huống, muốn phải dựa vào mình ở đan dược thượng đạt được tiến bộ kinh người, đây cơ hồ là không thể nào, cho nên những này trước tới tham gia chọn lựa người, trên căn bản đều là nhất phẩm luyện dược sư mà thôi. Mặt khác không có thông qua người toàn bộ sau khi rời đi, Triệu Văn Bạch để Điền Tiểu Quang 3 người đi lên linh thuyền, sau đó, hắn lại nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, ngươi cũng đi lên đi. Khảo hạch của ngươi đơn độc tiến hành, yên tâm. Ta Triệu Văn Bạch cũng không phải một cái người hẹp hòi, chỉ cần ngươi thật sự có thể thông qua khảo hạch, ta sẽ không làm khó ngươi. Diệp Thần Phong trong lòng trần chờ một chút sau đó hắn vẫn là đi lên linh thuyền, nếu như Triệu Văn Bạch muốn giết hắn, xuất hiện tại còn lại người cũng cơ bản rời khỏi, Triệu Văn Bạch không cần thiết làm cho phức tạp như vậy. Tại tất cả mọi người đi lên linh thuyền sau đó chiếc này hạ phẩm bảo khí linh thuyền lập tức khởi động, hẳn là có người ở khống chế chiếc này linh thuyền. Chiếc này linh thuyền tổng cộng có 2 tầng, Triệu Văn Bạch để Diệp Thần Phong bọn hắn đi hướng tầng thứ 2 bong tàu. Linh thuyền ở địa ngục chi hải bên trong chạy được mấy phút đồng hồ sau đó Triệu Văn Bạch mới nhìn Diệp Thần Phong, nói ra ta tự cấp ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi đúng là tới tham gia chọn lựa. Ngươi thật sự hội chế thuốc, nếu như ngươi thành thật trả lời, tự coi như ngươi trước đó đang lừa gạt ta, ta cũng có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Điền Tiểu Quang thấy Triệu Văn Bạch nói như vậy, hắn vẫn là muốn giúp Diệp Thần Phong một tay, hắn nói ra, phó các chủ, kỳ thực hắn chính là của ta dược đồng, kính xin phó các chủ ngài mở ra một con đường, hắn chỉ là không cẩn thận chọc phải Phượng Hoàng Tông mà thôi. Triệu Văn Bạch khẽ cau mày, kia gọi là Vương Minh An nhị phẩm luyện dược sư, hắn quát lớn, nói như vậy tiểu tử này vừa vặn hoàn toàn là tại lừa gạt phó các chủ. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Được rồi. Ai cũng không nên làm khó hắn, các loại linh thuyền cập bờ sau đó để chính ngươi cách đi là được rồi. Thanh âm già nua từ tầng thứ 2 bên trong khoang thuyền truyền ra. Này đạo chủ nhân thanh âm phải là vừa vặn đẩy lui Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành người.
Khi nghe đến âm thanh này sau đó Triệu Văn Bạch lập tức cung kính nói, Viên lão, ta nguyên bản là không muốn khó xử tiểu tử này, chỉ là tiểu tử này bắt chúng ta làm tấm mộc, này làm cho trong lòng ta có phần không thoải mái. Vương Minh An đối với Diệp Thần Phong, nói ra tính tiểu tử ngươi đi xa, chờ chúng ta linh thuyền tới mục đích rồi, ngươi lập tức rời đi, liền ngươi dáng dấp này người còn muốn giả mạo cái gì luyện dược sư. Ngươi cho rằng luyện dược sư là trên đường cái nát cải trắng sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nguyên bản khi nghe đến bên trong khoang thuyền truyền ra âm thanh sau, hắn cũng không muốn bộc lộ tài năng rồi, hãy nhìn đến Vương Minh An thái độ, hắn lại nghĩ đến luyện dược các trên trời huyền giới địa vị, hắn nói không chắc về sau còn cần dùng đến luyện dược các đây này. Thích đương biểu hiện ra một điểm thiên phú đến, này đối với hắn mà nói chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Còn nữa Thương Hoa Thành luyện dược các phó các chủ Triệu Văn Bạch, liền hắn đều đối bên trong khoang thuyền cái kia đạo chủ nhân thanh âm làm tôn kính, e sợ đối phương tại luyện dược các trong khẳng định là có một ít địa vị. Ở trong lòng làm ra quyết định sau đó Diệp Thần Phong trực tiếp mở miệng nói, khảo hạch chính là luyện chế một loại chính mình sở trường đan dược chứ. Ta hiện tại liền tiếp thu khảo hạch, các ngươi có thể cho ta cung cấp một cái dược đỉnh sao? Diệp Thần Phong trung phẩm địa chi hỏa long đỉnh không thích hợp lấy ra. Dù sao trung phẩm địa chi đỉnh tại trong dược đỉnh phẩm bậc đã tốt vô cùng, vạn nhất bởi vì địa chi đỉnh gây nên phiền phức không tất yếu sẽ không tốt. Vương Minh An khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, bàn tay hắn trực tiếp phung lên, một tôn thượng phẩm nhân chi đỉnh xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Vương Minh An cười nói, ngươi ngay cả lò thuốc cũng không có, ngươi chả nói mình là luyện dược sư. Lẽ nào ngươi bình thời là trực tiếp tay không chế thuốc đấy sao? Ngươi không phải là nói muốn chế thuốc sao? Ta lại muốn hảo hảo nhìn một chút, vừa vặn viên tiền bối đã cho ngươi dưới bậc thang rồi, cũng không có ý định truy cứu sự tình, ngươi cũng thật sự là cho thể diện mà không cần rồi. Diệp Thần Phong vẫn đúng là hội tay không chế thuốc, đáng tiếc hắn không thể ở nơi này thi triển, dù sao tay không chế thuốc quá kinh người một ít. Viên lão đã lên tiếng, Triệu Văn Bạch cũng không muốn vi phạm viên lão ý tứ, hắn nói ra tiểu tử. Ngươi vẫn là không muốn xính cường rồi, nguyên bản ta còn muốn phải cho ngươi một ít giáo huấn, dù sao ngươi bắt chúng ta luyện dược các cho rằng bia đỡ đạn, ngươi bây giờ hẳn là muốn hảo hảo cảm tạ viên lão. Diệp Thần Phong đối với viên lão cũng thật sự rất có hảo cảm, dù sao Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành là viên lão đẩy lui, vừa vặn viên lão lại giúp hắn nói ra một câu, dùng này có thể chứng minh này viên lão tối thiểu nhất là một cái dễ dàng chung đụng người. Diệp Thần Phong trong lòng dĩ nhiên đã dự định trước phải gia nhập luyện dược các rồi, như vậy hắn cũng không cần có chỗ lo lắng, hắn đối với khoang thuyền, nói ra, đa tạ vị này lão tiền bối, bất quá, ta còn là muốn chứng minh mình một chút, dù sao ta cũng là một cái đường hoàng gia dáng luyện dược sư, ta không phải là trên đường cái nát cải trắng. Ngươi tên tiểu tử này ngược lại là thật có ý tứ, như vậy ngươi liền luyện chế một chút, nếu như ngươi đúng là một tên hợp lệ luyện dược sư. Như vậy ta cũng có thể trực tiếp đặt cách cho ngươi thành vì chúng ta luyện dược các chính thức luyện dược sư. Dù sao ở nơi này thông qua khảo hạch người, bọn hắn cũng không cách nào lập tức trở thành chính thức luyện dược sư, trừ phi là những kia thiên phú xuất chúng người, mà ngươi chỉ cần luyện chế ra một viên hợp lệ nhất phẩm đan dược, ta liền cho ngươi trở thành luyện dược các chính thức luyện dược sư. Chương 1846, một không cẩn thận thành tiêu điểm 2. Linh thuyền tầng thứ hai khoang thuyền bên trong. Trong đó trang sức cực kỳ xa hoa, trên mặt đất bố trí lần lượt tụ linh trận, linh khí nồng nặc cực kỳ. Tại khoang thuyền một tấm thư thích ghế dựa thượng, ngồi một tên ông lão mặc áo bào đen, người lão giả này lưng mặc dù có chút lọm khọng rồi, thế nhưng hắn khí thế trên người vô cùng ác liệt, trong con người cũng lộ ra một cỗ tinh thần. Tên này áo bào đen lão giả chính là viên lão rồi, chỉ thấy tại viên lão ngực thêu bảy đóa ngọn lửa màu đỏ. Vậy thì chứng minh rồi hắn chính là thất phẩm luyện dược sư rồi, phải biết Diệp Thần Phong từ Vân Mộ Linh trong miệng biết được, trên trời huyền giới cao nhất cấp bậc luyện dược sư cũng chẳng qua là bát phẩm mà thôi. Viên lão tên đầy đủ gọi là Viên Khôn, hắn chính là luyện dược các Trung Châu Tổng Bộ Phó Các Chủ một trong, tại toàn bộ luyện dược các bên trong quyền lợi của hắn có thể nói là phi thường to lớn, đương nhiên Trung Châu Tổng Bộ luyện dược các bên trong cũng không chỉ một tên Phó Các Chủ. Bởi vì luyện dược các tổng bộ là ngự trị ở hết thảy luyện dược các phân bộ bên trên. Cho nên luyện dược các tổng bộ tổng cộng 3 tên phó các chủ đây. 3 tên phó các chủ đều là thất phẩm luyện dược sư,
này Viên Khôn chỉ là ba tên phó các chủ một người trong đó mà thôi. Tại Viên Khôn lưng đeo sau còn đứng ở một tên cổ linh tinh quái nha đầu này lớn lên ngược lại là cực kỳ thủy linh, người chính là Viên Khôn tôn nữ Viên Giai. Tại Viên Khôn người luyện dược sư này từ nhỏ bồi dưỡng dưới, Viên Giai bây giờ tại chế thuốc thượng đã đến tứ phẩm luyện dược sư rồi, mà thực lực cũng đã tới hóa thần cảnh một tầng hậu kỳ. Nếu như Viên Giai một lòng tu luyện, không tốn thời gian đi nghiên cứu chế thuốc, e sợ thực lực của nàng còn có thể càng cao hơn. Viên Giai người mặc một bộ áo màu tím, người giúp Viên Khôn gõ lên lưng, bất kể là vừa vặn phát sinh ở bờ biển sự tình, vẫn là bên ngoài trên bong thuyền sự tình, Viên Khôn cùng Viên Giai đều chú ý tới. Viên Khôn vô cùng thương của mình cháu gái này, lần này hắn là mang tôn nữ của mình đến Linh Châu đi một chút, vừa vặn gặp Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ chọn lựa luyện dược sư. Viên Giai liền dùng beng muốn tới, cho nên Viên Khôn chỉ có thể cùng đi rồi. Viên Giai bĩu môi ba, nói ra, nơi này căn bản không có chút nào chơi vui, những người này chế thuốc trình độ quá kém. Còn có bên ngoài cái kia tạo hóa cảnh người, ra ngươi giúp hắn, hắn chả không cảm kích đây. Trên người liền lò thuốc cũng không có người, hắn căn bản không thể nào là luyện dược sư. Viên Khôn cười nói, tiểu Giai, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi tuy nhiên đã là tứ phẩm luyện dược sư rồi, lấy ngươi tuổi tác như vậy tại toàn bộ thiên huyền giới. Ngươi tại trẻ tuổi bên trong có thể xưng là thiên tài, thế nhưng ngươi cũng không nên quên, chống chân tại luyện dược các tổng bộ còn có người có thể ép ngươi một bậc, hơn nữa thiên huyền giới lớn như vậy, đều sẽ có một ít lánh đời thiên tài luyện dược sư. Cái kia lấy ra ý của ngươi, bên ngoài cái kia tạo hóa cảnh người, hắn là một thiên tài luyện dược sư. Bằng không ta cùng ra ngươi đánh cuộc đi, ta cho là hắn căn bản không phải cái gì luyện dược sư, nếu như ra ngươi đã đoán sai, như vậy ngươi liền tất cần phải đáp ứng ta một yêu cầu. Viên Giai cười hì hì nói. Viên Khôn nhưng phi thường rõ ràng cháu gái của mình các loại cổ linh tinh quái ý nghĩ, hắn nói ra, nha đầu. Ra cũng không nói bên ngoài người kia là cái gì chế thuốc thiên tài, ta chỉ là nhìn hắn như vậy chắc chắn. Hay là hắn thật sự chính là một tên nhất phẩm luyện dược sư đây? Nhưng thiên tài tuyệt đối là không thể nào. Ngươi cho rằng thiên tài là tùy ý có thể thấy được sao? Viên Khôn cùng Viên Giai tại bên trong khoang thuyền nói chuyện thời điểm. Phía ngoài bong tàu bên trên. Điền Tiểu Quang len lén lôi kéo Diệp Thần Phong tay áo, nói ra, huynh đệ, ngươi không cần làm loạn, nếu luyện dược các không truy cứu, như vậy ngươi cũng không cần giận dỗi rồi. Diệp Thần Phong nhún nhún vai, nói ra, yên tâm, ta có chừng mực. Điền Tiểu Quang cuống lên, trong lòng của hắn thầm nghĩ, ngươi sẽ có cái gì đúng mực. Hắn bây giờ còn thật có một chút hối hận đứng ra nâng đỡ Diệp Thần Phong rồi. Tên kia nhị phẩm luyện dược sư Vương Minh An, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong. Nói ra, lò thuốc liền đặt tại trước mặt ngươi, ngươi có thể chế thuốc. Ta nhưng làm hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta luyện dược các phân bộ, bất quá. Ta liền sợ ngươi không có năng lực này. Phó các chủ Triệu Văn Bạch cũng nói, ngươi đã cố ý yếu chứng minh, như vậy ta cũng không ngăn trở rồi, ngươi có thể bắt đầu. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt thượng phẩm nhân chi đỉnh, hắn hôm nay là ngũ phẩm luyện dược sư, hắn đang suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn dự định không đem mình chế thuốc trình độ toàn bộ biểu diễn ra rồi, dù sao ngũ phẩm luyện dược sư so với trước mặt Triệu Văn Bạch cũng cao hơn một phẩm thứ rồi. Như vậy hắn cũng là luyện chế một loại tứ phẩm đan dược đi. Lấy tứ phẩm thân phận của luyện dược sư gia nhập luyện dược các, cũng đã là vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong đối với khoang thuyền nói ra, lão tiền bối, nhất phẩm đan dược ta khả năng luyện chế không ra, ngươi liền để ta tùy ý phát huy đi. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra. Triệu Văn Bạch cùng Vương Minh An hơi thay đổi sắc mặt, bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong là đang đùa bỡn Viên Khôn. Hai người bọn họ nhưng cũng là biết thân phận của Viên Khôn. Điền Tiểu Quang trên trán đã sớm là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng được rồi. Bên trong khoang thuyền Viên Giai cười nói, ra, yếu ngươi làm cái gì kẻ ba phải, ngươi xem hắn chả trêu chọc khởi ngươi rồi đi. Nhất phẩm đan dược luyện chế không ra, lẽ nào hắn muốn dùng linh thảo nặn ra một cái nê hoàn tử đến làm đan dược. Ra ngươi, Viên Giai thanh âm đột nhiên im bặt đi. Cái này khoang thuyền cực kỳ đặc thù, người ở bên trong có thể nhìn thấy trên bong thuyền cảnh tượng, mà trên bong thuyền người căn bản không nhìn thấy bên trong khoang thuyền. Nguyên bản trong lòng mơ hồ sản sinh tức giận Viên Khôn,
hắn cũng trong nháy mắt trợn to hai mắt. Viên Giai cùng Viên Khôn sở dĩ có phản ứng như thế, đó là bởi vì Diệp Thần Phong đã tại bắt đầu chế thuốc, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong chế thuốc thủ pháp nước chảy mây trôi, quả thực là khiến người ta vui tai vui mắt, hơn nữa Diệp Thần Phong đối luyện thuốc nắm chắc cũng cực kỳ tinh chuẩn, quả thực là khiến người không thể thiêu dịch. Viên Khôn nói ra, không đơn giản a hát, đây thực sự là không đơn giản, lúc này ta còn thực sự nhìn lầm, chỉ sợ hắn chế thuốc chi thuật không kém ngươi. Hừ, Viên Giai không phục hừ một tiếng, nói ra, ra ra, đan dược vẫn không có luyện chế ra đến đây. Ta thừa nhận hắn chế thuốc thủ pháp làm tinh xảo, thế nhưng ngươi cũng không thể khẳng định hắn là một gã tứ phẩm luyện dược sư, hay là hắn chẳng qua chỉ là một gã tam phẩm luyện dược sư cũng không nhất định. Mà trên bong thuyền đã sớm là yên tĩnh không tiếng động rồi. Triệu Văn Bạch đám người ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bởi rất nhiều luyện dược sư luyện chế đan dược phương pháp phối chế cũng khác nhau. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này chả không cách nào phân biệt Diệp Thần Phong luyện chế là đan dược gì. Diệp Thần Phong đem thanh viêm nhiệt độ khống chế rất tốt, người ở chỗ này cũng không phát hiện thanh viêm chính là thiên địa chi hỏa, nhưng bây giờ Diệp Thần Phong trong lòng lại cay đắng không ngớt. Khả năng trước đó thói quen dẫn động thiên địa linh khí đến luyện chế đan văn cùng đan vân rồi, vừa vặn Diệp Thần Phong trong lúc vô tình dẫn động một lần thiên địa linh khí. Bất quá, Diệp Thần Phong lập tức trên đường đình chỉ, mỗi tên luyện dược sư thủ pháp luyện chế cũng khác nhau, tại chế thuốc trong quá trình, có phần luyện dược sư cũng xác thực sẽ đem linh khí chung quanh hướng về lò thuốc hội tụ, cho nên Diệp Thần Phong cách làm cũng không hề gây nên chú ý. Diệp Thần Phong tuy nói chỉ dẫn nhúc nhích một chút thiên địa linh khí, nhưng đã có một phần thiên địa linh khí hội tụ đến lò thuốc bên trong rồi, nguyên bản Diệp Thần Phong chỉ muốn luyện chế ra phổ thông tứ phẩm đan dược, nhưng bây giờ linh khí cũng chỉ có dẫn nhúc nhích một chút liền ngưng hẳn rồi, hắn đến cùng còn có thể hay không thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược đến. Diệp Thần Phong đem hết toàn lực khống chế bên trong dược đỉnh đan dược ổn định, cũng còn tốt hắn là ngũ phẩm luyện dược sư, tuy rằng xảy ra một chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn có thể khống chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ bên trong dược đỉnh bay ra khỏi đan hương vị, theo đan hương vị càng ngày càng dày đặc, bên trong dược đỉnh tránh qua hai vệt ánh sáng, Diệp Thần Phong lập tức đem thanh viêm thu lại rồi, lò thuốc cũng được mở ra. Thương Hoa Thành phó các chủ Triệu Văn Bạch, hắn trong con ngươi tràn đầy khó mà tin nổi, thông qua vừa vặn nồng nặc đan dược linh khí. Hắn đã cảm giác được Diệp Thần Phong luyện chế ra chính là tứ phẩm đan dược. Mà Viên Khôn cũng từ bên trong khoang thuyền đi ra, hắn nói ra, ta tới cấp cho tiểu huynh đệ ngươi luyện chế đan dược đo lường đi. Nhưng mà, làm Viên Khôn đi tới lò thuốc trước, nhìn thấy bên trong dược đỉnh đan dược sau, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc ở. Bên trong dược đỉnh tuy rằng chỉ tạo thành hai viên thuốc, thế nhưng trong đó một viên thuốc thượng thậm chí có nửa vòng đan văn. Phải biết hắn Viên Khôn từ bước lên luyện dược sư một đường cho tới bây giờ, hắn chưa từng có luyện chế ra nắm giữ đan văn đan dược qua. Viên Khôn sẽ có nửa vòng đan văn đan dược nắm trong tay, hắn nguyên bản chả là cực kỳ bình tĩnh, cho dù Diệp Thần Phong luyện chế được tứ phẩm đan dược, đây là tại trong dự liệu của hắn, nhưng thời khắc này, hắn lại kích động sắc mặt đỏ lên, hắn mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói ra, người dĩ nhiên luyện chế được nắm giữ đan văn tứ phẩm đan dược. Viên Khôn lời này vừa nói ra. Diệp Thần Phong lần nữa đã trở thành tiêu điểm, lúc này Diệp Thần Phong là hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm rồi. Người ở chỗ này đều là luyện dược sư, bọn hắn đều hiểu đan văn ý nghĩa, tại toàn bộ thiên huyền giới có thể luyện chế ra đan văn luyện dược sư hẳn là tại 10 người bên trong. Chương 1847, tranh đoạt, dược phương lệnh, linh thuyền tầng thứ 2 bong tàu bên trên. Diệp Thần Phong tự nhiên biết từ bên trong khoang thuyền đi ra Viên Khôn, phải là ra tay đẩy lui Cố Phúc Hải cùng Lâm Cao Thành người. Bởi theo thói quen đem thiên địa linh khí xúc động, lại lập tức ngưng hẳn xuống, này làm cho trong dược đỉnh đan dược biến được phi thường không ổn định, Diệp Thần Phong là đem hết toàn lực mới đem tứ phẩm đan dược thuận lợi luyện chế ra tới. Diệp Thần Phong cũng biết bởi vì cái này bất ngờ, luyện chế ra đan dược sẽ không rất nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới luyện chế hai viên thuốc trong. Thậm chí có một viên tạo thành nửa vòng đan văn. Hơn nữa nhìn Viên Khôn cái kia kích động dáng dấp, Diệp Thần Phong càng sâu sắc thêm hơn nhận thức được đan văn đáng quý. Tứ phẩm dung linh đan, trong đó dĩ nhiên không có nửa điểm tạp chất.
Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, quan trọng nhất là lại vẫn sinh ra nửa vòng đan văn, lần này ta Viên Khôn là gặp phải bảo, xem ra lần này tới Linh Châu ngược lại là chính xác rồi. Viên Khôn tự nhủ, mà Viên Khôn tôn nữ Viên Giai cũng lập tức đi ra, người vốn là không nghĩ ra được rồi, thế nhưng nghe được Diệp Thần Phong rõ ràng luyện chế được đan văn, người cũng không nhịn được, người nhìn mình ra ra trong tay nắm giữ nửa vòng đan văn tứ phẩm dung linh đan, miệng của nàng vểnh lên thật cao. Dù sao người vừa vặn tại bên trong khoang thuyền, nhưng là cho rằng Diệp Thần Phong căn bản liền luyện dược sư cũng không phải, bây giờ xem ra Diệp Thần Phong chế thuốc trình độ thật sự tại người bên trên. Điền Tiểu Quang giờ khắc này hẳn là ở đây kích động nhất một người, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên là tứ phẩm luyện dược sư. Hơn nữa còn là có thể luyện chế ra đan văn tứ phẩm luyện dược sư. Trong cổ họng hắn nuốt nước miếng, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn xem Diệp Thần Phong. Trong con ngươi tràn đầy một vệt chờ mong. Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ phó các chủ Triệu Văn Bạch, hắn cũng rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình. Trên mặt hắn khiếp sợ không có thối lui, hắn đi tới Diệp Thần Phong trước mặt. Hắn cực kỳ chân thành đối Diệp Thần Phong ném một vệt áy náy nụ cười, nói ra tiểu huynh đệ. Ta lúc trước hành vi xin lỗi ngươi, ta hy vọng tiểu huynh đệ ngươi có thể tha thứ ta. Thế giới này chính là lấy cường giả vi tôn. Diệp Thần Phong biểu hiện ra của mình chế thuốc thiên phú, hắn tự nhiên liền được Triệu Văn Bạch tôn trọng, dù sao Triệu Văn Bạch cũng chẳng qua chỉ là một gã tứ phẩm luyện dược sư, hơn nữa hắn vẫn là không cách nào luyện chế ra đan văn tứ phẩm luyện dược sư. Diệp Thần Phong có thể cảm thụ được suất Triệu Văn Bạch phát ra từ nội tâm áy náy, dù sao trước hắn cũng là lợi dụng dưới Triệu Văn Bạch, hắn cười nói, sự tình đã qua, kỳ thực ta cũng đích thật là đem các ngươi luyện dược các trở thành một lần bia đỡ đạn. Thấy Diệp Thần Phong thản nhiên như vậy, trên người không có bất kỳ kiêu ngạo, Triệu Văn Bạch đối Diệp Thần Phong ấn tượng là càng thêm được rồi, hắn nói ra tiểu huynh đệ, người đây là nói gì vậy? Người bây giờ chính là ta Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ chính thức luyện dược sư, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, không phải là một cái nho nhỏ Phượng Hoàng Tông ma. Nếu như về sau Phượng Hoàng Tông còn dám tới chọc huynh đệ ngươi, như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp đem Phượng Hoàng Tông hủy diệt. Kia gọi là Vương Minh An nhị phẩm luyện dược sư, trong lòng của hắn là phiên giang đảo hải, hắn hiện tại hận không thể phiến chính mình mấy cái vả miệng. Hắn biết Diệp Thần Phong nếu như gia nhập luyện dược các, như vậy tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, hắn lập tức bãi tránh thái độ, hắn hy vọng đạt được Diệp Thần Phong tha thứ. Dù sao hắn cũng chỉ là trong lời nói đắc tội rồi Diệp Thần Phong. Vương Minh An cung kính đối với Diệp Thần Phong, nói ra tiền bối. Vừa nãy là ta có bao nhiêu mạo phạm. Xin tiền bối ngài trừng phạt ta, ta Vương rõ ràng an tuyệt không hai lời. Diệp Thần Phong tại chế thuốc trình độ thượng so với Vương Minh An cao hơn rất nhiều. Cho nên Vương Minh An xưng hô Diệp Thần Phong một tiếng tiền bối, trong lòng của hắn là không có chút nào không được tự nhiên. Diệp Thần Phong cũng không muốn cùng Vương Minh An chấp nhặt rồi. Dù sao hắn là tại luyện dược các linh trên thuyền, hắn khoát tay áo một cái. Nói ra, trừng phạt thì không cần, ta cũng không phải nhỏ nhen như vậy người. Vương Minh An vội vàng nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Viên Giai một đôi tròn vo mắt to nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, người không phục nói ra, uy ngươi có phải hay không mỗi lần đều có thể luyện chế ra đan văn đến. Đang xem trong tay nắm giữ nửa vòng đan văn dung linh đan Viên Khôn, hắn quát lớn, tiểu Giai, không được vô lễ. Ngược lại. Viên Khôn lại nói, xin hỏi tiểu hữu sư xuất hà môn. Diệp Thần Phong thuận miệng giải thích, ta trước đó một mực cùng sư phụ ẩn cư tại trong núi thẳm, tại gần nhất mới ra ngoài lịch luyện, ta đối thiên huyền giới rất nhiều chuyện đều không biết, hơn nữa sư phụ cũng không để cho ta thanh tục danh của hắn nói ra, kỳ thực ta cũng chỉ là tình cờ mới có thể luyện chế ra nửa vòng hoặc là một vòng đan văn. Bây giờ muốn luyện chế ra nắm giữ một vòng đan văn nhất văn đan. Đây đối với Diệp Thần Phong tới nói là bắt vào tay, bất quá, hắn vẫn là có ý định điệu thấp một ít tuyệt vời. Nếu để cho người ở chỗ này biết Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng, bọn hắn nhất định sẽ đỏ mặt tía tai gào thét, đây là điệu thấp à. Cái kia để cho bọn họ còn muốn sống thế nào. Thế nhưng, này tại Diệp Thần Phong trong lòng đích thật là một chút đề điều một cái, dù sao hắn nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư, hắn có thể đủ luyện chế ra ngũ phẩm nhất văn đan. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, người ở chỗ này con mắt đều phải trợn lồi ra,
Viên Khôn kích động mà hỏi, tiểu hữu ngươi vẫn có thể luyện chế ra hoàn chỉnh tứ phẩm nhất văn đan. Diệp Thần Phong gật gật đầu, cực kỳ khiêm tốn nói ra, chỉ là tình cờ có thể luyện chế ra đến. Viên Giai là cực kỳ không phục trừng mắt liếc Diệp Thần Phong, nói ra có gì đặc biệt hơn người. Ai biết ngươi có phải hay không đang khoác lác. Viên Khôn đối với Diệp Thần Phong nói ra, tiểu hữu, ta cháu gái này chính là cái này tính khí, còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng rồi. Viên Khôn tại Diệp Thần Phong trên người nhìn thấy một tia hy vọng, tại luyện dược các Trung Châu trong tổng bộ, tuy rằng hắn là tam đại phó các chủ một trong, nhưng hắn là ba vị phó các chủ bên trong thế lực yếu nhất, còn lại hai vị phó các chủ cũng là có thể luyện chế ra đan văn, mà một mực hắn không cách nào luyện chế ra đan văn đến, hắn có thể trở thành tam đại phó các chủ một trong, này chính là bởi vì hắn tổ tiên đối sáng tạo luyện dược các có không thể xóa sạch công lao. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, Viên Khôn tổ tiên cũng đã mất sớm cực kỳ lâu một khoảng thời gian rồi, bây giờ có người đối với hắn cái này phó các chủ vị trí là nhìn chằm chằm, hắn nhất định muốn củng cố thế lực của mình, nhưng hắn dưới tay nhưng lại ngay cả một tên có thể luyện chế ra đan văn luyện dược sư cũng không có. Cho nên, Viên Khôn mới muốn lôi kéo Diệp Thần Phong, hắn muốn đem Diệp Thần Phong mang đến luyện dược các tổng bộ. Triệu Văn Bạch nhìn xem tình huống có chút không đúng lắm. Hắn đương nhiên là hy vọng Diệp Thần Phong gia nhập Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ được rồi, hắn có thể khẳng định Diệp Thần Phong luôn có quật khởi ngày, bây giờ cùng Diệp Thần Phong giao hảo tuyệt đối là tiềm lực đầu tư. Tuy rằng Triệu Văn Bạch biết thân phận của Viên Khôn, hắn cũng biết Viên Khôn chỉ sợ là vừa ý Diệp Thần Phong tư chất rồi, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ, hắn vội vàng nói, Viên Lão, vị huynh đệ này nhưng là tới tham gia chúng ta Thương Hoa Thành luyện dược các phân bộ chọn lựa. Hắn hiện tại đã chúng ta luyện dược các phân bộ chính thức luyện dược sư rồi, lão gia ngài hẳn là sẽ không giành với ta người chứ. Viên Khôn nhìn vẻ mặt thả ra Triệu Văn Bạch, hắn trực tiếp mắng, đánh rắm, ai nói tiểu hữu gia nhập các ngươi luyện dược các phân bộ. Ta mang hắn về luyện dược các tổng bộ, đây mới là đối với hắn có lợi nhất. Triệu Văn Bạch mất tự nhiên cười cười, nói ra, Viên Lão, tổng bộ nhân tài đông đúc, cho dù tiểu huynh đệ đi rồi tổng bộ. Ngươi cũng không có thích hợp vị trí an bài cho hắn, nhưng chỉ cần vị huynh đệ này đến rồi ta luyện dược các phân bộ, như vậy ta chủ động thanh phó các chủ vị trí nhường cho vị tiểu huynh đệ này. Viên Khôn là tức đến trợn mắt thở phì phò, này Triệu Văn Bạch cũng coi như là hắn một vị lão hữu hậu nhân, hắn mắng, Triệu Văn Bạch, tiểu tử ngươi dám cùng lão phu ta cướp người. Chỉ là một cái phân bộ phó các chủ tính là gì? Viên Khôn trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối vàng rực rỡ lệnh bài, tại lệnh bài trên chả có khắc Dược Vương hai chữ này, hắn trực tiếp đem lệnh bài nhét vào Diệp Thần Phong trong tay, nói ra tiểu hữu, này tấm lệnh bài đưa cho ngươi, ngươi cùng ta đồng thời về luyện dược các Trung Châu tổng bộ đi. Người ở chỗ này đang nhìn đến khối này vàng rực rỡ lệnh bài sau đó bọn hắn mỗi một người đều nín thở. Viên Giai giận dữ nói ra, ra ra. Ngươi lại muốn đưa cho tiểu tử này một khối dược vương lệnh. Ta trước đó cho ngươi thanh dược vương lệnh cho ta mượn một quãng thời gian ngươi, ngươi cũng không muốn, ngươi quả thực quá thiên vị. Triệu Văn Bạch đang nhìn đến Viên Khôn đưa ra dược vương lệnh sau đó trên mặt hắn chỉ còn dư lại cười khổ, Viên Lão, ngài chả thật cam lòng dốc hết vốn liếng, xem ra ta là không tranh nổi ngươi rồi. Viên Khôn cười ha hả đối với Diệp Thần Phong nói ra, tiểu huynh đệ, thế nào? Ta nhưng là liền dược vương lệnh đều đưa cho ngươi, ngươi nên nguyện ý cùng ta đồng thời về Trung Châu luyện dược các tổng bộ chứ. Diệp Thần Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói ra, này dược vương lệnh là dùng để làm gì? Lời vừa nói ra, người ở chỗ này suýt chút nữa toàn bộ mới ngã xuống đất, bọn hắn này mới nhớ tới Diệp Thần Phong là từ trong núi thẳm đi ra ngoài, nhìn trời huyền giới sự tình căn bản không có chút nào hiểu rõ. Chương 1848, khủng bố vòng xoáy. Dược vương lệnh tại luyện dược các bên trong đại diện cho chí cao vô thượng tồn tại. Tại luyện dược các bên trong chỉ có tổng bộ các chủ cùng phó các chủ mới nắm giữ dược vương lệnh, hơn nữa mỗi người bọn họ trong tay từng người chỉ có hai khối yếu dược vương lệnh, nói cách khác các chủ cùng ba vị phó các chủ gộp lại, tại luyện dược các bên trong cũng tổng cộng chỉ có 8 khối dược vương lệnh. Bình thường luyện dược các chủ cùng phó các chủ, bọn hắn sẽ không đem dược vương lệnh đưa người, nhiều nhất bọn hắn tại dặn dò thủ hạ luyện dược sư đi làm việc thời điểm, vì làm việc trong quá trình thông suốt, bọn hắn mới sẽ đem dược vương lệnh tạm thời mượn cho thủ hạ mình luyện dược sư một quãng thời gian.
có thể nói Dược Vương lệnh nhưng là đại diện cho các chủ cùng phó các chủ uy nghiêm, Dược Vương lệnh có thể điều động luyện dược các phân bộ bất kỳ luyện dược sư, đồng dạng luyện dược các tại Tam Đại Châu cũng có cực kỳ to lớn sản nghiệp, dù sao yếu bồi dưỡng được một tên luyện dược sư, cần thiết tiêu tốn tài nguyên là cực kỳ khổng lồ, cho nên tại Tam Đại Châu trong, luyện dược các nắm giữ của mình các loại không giống sản nghiệp, cái này cũng là chẳng có gì lạ. Này Dược Vương lệnh chẳng những có thể điều động luyện dược các tất cả đại phân bộ luyện dược sư, hơn nữa đi luyện dược các phân bố tại Tam Đại Châu các đại sản nghiệp tiêu phí, không những không cần bất kỳ linh thạch, bọn hắn chả sẽ đem ngươi trở thành làm tôn quý vô cùng khách quý. Có thể nói này Dược Vương lệnh ngoại trừ không thể điều động luyện dược các tổng bộ luyện dược sư bên ngoài, tại luyện dược các bên trong những chuyện khác hầu như đều có thể làm được rồi. Triệu Văn Bạch đem Dược Vương lệnh công dụng đại khái đối Diệp Thần Phong giải thích một lần, bất quá, Diệp Thần Phong trong lòng tuy rằng ngạc nhiên Dược Vương lệnh tác dụng, nhưng trên mặt hắn thủy chung là phong đạm vân khinh. Tình cảnh này rơi vào Viên Khôn trong mắt, hắn là không tự chủ gật gật đầu, nói ra tiểu hữu. Đem Dược Vương lệnh thu cẩn thận đi, ở trong mắt ta ngươi đủ tư cách nắm giữ khối này Dược Vương lệnh rồi. Viên Khôn cũng cảm giác không ra Diệp Thần Phong bây giờ ước chừng tại cái gì tuổi tác. Dưới cái nhìn của hắn nếu như Diệp Thần Phong tại 300 tuổi trở xuống lời nói, như vậy tương lai Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ tại chế thuốc thượng đạt được không sai thành tựu. Dù sao 300 tuổi trở xuống người, trên trời huyền giới đều cũng coi là trẻ tuổi đây. Nhưng nếu như để Viên Khôn biết Diệp Thần Phong liền 30 tuổi cũng chưa tới một điểm, như vậy chỉ sợ hắn thì sẽ không như vậy bình tĩnh. Viên Khôn cũng không có gấp đi hỏi Diệp Thần Phong khắp mọi mặt tình huống. Dù sao về sau có nhiều thời gian ở chung, phàm là đều phải từng bước tới. Diệp Thần Phong cũng không phải một cái già mồm cãi láo loại người, Dược Vương lệnh nếu có nhiều như vậy chỗ tốt, như vậy hắn là không cần thì phí rồi. Về phần đi Trung Châu, dù sao Diệp Thần Phong tạm lúc cũng không có đặc biệt địa phương muốn đi, cùng Viên Khôn cùng đi Trung Châu ngược lại cũng không tồi. Hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút Tam Đại Châu bên trong phồn hoa nhất Trung Châu là cái dạng gì. Diệp Thần Phong trực tiếp đem Dược Vương lệnh thu nhập hỗn độn bên trong chiếc nhẫn, hắn nói ra, vậy ta liền tạ tạ lão tiền bối ngươi rồi. Viên Khôn khoát tay áo một cái, nói ra, không cần khách khí với ta, về sau chúng ta tiếp xúc thời gian trả rất nhiều, lão phu ta cũng không dài dòng văn tự được rồi, các ngươi giữa những người tuổi trẻ nhiều tâm sự. Viên Khôn tiếp lấy rồi hướng Viên Giai, nói ra tiểu Giai, nhớ kỹ không nên tại tiểu hữu trước mặt vô lễ, ngươi nên phải nhiều hướng về vị tiểu hữu này học tập một chút. Nói xong, Viên Khôn liền đi tiến khoang thuyền bên trong rồi, đương nhiên viên kia có nửa vòng đan văn tứ phẩm dung linh đan. Cũng là được Viên Khôn chiếm làm của riêng rồi. Diệp Thần Phong đối với chuyện này là không sao cả, dù sao nửa vòng đan văn đan dược đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tại Viên Khôn sau khi rời đi, Điền Đạo, Diệp huynh đệ. Không, lão đại, về sau ngài liền là lão đại của ta. Ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Diệp Thần Phong nhìn xem Điền Đạo, ngươi không muốn ta làm ngươi dược đồng. Điền Tiểu Quang sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót một mảnh. Hắn mới miễn cưỡng có thể xưng tụng là nhất phẩm luyện dược sư, để một tên có thể luyện chế ra đan văn tứ phẩm luyện dược sư làm hắn dược đồng. Điền Tiểu Quang lập tức khổ gương mặt rồi. Hắn cho rằng Diệp Thần Phong là sinh khí rồi. Diệp Thần Phong đối Điền Tiểu Quang vẫn rất có hảo cảm, nếu như Điền Tiểu Quang có thể thông qua khảo nghiệm của hắn, như vậy hắn thu Điền Đạo, thu ngươi làm đồ đệ, này cũng không phải là không thể, bất quá, ta nhất định phải khảo sát ngươi một quãng thời gian. Điền Tiểu Quang nghe vậy, hắn lập tức gật đầu nói, tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta nhất định sẽ thông qua sư phụ ngài khảo sát. Viên Giai ở một bên bĩu môi ba, nói ra, hừ. Thật là một tự cho là đúng gia hỏa, ngươi không phải là có thể luyện chế ra nắm giữ đan văn tứ phẩm luyện dược sư ma. Ta cũng là tứ phẩm luyện dược sư, chờ ngươi đã đến luyện dược các tổng bộ sau đó ngươi thì sẽ biết ngươi bây giờ còn chưa có cao ngạo tư bản. Viên Giai nói chuyện chua chát, ngươi dù sao từ nhỏ tại gia gia mình thương yêu bên trong lớn lên. Trên người khó tránh khỏi có phần không tốt tính cách. Diệp Thần Phong đối với Viên Giai lời nói, hắn chỉ là tùy ý nhún nhún vai. Thấy Diệp Thần Phong liền ý lên tiếng cũng không có, Viên Giai là càng thêm khó chịu, thực lực của ngươi mới tạo hóa cảnh, tối thiểu nếu như ngươi cùng ta chiến đấu, ta trong vòng một chiêu là có thể ngươi giải quyết.
Viên Giai còn cố ý lộ ra trên người hóa thần cảnh một tầng hậu kỳ thật khí thế. Liễm khí đan hiệu quả có 2 ngày thời gian, cho nên Diệp Thần Phong thực lực chân thật, ở đây không ai có thể cảm giác được. Này Viên Giai hoàn toàn vẫn là tiểu hài tử tính khí, Diệp Thần Phong không cần thiết cùng một đứa bé chấp nhặt. Thực lực của hắn tuy chỉ có niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, nhưng là chiến lực của hắn nhưng không nhất định sẽ thua cho Viên Giai. Thấy Diệp Thần Phong vẫn không có ý lên tiếng, Viên Giai cũng cảm thấy vô vị rồi, thế là, người liền tức giận đi tới một bên đi rồi. Linh thuyền ở địa ngục chi hải thượng vững vàng đi tới. Sau một ngày, Diệp Thần Phong đứng ở tầng thứ 2 trên bong thuyền nhìn xem biển rộng mênh mông. Điền Tiểu Quang nhưng là đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh. Diệp Thần Phong mơ hồ nhìn thấy ở mặt trước trên mặt biển có 2 chiếc linh thuyền tại hướng về bên này đi lái qua. Sát theo đó, Diệp Thần Phong lại nhíu mày đến. Bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy cái kia 2 chiếc linh thuyền rõ ràng mãnh liệt đánh vào nhau, hơn nữa 2 chiếc linh thuyền đều thể không bỏ qua, một lần lại một lần đánh vào. Cuối cùng xa xa trên mặt biển bạo phát ra một trận ánh lửa. 2 chiếc linh thuyền rõ ràng va chạm vào nhau nổ tung ra. Từ 2 chiếc linh trong thuyền chỉ trốn ra 2 bóng người, này 2 bóng người một trước một sau, người truy ta trốn. Chỉ là một sẽ thời gian. Này 2 bóng người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong đỉnh đầu bọn họ trên không trung. Trốn người kia được đuổi người kia ngăn cản đường đi. 2 người này một cái tại đất thần cảnh tầng 2 sơ kỳ, một cái tại đất thần cảnh tầng 2 hậu kỳ. Địa thần cảnh tầng 2 sơ kỳ người kia, hắn quát, ngươi không cần ép người quá đáng rồi, nơi này là địa ngục chi hải bầu trời, lại nói con trai của ngươi là ở khi luận võ chết ở con trai của ta trong tay, chính là phi thường công bình. Địa thần cảnh tầng 2 hậu kỳ người kia, hắn hung tàn quát lên, công bằng cái gì? Ta chỉ biết là các ngươi người một nhà toàn bộ đều hẳn là muốn chết. Xem ra giữa 2 người này có một ít ân oán. Bọn hắn cũng vừa hay là ở địa ngục chi hải bên trong gặp phải, cho nên xong mới có thể nổi lên xung đột, cuối cùng 2 chiếc linh thuyền toàn bộ va kích hủy. 2 người bọn họ hoàn toàn không có đi chú ý dưới đáy Diệp Thần Phong bọn hắn chỗ ở linh thuyền, ở đằng kia danh địa thần cảnh tầng 2 hậu kỳ người động thủ, sau đó 2 người bọn họ tại trên bầu trời chiến đấu kịch liệt lên. Cùng lúc đó, Viên Khôn, Viên Giai cùng Triệu Văn Bạch mấy người cũng phát giác động tĩnh. Bọn hắn dồn dập đi tới tầng thứ 2 bong tàu bên trên, làm Viên Khôn nhìn thấy giữa bầu trời kịch liệt khung cảnh chiến đấu lúc, hắn nhíu chặt 2 hàng chân mày lại. Liên quan với địa ngục chi hải nghe đồn nhưng là người người đều biết. Ở địa ngục chi hải trong, tốt nhất không nên ở trên bầu trời bay trên trời, bằng không sẽ có cực kỳ thảm thiết kết quả. Diệp Thần Phong bọn hắn linh thuyền không có đình chỉ đi tới, Viên Khôn đối với tại tầng thứ nhất khống chế linh thuyền đi tới người. Quát tăng nhanh linh thuyền tốc độ. Viên Khôn muốn phải mau sớm rời xa vùng đất thị phi này. Nhưng mà, tại linh thuyền tốc độ đang muốn tăng nhanh thời điểm. Trong thiên địa đột nhiên biến sắc rồi. Nhất cổ nặng nề cảm giác trong nháy mắt từ bầu trời bên trong áp bức xuống. Màu đen nước biển bắt đầu không ngừng trở mình vọt lên, nước biển bốc lên càng ngày càng kịch liệt, sóng biển không ngừng từ trong đó thật cao nhấc lên. Cuồng phong bỗng nhiên tại trên mặt biển quát lên, này trong cuồng phong mang có một loại cực kỳ đâm người cảm giác, như cùng là được dao găm hoa ở trên người. Lần lượt to lớn khủng bố vòng xoáy màu đen tại trên mặt biển rậm rạp chằng chịt tạo thành, giống như một chỉ mở ra cái miệng lớn như chậu máu quái thú, này làm cho linh thuyền căn bản vô pháp đi tới, nếu như đi tới liền sẽ rơi vào to lớn vòng xoáy màu đen bên trong. Chương 1849, đáng sợ kịch độc. Nhìn xem từng cái to lớn khủng bố vòng xoáy màu đen. Nhạc Văn di động lưới. Viên Khôn sắc mặt đột biến, hắn biết hết thảy đều là ở trên bầu trời chiến đấu 2 người kia đưa tới, bọn hắn hoàn toàn là được làm phiền hà. Diệp Thần Phong trong con người cũng nhiều một vệt nghiêm nghị, trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Viên Khôn hướng về phía trả ở trên bầu trời chiến đấu cái kia 2 tên địa thần cảnh cường giả. Quát các ngươi lập tức dừng tay cho ta là luyện dược các phó các chủ Viên Khôn. Nhưng là giữa bầu trời chính tại chiến đấu 2 người kia, bọn hắn hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ, bọn hắn căn bản là giết đỏ cả mắt. Viên Khôn trên mặt tức giận bốc hơi, nhớ hắn tốt xấu cũng là đường đường luyện dược các tổng bộ phó các chủ, hắn chưa từng bị người coi thường như thế. Nhưng bây giờ tình huống như thế,
hắn lại không thể đủ đạp không đi ngăn cản hai người kia chiến đấu. Nếu như khi hắn rời đi linh thuyền thời điểm, phát sinh cái gì bất ngờ, như vậy hắn nhưng là không kịp cứu vãn. Giữa bầu trời tên kia địa thần cảnh tầng 2 sơ kỳ, còn có một gã khác địa thần cảnh tầng 2 hậu kỳ người, bọn họ là chiến đấu khó phân thắng bại, thực lực của bọn họ tuy rằng cách biệt một ít, nhưng bọn họ sức chiến đấu cũng tại sàn sàn với nhau. Ầm, ầm, ầm. Từng trận vang trầm âm thanh không ngừng từ bầu trời bên trong truyền đến, từng luồng cường hãn sóng linh khí vang vọng ở trong thiên địa. Sắc trời chính đang không ngừng trở nên bất tĩnh trầm xuống. Địa ngục chi hải trong từng cái vòng xoáy khổng lồ, trong đó tốc độ xoay tròn càng ngày càng kịch liệt. Trên mặt biển là cuồng phong hô khiếu. Trong chớp mắt, oanh, 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 thanh âm vang lên. Từng đạo cực kỳ to lớn cột nước, từ từng cái vòng xoáy khủng bố bên trong phóng lên trời. Cái này từng đạo phóng lên trời cột nước xoay tròn cực kỳ lợi hại, phảng phất là từng đạo do nước hình thành cự đại long cuốn gió. Cột nước hình thành lốc xoáy trong nháy mắt đem giữa bầu trời hai tên địa thần cảnh cường giả nuốt sống, hai người bọn họ tại trong cột nước căn bản liền sức phản kháng cũng không có. Chỉ có thể mặc cho cột nước hình thành lốc xoáy, đem hai người bọn họ thổi sang khủng bố to lớn vòng xoáy màu đen bên trong. Cái kia hai tên địa thần cảnh cường giả tuy rằng biến mất rồi, nhưng vùng thế giới này không có lập tức khôi phục lại yên lặng. Viên Khôn đám người chỗ ở linh thuyền chu vi, từng đạo do cột nước hình thành lốc xoáy hoàn toàn không tiêu tán ý tứ. Linh thuyền được cột nước này lốc xoáy cấp bao vây ở trong đó, hơn nữa linh thuyền chính không bị khống chế hướng về một cái lốc xoáy cột nước đi vòng quanh. Diệp Thần Phong thấy thế, lông mày của hắn nhíu càng gia tăng hơn rồi. Hắn đang suy nghĩ cái gì phải hay không muốn đi vào hỗn độn trong chiếc nhẫn. Nhưng hắn không thể đem nơi này tất cả mọi người đưa vào hỗn độn nhẫn. Nhưng tại Diệp Thần Phong trong lòng trầm tư thời khắc, bất ngờ lần thứ hai xảy ra. Không đợi linh thuyền tới gần, vài gốc lốc xoáy cột nước dĩ nhiên chủ động nhích tới gần, tốc độ phi thường nhanh. Nước biển không ngừng sôi trào. Viên Khôn thấy cảnh này sau, hắn muốn kéo ở tôn nữ của mình, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Vài gốc cột nước trong nháy mắt đem linh thuyền nuốt mất rồi. Viên Khôn có địa thần cảnh 5 tầng thực lực. Hắn biết nếu như tất cả mọi người được cái này cổ quái lốc xoáy cột nước nuốt hết, như vậy bọn hắn liền thật không có hy vọng rời khỏi, tại tối ngàn cân treo sợi tóc. Hắn trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển tới cực hạn, thừa dịp còn có một đầu khe nhỏ, hắn lao ra khỏi số đạo vòi rồng cột nước vây quanh. Nhưng tại Viên Khôn lao ra thời điểm, chỉnh chiếc linh thuyền đã bị thổi sang lốc xoáy trong cột nước rồi, trừ hắn ra Viên Khôn ở ngoài. Linh trên thuyền tất cả mọi người được cột nước lốc xoáy hướng về khủng bố trong nước xoáy cuốn tới rồi. Diệp Thần Phong bị cuốn vào trong đó thời điểm, đối với cường hãn như vậy cột nước lốc xoáy. Hắn căn bản liền một tia chống đối năng lực cũng không có, hắn vốn là muốn yếu lập tức tiến vào hỗn độn trong nhẫn. Nhưng tại Diệp Thần Phong bị cuốn vào trong đó nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được bên trong đáy biển có nhất cổ thần hồn chi lực truyền đến. Này thần hồn chi lực hẳn là tới tự ở một loại nào đó thiên tài địa bảo, muốn để lão Bạch cùng lão Hắc mau chút thức tỉnh. Như vậy hắn liền tất cần phải thu thập thần hồn loại thiên tài địa bảo, để lão Bạch cùng lão Hắc hấp thu. Lần sau, Diệp Thần Phong tại cảm giác thần hồn chi lực đồng thời, trong cơ thể hắn Thủy Linh Châu rõ ràng cũng có phản ứng, tại đây đáy biển bên dưới thật giống có loại sức mạnh đang kêu gọi Thủy Linh Châu, cũng tương tự để Diệp Thần Phong cảm giác được một trận rung động. Tại ngắn ngủi suy tư sau đó Diệp Thần Phong cuối cùng vẫn là quyết định không tiến vào hỗn độn trong chiếc nhẫn rồi, hắn liền theo cột nước hình thành long quyển phong, hắn ngược lại muốn xem cột nước này lốc xoáy phải đem hắn mang đi nơi nào. Thường thường nguy hiểm đều là kèm theo kỳ ngộ, cho dù chỉ là vì để lão Bạch cùng lão Hắc mau chút thức tỉnh, hắn cũng đáng giá mạo hiểm như vậy. Linh thuyền liên đới Diệp Thần Phong đám người toàn bộ một mạch bị cuốn vào to lớn khủng bố trong nước xoáy. Tại Diệp Thần Phong đám người biến mất sau, địa ngục chi hải mặt biển lúc này mới bắt đầu bình tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, mặt biển là hoàn toàn khôi phục, lốc xoáy cột nước cùng khủng bố vòng xoáy toàn bộ biến mất rồi, trên mặt biển liền một tia gợn sóng cũng không có, thật giống vừa vặn chuyện gì đều không có phát sinh. Dáng dấp chật vật Viên Khôn đứng ở trên mặt biển, hắn vừa vặn tại miễn cưỡng chạy trốn suốt thủy trụ lốc xoáy giáp công sau. Hắn không có lựa chọn ở trên bầu trời bay trên trời, mà là trực tiếp đứng ở trên mặt biển,
dù sao ở địa ngục chi hải trên không trung phi hành là một loại cấm kỵ, bằng không vừa vặn cũng sẽ không phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Viên Khôn đang xác định gió êm sóng lặng, sau đó hắn trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lại lấy ra một chiếc linh thuyền, cũng còn tốt hắn trà trộn trong nhẫn chứa đồ còn có một chiếc dự bị hạ phẩm bảo khí linh thuyền. Viên Khôn sắc mặt khó coi đứng ở linh trên thuyền, đất này ngục chi hải đáy biển chính là thiên huyền giới công nhận hiểm cảnh, hắn nhìn xem mặt biển, hắn biết dựa vào sức mạnh của mình, muốn đi đáy biển thăm dò căn bản không thể thực hiện được, hắn hiện tại nhất định muốn lập tức khiến người ta đến trợ giúp hắn. Trong tay hắn nhiều hơn một khối ngọc bội kia mặc dù không cách nào trực tiếp đưa tin đến Trung Châu, nhưng là có thể đưa tin đến Linh Châu Thương Hoa Thành. Mà ở Viên Khôn đưa tin đồng thời, bị cuốn vào khủng bố vòng xoáy Diệp Thần Phong đám người, bọn hắn toàn bộ bị cuốn đã đến đáy biển nơi sâu xa nhất. Này đáy biển nơi sâu xa nhất lại là một mảnh rộng lớn tiểu thế giới. Nước biển bị ngăn cản ở phía trên thế giới nhỏ này. Ngẩng đầu liền có thể vừa ý mới là nhấp nhô màu đen nước biển. Diệp Thần Phong thân thể bọn họ toàn bộ nằm ở một tòa núi cao trước, linh thuyền cũng ngã ở bọn hắn bên cạnh cách đó không xa địa phương. Diệp Thần Phong, Triệu Văn Bạch, Điền Tiểu Quang, Vương Minh An hòa Viên Giai, bọn hắn cũng chỉ là tạm thời hôn mê đi. Tại linh trên thuyền ngoại trừ 5 người này ở ngoài, còn có 3 tên hóa thần cảnh cường giả cùng trước đó đồng dạng thông qua Triệu Văn Bạch khảo hạch một nam một nữ khác. Đương nhiên gây nên trận này bất ngờ cái kia 2 tên địa thần cảnh kẻ cầm đầu, bọn hắn cũng nằm ở Diệp Thần Phong đám người cách đó không xa. Cái này 2 danh địa thần cảnh cường giả là trước tiên tỉnh táo lại, tại 2 người bọn họ từ hôn mê tỉnh sau đó đi tới, Diệp Thần Phong cùng Triệu Văn Bạch mấy người cũng lần lượt tỉnh táo lại. Cái kia 2 tên địa thần cảnh cường giả tỉnh sau đó đi tới, 2 người bọn họ lập tức từ trên mặt đất đứng lên, bên trong thân thể lần thứ 2 đã vận hành lên linh khí. Bọn hắn dồn dập bước ra bước chân, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm hoàn cảnh chung quanh, bọn họ là mất đi lý trí, chuẩn bị lần thứ 2 chiến đấu. Nhưng là, tại 2 người bọn họ dồn dập bước ra 5 bước thời điểm, 2 người bọn họ thân thể trong giây lát cứng ngắc ở, màu máu trên mặt phảng phất được trong nháy mắt rút khô như thế, trong miệng không ngừng thổ huyết tiên huyết, trên người huyết nhục lại đang nhanh chóng mục nát. Không bao lâu thời gian. Trên mặt đất liền nhiều suốt 2 vũng máu tươi, cái kia 2 tên địa thần cảnh cường giả là hài cốt không còn. Diệp Thần Phong đám người vẫn không có từ mặt đất đứng lên, bọn hắn lại đột nhiên thấy cảnh này, Diệp Thần Phong con ngươi lấp lóe không yên, hắn quát lên, mọi người tốt nhất không nên lộn xộn, không khí nơi này trong tràn đầy một loại vô sắc vô vị kịch. Độc, loại này kịch, độc liền địa thần cảnh cường giả cũng không cách nào ngăn cản, lấy ta suy đoán, nếu như chúng ta đều không nếu động. Độc như vậy chay thì sẽ không tại bên trong thân thể chúng ta khuếch tán, thế nhưng chỉ cần chúng ta một khi bước ra bước chân, độc như vậy chay liền sẽ tại thân thể chúng ta bên trong nhanh chóng lan tràn. Diệp Thần Phong bên trong thân thể có thần huyết ở, hắn là bách độc bất xâm, hắn là đang nhắc nhở Triệu Văn Bạch đám người mà thôi. Bởi vì có thần huyết nguyên nhân, cho nên Diệp Thần Phong cũng trước tiên, hắn liền đã đoán được trong không khí có kịch độc tồn tại. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong trong cơ thể thần huyết đang không ngừng hóa giải bị hắn hấp vào thân kịch độc trong cơ thể. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, vốn là muốn yếu đứng lên Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người, bọn hắn mỗi một người đều không dám động gảy, đặc biệt là nhìn thấy cái kia 2 tên địa thần cảnh cường hãn chết thảm dáng dấp, bọn họ là hãi hùng khiếp vía, miệng cùng trong lỗ mũi liền không dám thở mạnh một cái, bọn hắn trong đầu chả hỗn loạn, thật sự là cái ý này bên ngoài phát sinh quá đột nhiên. Chương 1850, Thần Hồn Thảo, 5 màu độc cóc. Chỉ chốc lát sau, Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người từ từ bình tĩnh lại, bọn hắn muốn mở ra chữ vật giới chỉ, dùng trong đó giải độc đan. Nhưng bọn họ phát xuất hiện chiếc nhẫn chữ vật của mình căn bản không mở ra, nơi này là đã hạn chế không gian chi lực. Trên trời huyền giới đại đa số hiểm cảnh cùng di tích bên trong, do ở trong đó thiên địa pháp tắc cực kỳ đặc thù. Cho nên ở trong đó thì không cách nào thi triển bất kỳ có quan hệ pháp tắc không gian chiêu số hoặc là vật phẩm. Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì bọn họ trước đó cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, cho nên trên người bọn hắn căn bản không có để đó đan dược, mà Diệp Thần Phong đã từ trên mặt đất đứng lên, bên trong thân thể của hắn có thần huyết giúp đỡ, hắn đương nhiên sẽ không sợ không ngừng được hấp vào trong người kịch. Độc.
Thấy Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh hành tẩu lên, Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người, bọn hắn hơi sững sờ, vừa vặn Diệp Thần Phong không phải nói không khí nơi này trong tràn đầy kịch độc sao, một khi hành tẩu liền sẽ lập tức độc phát, cái kia hai tên chết không giải thích được địa thần cảnh cường giả bày ở trước mắt, cho nên Triệu Văn Bạch bọn người đã tin tưởng. Thế nhưng, trong không khí loại này kịch độc vô sắc vô vị, thậm chí căn bản cảm giác không xuất từ bản thân chúng độc, chỉ có tại độc phát một khắc đó mới sẽ hoàn toàn cảm giác được, cho nên Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người, bọn hắn căn bản cảm giác không xuất trong cơ thể mình dị dạng. Viên Giai nhìn thấy Diệp Thần Phong đi rồi có mười mấy bước rồi, nhưng Diệp Thần Phong không chút nào sự tình, người lập tức khẽ kêu nói, người có phải hay không đang đùa chúng ta? Không khí nơi này bên trong căn bản cũng không có kịch độc. Diệp Thần Phong thuận miệng hồi đáp, thể chất của ta so sánh đặc thù, bất kỳ kịch độc đối với ta đều không hữu dụng, các ngươi nếu như tin tưởng lời nói của ta, các ngươi liền ở lại nguyên chỗ không nên cử động, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi hóa giải độc tố, nếu như các ngươi không tin ta. Như vậy các ngươi yếu chính mình chịu chết, ta cũng sẽ không ngăn cản. Trong không khí kịch, độc một mực tại cuồn cuộn không đoạn nhô ra, cho dù Diệp Thần Phong lợi dụng thần huyết giúp bọn họ giải độc, bọn hắn cũng sẽ lập tức lại trúng độc, bây giờ chỉ có tìm tới kịch độc căn nguyên, đem cái này căn nguyên trừ đi, trong không khí kịch độc mới có thể từ từ tiêu tan sạch sẽ, đến lúc đó Diệp Thần Phong lại lợi dụng thần huyết cứu bọn họ. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Viên Giai, nói ra, người tốt nhất nghe lời của ta, ra ra người trước đó cũng coi như đối với ta có ân, ta chắc chắn sẽ không đến hại ngươi. Viên Giai tức giận nói ra, ai biết ngươi tại có ý đồ gì? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói? Đừng tưởng rằng ông nội ta nhìn chúng ngươi, như vậy ngươi là có thể trước mặt của ta uy phong, các loại gia gia tìm tới ta. Ta nhất định muốn nói cho hắn biết, ngươi bắt nạt ta, cho ngươi đi không được luyện dược các tổng bộ. Diệp Thần Phong cũng không phải một cái yêu thích mặt nóng kề sát ở mông lạnh người trên, hắn không sao cả nói ra, sự tình ta đã nhắc nhở qua các ngươi. Nếu như các ngươi nghe ta, như vậy ta sẽ đem hết toàn lực cứu các ngươi. Triệu Văn Bạch mở miệng nói, Viên Giai, ra ra ngươi không ở, ngươi không nên hồ nháo rồi, ta xem Diệp huynh đệ không phải là đang nói dối, chúng ta liền ngốc tại chỗ không nên cử động. Triệu Văn Bạch cũng coi như là Viên Giai trưởng bối. Khi nghe đến Triệu Văn Bạch lời nói sau, Viên Giai mới hử lạnh ngậm miệng lại, người cũng không có lựa chọn từ dưới đất đứng lên. Diệp Thần Phong lúc này mới gật gật đầu, hắn nhìn thấy vừa vặn trên mặt đất hai tên địa thần cảnh cường giả huyết dịch đã thấm vào trong lòng đất rồi, mà trên mặt đất nhưng lại ngay cả chút nào vết máu cũng không có để lại, điểm này ngược lại là cực kỳ kỳ quái. Diệp Thần Phong cảm ứng thần hồn chi lực chính là từ trước mặt trên núi truyền đến, trước hắn cảm giác được cũng hẳn là trên ngọn núi này thần hồn chi lực. Tại cảm ứng thần hồn chi lực đồng thời, Diệp Thần Phong trong cơ thể liếm khí đan hiệu quả cũng đã biến mất, khí thế của hắn về tới niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, đối với cái này một điểm người ở chỗ này đều cảm thấy. Triệu Văn Bạch kinh ngạc mở miệng nói, Diệp huynh đệ, thực lực của ngươi tại niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Điền Tiểu Quang cũng là cực kỳ kinh ngạc, mà Viên Giai nhưng là nói ra, bất quá là niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Này có gì đặc biệt hơn người? Ta còn tại hóa thần cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ đây. Diệp Thần Phong thuận miệng giải thích, bởi vì có chút nguyên nhân, ta trước đó phục dụng một viên liếm khí đan. Ta sợ càng giải thích càng phiền toái, ta sẽ không có đem ta thực lực chân thật nói cho các người biết. Triệu Văn Bạch nói ra, không có chuyện gì. Diệp huynh đệ ngươi khẳng định có lo nghĩ của mình. Diệp Thần Phong nói ra, ta đi tìm một chút trong không khí kịch độc khởi nguồn, các ngươi chờ ta một hồi. Nói xong, Diệp Thần Phong liền hướng về trước mặt trên núi cao lao đi rồi, lại đi cao hơn núi sau đó hắn cảm giác thần hồn chi lực là càng ngày càng nồng đậm, căn cứ cảm ứng của mình, hắn đi tới cao sơn một chỗ âm u bên trong góc, tại đây nơi bên trong góc sinh trưởng 6 cây màu tím thực vật, này nồng nặc thần hồn chi lực chính là từ nơi này 6 cây màu tím thực vật thượng tản mát ra. Diệp Thần Phong đang nhìn đến này 6 cây màu tím thực vật sau, trong miệng hắn không khỏi nói ra thần hồn cỏ. Hơn nữa là 6 cây 300 năm thần hồn thảo, xem ra vận khí của ta không sai, không biết lão Bạch cùng lão Hắc hấp thu này 6 cây thần hồn cỏ sau đó bọn hắn có thể hay không lập tức tỉnh lại. Diệp Thần Phong không chút do dự đem 6 cây thần hồn cỏ hái xuống,
sau đó từ quần áo kéo xuống một tấm vải, đem 6 cây màu tím thần hồn người ngu ngốc quấn ở trong đó, để vào trong ngực của mình. Tại đã lấy được 6 cây thần hồn cỏ sau đó Diệp Thần Phong vừa cẩn thận cảm ứng một phen, hắn tại không có cảm giác đến có thần hồn chi lực sau, hắn liền bắt đầu cảm ứng khởi trong không khí kịch. Độc căn nguyên sở tại. Diệp Thần Phong hướng về dưới chân núi Triệu Văn Bạch đám người phương hướng vừa nhìn, thân ảnh của hắn không chút do dự hướng về dưới chân núi lao đi rồi. Chỉ thấy tại Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người sau lưng nơi xa, xuất hiện một con cao hơn 1 mét đại cáp mô. Này con cóc trên người ngũ thải ban lan, trên lưng là một khối lại một khối khiến người ta buồn nôn mụn nhọt. Này to lớn cóc tên là năm màu độc cóc, quanh năm sinh tồn ở nắm giữ kịch. Độc địa phương. Năm màu độc cóc đang nhanh chóng tiếp cận Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người, bọn hắn cũng phát hiện phía sau mình năm màu độc cóc. Diệp Thần Phong quát, ngốc tại chỗ không nên cử động, tất cả do để ta giải quyết. Nhưng là thông qua Triệu Văn Bạch khảo hạch một nam một nữ kia, bọn hắn nhìn xem năm màu độc cóc càng đến gần càng gần, trong lòng bọn họ sinh ra khiếp ý, dù sao con này năm màu độc cóc có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà hai người bọn họ chỉ có niết bàn cảnh nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên thực lực. Huống hồ bọn hắn không có cảm giác thân thể của mình có bất kỳ không ổn nào, ở tình huống như vậy, bọn hắn không tự chủ đứng lên, thân thể lui về phía sau 3 bước. Viên Giai cũng muốn từ mặt đất đứng lên. Nhưng mà một đôi mạnh mẽ thủ lại đặt tại trên người nàng, một đạo không cho nghi ngờ âm thanh truyền vào trong lỗ tai của nàng, ngồi xuống cho ta, các ngươi không những không thể đứng lên, các ngươi còn chưa thể vận chuyển trong cơ thể linh khí dòng sông. Diệp Thần Phong đem Viên Giai ấn xuống sau đó thân ảnh của hắn liền chặn lại rồi năm màu độc cóc đường đi. Này năm màu độc cóc nhìn thấy Diệp Thần Phong chặn lại rồi đường đi của nó ngược lại cũng ngừng lại, một đôi con mắt là như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Điền Tiểu Quang nguyên bản cũng muốn đứng lên, bất quá, Diệp Thần Phong xuất hiện đúng lúc, hắn át chế trụ cái ý niệm này, về phần Triệu Văn Bạch cùng mặt khác 3 tên hóa thần cảnh cường giả, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong tiếng gào sau đó bọn hắn lựa chọn đã tin tưởng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn cái kia đứng lên lui về phía sau 3 bước một nam một nữ, hắn quát lên, lẽ nào hai người các ngươi không nghe thấy lời của ta sao? Được Diệp Thần Phong đột nhiên quát tháo. Một nam một nữ kia bọn hắn cũng cảm giác trong lòng biệt khuất làm, nam không nhịn được nói ra, nơi này hay là căn bản cũng không có kịch. Độc, hai chúng ta không phải thật tốt sao? Nữ cũng rụt rè nói ra, đúng vậy, có lẽ là ngươi cảm giác sai rồi. Nhưng lại tại nữ tiếng nói hạ xuống xong. Một nam một nữ này sắc mặt cũng trong nháy mắt cứng ngắc ở, bên trong thân thể điên cuồng huyết khí dâng lên, từng ngụm máu tươi từ trong miệng của bọn họ phun ra tung tóe. Sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trên người huyết nhục đang nhanh chóng mục nát, trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trong con người của bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, hướng về phía Diệp Thần Phong quát, cứu chúng ta, cứu lấy chúng ta. Trong thanh âm tràn đầy hối hận. Nhưng bây giờ Diệp Thần Phong cũng cứu bọn họ không được rồi, không bao lâu thời gian, một nam một nữ này cũng trên mặt đất biến thành một vũng máu. Viên Giai tại thấy cảnh này sau. Trong lòng nàng là hút vào hơi lạnh, nếu như không là vừa vặn Diệp Thần Phong đè lại người, như vậy kết cục của nàng cũng không phải là hóa thành một vũng máu sao. Bây giờ người ở chỗ này, bao quát Viên Giai ở bên trong, bọn hắn đều tin tưởng không khí nơi này bên trong xác thực tràn ngập một loại vô sắc vô vị kịch. Độc. Chương 1851, hoàn toàn nghiền ép. Con kia hình thể to lớn năm màu độc cóc, nó cũng không có chờ đợi Diệp Thần Phong công kích ý tứ. Đầu lưỡi của nó trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài, thật dài đầu lưỡi hướng về Diệp Thần Phong mặt đâm đi qua. Không khí chung quanh dồn dập cho năm màu độc cóc đầu lưỡi nhường đường, đầu lưỡi của nó giống như một thanh kiếm sắc bén, dường như muốn đem Diệp Thần Phong mặt trực tiếp đâm xuyên qua. Diệp Thần Phong sớm liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắn đem sau lưng dỉ xét loang lổ thanh vân kiếm rút ra, hắn đem thanh vân kiếm chắn trước mặt chính mình. Hắn muốn dùng thanh vân kiếm đến ngăn cản năm màu đầu cóc đầu lưỡi. Keng, một tiếng. Năm màu đầu cóc đầu lưỡi hướng đánh vào thanh vân kiếm trên thân kiếm. Diệp Thần Phong nắm chuôi kiếm tay phải nhất thời cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến. Cánh tay phải là một trận tê dại. Thân kiếm cũng vi vi rung động. Không nghĩ tới thực lực này tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong năm màu đầu cóc. Nó đầu lưỡi sức mạnh lại như vậy to lớn. Nhưng mà, năm màu đầu cóc này nhất công kích.
xa còn lâu mới có được ở bề ngoài đơn giản như vậy. Diệp Thần Phong Thanh Vân Kiếm tuy nói đem năm màu độc cốc đầu lưỡi cho cản lại, nhưng là từ năm màu độc cốc lưỡi trong, thậm chí có bạo. Bắn ra một loại nước bọt, này cỗ nước bọt bay thẳng đến Diệp Thần Phong đầu kéo tới. Diệp Thần Phong trong lỗ mũi lập tức truyền đến từng trận gai mũi mùi vị, phản ứng của hắn cũng cực kỳ nhanh chóng, tay trái đột nhiên một hồi, hắn dùng trên tay trái ống tay áo đem nước bọt cho cản lại. Diệp Thần Phong ống tay áo nhiễm, đến năm màu độc cốc nước bọt sau đó ống tay áo của hắn trong nháy mắt được ăn mòn không còn chút nào. Này năm màu độc cốc nước bọt ăn mòn năng lực cực kỳ cường hãn, nếu như Diệp Thần Phong đầu trực tiếp được nước bọt đánh trúng, e sợ đầu của hắn cuối cùng cũng tránh không được được ăn mòn hậu quả. Triệu Văn Bạch bọn người sau lưng Diệp Thần Phong, ở nơi này Diệp Thần Phong căn bản thi triển không ra tay chân đến, hắn nhất định phải đem năm màu độc cốc dẫn tới một bên đi. Lần trước tại tử cảnh trong đầm lầy, Diệp Thần Phong nhưng là chiến thắng Bích Huyết Ma Hổ, tuy rằng đầu kia Bích Huyết Ma Hổ bị thương. Thế nhưng thực lực đó vẫn là ở hóa thần cảnh một tầng đỉnh phong, bất quá, lúc trước Diệp Thần Phong dùng lôi đình giết mới chính thức giải quyết đầu kia Bích Huyết Ma Hổ. Lần sau mỗi một con yêu thú sức chiến đấu cũng khác nhau, trước mặt con này năm màu độc cóc, Diệp Thần Phong vẫn có niềm tin có thể chiến thắng nó. Tại Diệp Thần Phong đã ngăn được năm màu độc cóc đầu lưới cùng nước bọt công kích sau đó thân ảnh của hắn lăng không mà lên, tại năm màu độc cóc chả chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn một cước trực tiếp đạp ở năm màu độc cóc phía bên trên đầu, bóng người xuất hiện tại năm màu độc cóc sau lưng. Đầu được Diệp Thần Phong cho đạp một cước, con này to lớn năm màu độc cóc, nó tức giận nộ mới là lạ chứ. Thân thể của nó lập tức quay lại, được Diệp Thần Phong cho dẫn tới một bên đi. Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người, bọn hắn tự nhiên nhìn ra Diệp Thần Phong dụng ý, Viên Giai trong lòng đối Diệp Thần Phong phiến diện biến mất không còn chút nào, dù sao vừa nãy nếu không phải Diệp Thần Phong đè lại người, như vậy thân thể của nàng sớm liền biến thành một vũng máu rồi, bây giờ Diệp Thần Phong lại đem năm màu độc cóc dẫn tới một bên đi. Viên Giai không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa, người chỉ là có của mình một ít tiểu tính tình mà thôi. Hoàn toàn là tiểu cô nương tâm thái mà thôi. Triệu Văn Bạch, Viên Giai cùng Điền Tiểu Quang đám người, bọn hắn hiện tại cũng không có năng lực đi trợ giúp Diệp Thần Phong, bọn hắn chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn. Viên Giai không nhịn được nói ra con này năm màu độc cóc nhưng là có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Mà Diệp Thần Phong chỉ có niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực, dòng giã cách biệt này nhiều cảnh giới, lẽ nào chúng ta liền thật sự phải chết ở chỗ này? Triệu Văn Bạch mấy người cũng là một trận lặng lẽ, bọn họ cũng đều biết luyện dược sư sức chiến đấu cũng sẽ không quá mạnh mẽ, bởi vì luyện dược sư đại đa số thời gian đều tiêu vào chế thuốc bên trên. Tự nhiên không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu các loại chiến đấu phương pháp. Nói như vậy luyện dược sư tại cùng đẳng cấp người tu luyện bên trong, bọn hắn sức chiến đấu là tương đối kém. Đương nhiên cũng có một chút luyện dược sư sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Bất quá, đây chỉ là thiếu một phần mà thôi. Thành công đem to lớn năm màu độc cóc dẫn tới một bên Diệp Thần Phong, hắn bây giờ là không có bất kỳ lo lắng. Lúc trước hắn tại Phượng Hoàng Tông trong cấm địa thời điểm, hắn Hàn Băng kiếm ý cùng Hỏa chi kiếm ý đều đột phá đến cấp 5 tầng thứ. Nếu như Hàn Băng kiếm ý bên trong phụ gia Thượng Băng Long áo nghĩa, Hỏa chi kiếm ý bên trong phụ gia Phượng Hoàng áo nghĩa cùng Kỳ Lân áo nghĩa, như vậy hai loại kiếm ý power đều phải so thập giai bất khuất kiếm ý mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên hiện nay Diệp Thần Phong mạnh nhất chiêu thức chính là Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ nhất ấn, về phần lôi đình giết là cần thời gian chuẩn bị, cũng không phải là muốn thi triển là có thể lập tức thi triển. Con kia năm màu độc cóc, thân thể khổng lồ của nó đột nhiên lăng không nhảy lên, thân thể của nó đang không ngừng phồng lớn, nhất cổ cực kỳ năng lượng kinh khủng tại bên trong thân thể của nó tụ tập. Xa xa Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người, trên mặt bọn họ không khỏi tràn đầy lo lắng, bọn hắn hầu như đều cho rằng, lấy năm màu độc cóc thực lực và nhục thân cường độ, e sợ Diệp Thần Phong công kích đối năm màu độc cóc đến nói là không đến nơi đến chốn được rồi, bọn hắn thậm chí đã làm xong vừa chết chuẩn bị. Tại năm màu độc cóc thân thể lăng không nhảy lên trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đương nhiên cũng cảm thấy, này năm màu độc cóc đang ấp ủ một loại uy lực mạnh mẽ chiêu thức. Diệp Thần Phong tự nhiên không thể để năm màu độc cóc được như nguyện rồi, bên trong thân thể của hắn cấp 5 Hàn Băng kiếm ý cùng Băng Long áo nghĩa cũng sớm đã vận chuyển. Tuy nói Băng Long áo nghĩa muốn so Phượng Hoàng áo nghĩa cùng Kỳ Lân áo nghĩa đều cao cấp một chút,
nhưng mà nếu như Phượng Hoàng áo nghĩa cùng Kỳ Lân áo nghĩa gộp lại, như vậy thì muốn so Băng Long áo nghĩa mạnh hơn một bậc. Lạnh lẽo kiếm khí trong nháy mắt cuốn sạch lấy Diệp Thần Phong quanh thân, Diệp Thần Phong trong con ngươi tốc biến một vệt kiếm khí màu trắng, chỉnh thanh thanh vân kiếm thượng là bị một tầng hàn băng cho bao phủ lại rồi. Năm đạo rồng gầm vang lên. Thanh vân kiếm hướng về lăng không nhảy lên năm màu độc cóc phung ra, long tường cửu thiên. Diệp Thần Phong bốn phía trên mặt đất được một tầng băng cho đông lại rồi, thanh vân kiếm trên thân kiếm là kiếm ý dâng trào. Năm cái chứa đựng chân long hơi thở màu trắng cự long bỗng dưng ngưng tụ, dường như mãnh liệt như thủy triều hướng về năm màu đậu cóc lao đi rồi. Tại giữa không trung, thân thể càng trướng càng lớn năm màu đậu cóc, nó căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần Phong công kích sẽ như thế khủng bố, bởi vì ở trong mắt nó, Diệp Thần Phong chỉ là một cái niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ tiểu tử mà thôi, thậm chí nó căn bản không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình. Nhưng hôm nay, oanh, một tiếng, năm cái màu trắng cự long trong nháy mắt đem năm màu đậu cóc cắn nuốt mất rồi, xen lẫn băng long áo nghĩa cấp năm hàn băng kiếm ý, tứ ngược con kia năm màu đậu cóc. Đợi đến năm cái màu trắng cự long tiêu tan sau, giữa không trung năm màu đậu cóc, trên thân thể của nó sớm đã là che kín một đạo lại một đạo kiếm ngân, máu tươi từ trong thân thể của nó không ngừng chảy xuôi mà ra. Một tiếng. Năm màu đậu cóc thân thể nặng nề rơi trên mặt đất không nhúc nhích, thật giống đã hoàn toàn chết rồi. Thấy cảnh này Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người, bọn hắn trong nháy mắt thì không cách nào hít thở, bọn hắn nguyên bản dự đoán kết quả không phải như vậy, Diệp Thần Phong không phải luyện dược sư sao. Chiến lực của hắn rõ ràng cường hãn như thế, bọn hắn vừa vặn đều cảm thấy long khí tức cùng lạnh lẽo kiếm ý. Diệp Thần Phong cảm giác năm màu đầu cóc không có khí tức, hắn liền hướng Triệu Văn Bạch đám người đi đến. Nhưng là tại Diệp Thần Phong xoay người trong nháy mắt. Nguyên bản thật giống đã bị chết năm màu đầu cóc, nó dĩ nhiên lại chuyển động, thân thể cực kỳ bén nhọn hướng về Diệp Thần Phong nhào tới, đầu lưỡi nhanh chóng phun ra, đâm về phía Diệp Thần Phong sau gáy. Này năm màu đậu cóc am hiểu nhất chính là giả chết rồi, bởi Diệp Thần Phong lần thứ nhất cùng năm màu đậu cóc giao chiến, hắn cũng không biết năm màu đậu cóc còn có giả chết một cái hạng tuyệt kỹ. Diệp huynh đệ, cẩn thận, Triệu Văn Bạch cái thứ nhất mở miệng quát. Diệp Thần Phong cảm giác là cực kỳ bén nhạy, tại năm màu đậu cóc nhúc nhích trong nháy mắt, hắn đã nhận ra, thanh vân kiếm được nhất cổ nồng nặc kiếm ý cho bao phủ lại rồi. Xoay người, vung kiếm. Thập giai bất khuất kiếm ý. Cực kỳ to lớn màu nâu kiếm khí tốc biến. Bạch, một tiếng. Đánh về phía Diệp Thần Phong năm màu đậu cóc, thân thể của nó trong nháy mắt được chia ra làm hai. Bởi năm màu đậu cóc thừa nhận lấy long tường cửu thiên sau, thân thể liền bị thương không nhẹ, mặc dù nói thập giai bất khuất kiếm ý bao ơn nhược một chút, thế nhưng phải giải quyết bị nghiêm trọng thương thế năm màu đậu cóc, này căn bản liền không thành vấn đề rồi. Diệp Thần Phong đối mặt này năm màu đậu cóc, hắn hoàn toàn cho thấy nghiền ép tư thái. Chương 1852, tìm tới căn nguyên. Mấy vạn cóc, năm màu đậu cóc được phân làm hai nửa thân thể an tĩnh nằm ở trên mặt đất. Diệp Thần Phong tiện tay đem thanh vân kiếm thả lại trên lưng. Triệu Văn Bạch, Viên Giai cùng Điền Tiểu Quang đám người, trên mặt bọn họ biểu lộ có phần cứng ngắc, hốc mắt trong con ngươi đều phải trợn lồi ra. Nhìn xem đang hướng bọn hắn đi tới Diệp Thần Phong, trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng biển ngập trời. Chỉ là khu khu hai chiêu, Diệp Thần Phong liền đem năm màu đậu cóc giải quyết. Hơn nữa Diệp Thần Phong chỉ có niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực, năm màu đậu cóc nhưng có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Theo lý tới nói, hẳn là năm màu đậu cóc đem Diệp Thần Phong thuần thục giải quyết, như vậy Triệu Văn Bạch bọn người mới cảm thấy hợp lý. Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người, bọn hắn hồi tưởng vừa vặn Diệp Thần Phong thi triển chiêu thức, hiện tại bọn hắn hầu như có thể khẳng định, Diệp Thần Phong thi triển thứ trong vòng nhất chiêu, là một loại băng thuộc tính cấp 5 trong kiếm ý ẩn chứa long áo nghĩa. Cấp 5 kiếm ý chưa đủ khiến Triệu Văn Bạch đám người khiếp sợ, để cho bọn họ khiếp sợ là Diệp Thần Phong dĩ nhiên lĩnh ngộ long áo nghĩa. Này là cực kỳ cao cấp áo nghĩa rồi, theo Triệu Văn Bạch bọn hắn biết. Tại bây giờ thiên huyền giới chả không ai có thể lĩnh ngộ long áo nghĩa đây này. Mà Diệp Thần Phong chiêu thứ hai lại là một loại kiếm ý, tuy rằng Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người, bọn hắn cảm giác không ra đây là cái gì kiếm ý. Nhưng là bọn hắn có thể xác định,
Diệp Thần Phong chiêu thứ hai chính là một loại thập giai đỉnh cấp kiếm ý. Lĩnh ngộ một loại thập giai kiếm ý cùng một loại 9. Cấp 5 băng thuộc tính kiếm ý. Lĩnh ngộ Long Áo Nghĩa. Hơn nữa còn là một tên có thể luyện chế ra đan văn tứ phẩm luyện dược sư. Này Diệp Thần Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nếu để cho Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai các loại người biết, bọn hắn bây giờ nhìn đến chỉ là Diệp Thần Phong một điểm nhỏ của tảng băng chìm, thật không biết bọn hắn sẽ là loại nào cảm tưởng đâu này. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong đi tới trước mặt mình sau. Triệu Văn Bạch là hít sâu một hơi, hỏi, Diệp huynh đệ. Ngươi thật sự là tới từ ở trong núi thẳm, ngươi không phải là cái nào thế lực lớn bồi dưỡng ra được thiên tài. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, nếu như ta là thế lực lớn bồi dưỡng ra được người. Như vậy trước đó chả sẽ phải chịu Phượng Hoàng Tông lão tổ truy sát sao? Nghe vậy, Triệu Văn Bạch cũng cảm thấy Diệp Thần Phong nói phi thường chính xác, mà một bên Điền Tiểu Quang là cực kỳ hưng phấn, hắn đã nhận định Diệp Thần Phong người sư phụ này, sư phụ của mình càng kiểu như châu bò, hắn đương nhiên là càng cao hứng rồi. Giờ khắc này, Điền Tiểu Quang đánh trong đáy lòng phát thệ, hắn nhất định phải làm cho Diệp Thần Phong thừa nhận hắn tên đồ đệ này. Về phần trước đó một mực không sảng khoái Diệp Thần Phong Viên Giai, người cũng bị Diệp Thần Phong trên người thần bí hấp dẫn. Người cắn môi một cái, nói ra, xin lỗi, trước đó ta chính là đối với ngươi không phục, ta không cam lòng ngươi chế thuốc chi thuật mạnh hơn ta, bất quá, vừa vặn mạng của ta là ngươi cứu, hơn nữa chiến lực của ngươi rất mạnh, ta Viên Giai đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Viên Giai thực lực có hóa thần cảnh một tầng hậu kỳ, nhưng chiến lực của nàng cũng không phải rất mạnh. Lấy vừa nãy Diệp Thần Phong bày ra thực lực, người biết này hay là chả cũng không phải Diệp Thần Phong thực lực chân chính, người thậm chí cho rằng hay là lấy nàng thực lực hôm nay, người cũng có thể sẽ không là Diệp Thần Phong đối thủ. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không cùng một cái bốc đồng nha đầu so đo rồi. Hắn nói ra, ta nhất định phải tìm kiếm xuất trong không khí kịch. Độc căn nguyên, ta mới có thể hoàn toàn giúp các ngươi hóa giải trong cơ thể độc tố, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Nếu có tình huống thế nào phát sinh, các ngươi lập tức gọi tên của ta. Nói xong, Diệp Thần Phong liền lần nữa bắt đầu cảm ứng không khí kịch. Độc rồi, hắn phát hiện này kịch, độc căn nguyên cũng hẳn là tại trước mặt này tòa trên núi cao. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn bắt đầu tỉ mỉ cảm ứng, thân ảnh của hắn hướng về cao sơn lao đi rồi. Xuất hiện tại cao sơn dưới chân núi sau. Diệp Thần Phong căn cứ cảm ứng của mình, hắn hướng về cao sau lưng núi lao đi rồi. Tại đi tới cao sau lưng núi lúc, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm thấy trong không khí kịch. Độc càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng Diệp Thần Phong ánh mắt như ngừng lại dưới vách núi đá một đống cỏ dại thượng. Diệp Thần Phong đem cỏ dại cho toàn bộ rút đi rồi, chỉ thấy trong cỏ dại dĩ nhiên ẩn giấu 5 cái cửa hang lớn. Từ nơi này 5 cái cửa hang lớn bên trong không ngừng có âm phong thổi ra, cực kỳ kịch liệt độc tố phả vào mặt, Diệp Thần Phong trong cơ thể thần huyết vận chuyển càng nhanh hơn một chút. Loại này kịch, độc là vô sắc vô vị, nhưng Diệp Thần Phong hiện tại có thể khẳng định, loại này tứ tán ở trong không khí kịch. Độc chính là từ nơi này 5 cái cửa động khổng lồ bên trong cuồn cuộn không đoạn tung bay đi ra ngoài. Diệp Thần Phong hiện tại cần phải làm là thanh này 5 cái cửa động cho lấp kín, để kịch. Độc không cách nào nữa từ trong cửa động tản mát ra rồi. Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, hắn trực tiếp đem trên mặt đất 5 cái cửa động cho oanh kích sụp đổ rồi. 5 cái cửa hang lớn trong nháy mắt được sụp đổ bùn đất cho nghiêm nghiêm thật thật ngăn chặn. Đang xác định này loại kịch, độc tạm thời không cách nào tung bay sau khi đi ra, Diệp Thần Phong muốn lập tức đi giúp Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người giải độc. Mà đúng lúc này, trước mặt này tòa núi cao dĩ nhiên kịch liệt rung động chuyển động, này làm cho Diệp Thần Phong lông mày chăm chú nhăn lại, dưới chân hắn bước chân nhanh chóng lui về phía sau 2 bước. Ầm, ầm, ầm. Diệp Thần Phong trước mặt vách núi không có dấu hiệu nào bạo liệt ra, tại trên vách núi xuất hiện một cái lớn vô cùng lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong một mảnh đen như mực, căn bản thấy không rõ lắm bên trong sự vật. Tại lỗ hổng xuất hiện sau đó cao sơn lập tức khôi phục yên tĩnh. Diệp Thần Phong đi tới lỗ hổng trước, từ trong đó bay ra khỏi nhất cổ lại một luồng mùi hôi thối, hắn cảm giác này toàn núi cao nội bộ giống như là được móc giống, nhưng lỗ hổng bên trong thật sự là quá hắc, căn bản cũng không có bất kỳ một tia ánh sáng tồn tại. Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen.
Thanh viêm lập tức nhảy lên ở trong bàn tay của hắn. Diệp Thần Phong tiện tay đem thanh viêm gảy tại đen như mực thiếu trong miệng, tại thanh viêm ánh lửa chiếu rọi xuống, lỗ hổng bên trong tất cả trong nháy mắt ánh vào Diệp Thần Phong mi mắt bên trong. Chỉ thấy lỗ hổng bên trong là một mảnh không gian thật lớn, Diệp Thần Phong vừa vặn suy đoán không có sai, này cao sơn bên trong đích thật là được móc rỗng. Thanh viêm trôi nổi ở lỗ hổng bên trong không gian giữa không trung. Đang nhìn đến trong đó sự vật sau đó Diệp Thần Phong không nhìn được nín thở, chỉ thấy lỗ hổng bên trong không gian một con lại một con năm màu đầu cóc nằm nhoài tại trên mặt đất, những này năm màu đầu cóc hình thể đều tại 1 mét bên trên. Nhìn một cái, này lỗ hổng bên trong không gian được rậm rạp chẳng chít năm màu đầu cóc cho chiếm hết. Cũng may những này năm màu đầu cóc đều nhắm mắt lại, hẳn là lâm vào trong giấc ngủ say, bất quá, Diệp Thần Phong vẫn như cũ có thể cảm giác được những này năm màu đầu cóc thực lực. Trong đó thực lực thấp nhất cũng là tại niết bàn cảnh, mà thực lực cao nhất hẳn là tại linh thần cảnh tầng 6 khoảng chừng. Này lít nha lít nhít nhóm năm màu độc cóc tối thiểu có 1 vạn con khoảng chừng. Nhìn xem này hàng vạn con cực kỳ buồn nôn năm màu độc cóc, Diệp Thần Phong trên da cũng không nhịn được nổi da gà lên. Diệp Thần Phong suy đoán có thể là hắn phong bế tung bay xuất kịch. Độc cửa động, này tòa núi cao vách núi mới sẽ không giải thích được phát sinh nổ tung. Diệp Thần Phong nhịp tim đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được lỗ hổng bên trong những niết bàn cảnh đó năm màu đầu cóc thật giống có thức tỉnh dấu hiệu rồi. Nếu như Diệp Thần Phong phán đoán không có sai, như vậy này hàng vạn con năm màu đầu cóc, chúng nó đều sẽ lần lượt toàn bộ thức tỉnh, từ thực lực thấp nhất bắt đầu. Diệp Thần Phong lập tức đem thanh viêm thu lại rồi. Nếu như nơi này hàng vạn con năm màu đầu cóc toàn bộ thức tỉnh, như vậy đối mặt này hàng vạn con năm màu đầu cóc, Diệp Thần Phong bọn hắn chỉ có là chờ chết phần rồi. Bây giờ tỏa ra kịch, độc cửa động tạm thời bị ngăn chặn, Diệp Thần Phong nhất định muốn lập tức giúp Triệu Văn Bạch đám người giải độc, sau đó cùng Triệu Văn Bạch bọn hắn cùng rời đi nơi này. Diệp Thần Phong không thể chậm trễ thời gian nữa rồi, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về Triệu Văn Bạch đám người trở về, ở cái này trở về trong quá trình, Diệp Thần Phong chả đang không ngừng xua tan trong không khí lưu lại kịch. Độc. Diệp Thần Phong vội vội vàng vàng xuất hiện tại Triệu Văn Bạch đám người trước mặt, hắn đem Triệu Văn Bạch đám người chu vi lưu lại kịch. Độc toàn bộ xua tán đi, hắn không cho nghi ngờ nói ra, các ngươi trước tiên cái gì cũng không cần muốn hỏi, ta hiện tại lập tức giúp các ngươi giải độc, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Triệu Văn Bạch, Viên Giai cùng Điền Tiểu Quang đám người, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong cấp bách dáng dấp, bọn hắn đều lựa chọn không có mở miệng. Hết thảy đều nghe Diệp Thần Phong sắp xếp, bọn hắn biết Diệp Thần Phong nói như vậy, khẳng định có dụng ý của hắn, lần sau nếu như không có Diệp Thần Phong lời nói, như vậy bọn hắn đã sớm là chết. Triệu Văn Bạch đám người suy đoán hay là Diệp Thần Phong nhìn thấy một ít đáng sợ đồ vật, hiện tại không có thời gian cùng bọn họ giải thích. Chương 1853, giết ra một đầu đường máu. Diệp Thần Phong đem ngón tay của chính mình bị rạch sách rồi. Từ trong vết thương bước ra mấy giọt thần huyết, đưa bàn tay đặt tại Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người sau lưng, thanh mấy giọt thần huyết lần lượt bước vào Triệu Văn Bạch các loại thân thể của con người bên trong. Diệp Thần Phong đương nhiên không muốn đem dòng máu của chính mình bí mật tiết lộ ra ngoài được rồi, cho nên đưa lưng về phía Triệu Văn Bạch đám người giải độc là không thể tốt hơn được rồi, đương nhiên muốn đem mấy giọt thần huyết bước vào Triệu Văn Bạch các loại bên trong cơ thể, không thể thiếu ra thịt tiếp xúc rồi. Diệp Thần Phong nhất định muốn bàn tay trực tiếp kề sát ở Triệu Văn Bạch đám người sau lưng, không thể có bất kỳ quần áo cách trở. Triệu Văn Bạch cùng Điền Tiểu Quang các loại nam nhân ngược lại là không sao cả, mà Viên Giai trơn trượt. Non sau lưng thượng cảm thụ Diệp Thần Phong bàn tay ấm áp, người hàm răng thật chặt cắn môi, nhà đầu này gò má phảng phất một cái quả táo đỏ bình thường rất là đáng yêu. Tại thần huyết dưới tác dụng, Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai các loại người trong cơ thể độc tố hoàn toàn giải trừ. Diệp Thần Phong nói ra, các ngươi có thể đứng lên. Nghe vậy, Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người dồn dập từ trên mặt đất đứng lên, đi rồi chừng 10 bước sau, bọn hắn cũng không có phát hiện thân thể không thích hợp, bọn hắn này mới yên tâm xuống, chính khi bọn họ muốn cảm tạ Diệp Thần Phong thời điểm. Diệp Thần Phong trước một bước nói ra, chúng ta bây giờ không có bao nhiêu thời gian. Trước mặt chúng ta này tòa núi cao nội bộ là bị đào rỗng, trong đó có hàng vạn con đang ngủ say năm màu độc cóc, trong đó thực lực mạnh nhất có linh thần cảnh tầng 6 chừng,
hơn nữa chúng nó toàn bộ có tỉnh táo dấu hiệu rồi. Liền coi như chúng ta thừa dịp chúng nó ngủ say thời điểm, đối với bọn họ tiến hành diệt sát, khó tránh khỏi hội xảy ra bất trắc, ai biết những linh thần đó cảnh năm màu đầu cóc có thể hay không đột nhiên tỉnh lại. Được những linh thần đó cảnh năm màu đầu cóc cho vây lại, như vậy chúng ta liền thật sự phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ ở đây thực lực mạnh nhất chính là Triệu Văn Bạch. Thực lực của hắn tại linh thần cảnh 4 tầng, nhưng kia hàng vạn con năm màu đầu cóc bên trong thực lực mạnh nhất nhưng là có linh thần cảnh tầng 6 tả hữu. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Triệu Văn Bạch cùng Điền Tiểu Quang bọn người hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Hàng vạn con năm màu đầu cóc. Hơn nữa thực lực mạnh nhất có linh thần cảnh tầng 6 khoảng chừng. Triệu Văn Bạch nhìn qua trên đỉnh đầu, hắn xuất hiện đang xác định bọn họ là ở địa ngục chi hải nơi sâu xa nhất. Chỉ là nước biển bị ngăn cản ở phía trên thế giới nhỏ này, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia nhấp nhô màu đen nước biển, nhưng kia chút màu đen nước biển nhưng thủy chung không cách nào chảy vào bên trong tiểu thế giới này. Triệu Văn Bạch mở miệng nói, Diệp huynh đệ, chúng ta thử một lần có thể hay không về tới địa ngục chi hải trên mặt biển đi. Diệp Thần Phong gật gật đầu, thân ảnh của hắn trước tiên hướng về phía trên đạp không mà đi, Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai mấy người cũng dồn dập đi theo. Nhưng tại Diệp Thần Phong bọn hắn yếu tiếp cận phía trên màu đen nước biển lúc, có nhất cổ lực cản ngăn cản lại đường đi của bọn họ, liền coi như bọn họ sử xuất toàn lực muốn đột phá, nhưng căn bản là dung chuyển không được này cỗ lực cản. Sức mạnh của bọn họ tại này cỗ lực cản trước mặt có vẻ quá mịt mù nhỏ đi một chút. Diệp Thần Phong nói ra, lấy sức mạnh của chúng ta thì không cách nào đột phá này cỗ lực cản rồi, chúng ta nhất định phải rời đi trước khu vực này. Nếu không cách nào về tới địa ngục chi hải trên mặt biển, bây giờ rời đi khu vực này mới là an toàn nhất, dù sao niết bàn cảnh năm màu đầu cóc cũng là có đạp không mà đi năng lực. Diệp Thần Phong bọn hắn dồn dập về tới trên mặt đất. Nhưng khi bọn họ vừa vặn trở về mặt đất thượng thời điểm, một con lại một con năm màu đầu cóc, từ cao sau lưng núi trèo đi ra ngoài, những này xuất hiện năm màu đầu cóc thực lực đều tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên thực lực. Diệp Thần Phong giết chết con kia năm màu đầu cóc thi. Thể trả nằm trên mặt đất, những này trước tiên tỉnh lại niết bàn cảnh nhất trọng thiên năm màu đầu cóc, chúng nó đang nhìn đến chính mình đồng loại thi. Thể sau, con của bọn nó bên trong lộ ra hung quang, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp. Bởi cóc là sẽ không nhảy lên, chúng nó chỉ biết bò sát, những này niết bàn cảnh nhất trọng thiên năm màu đầu cóc. Chúng nó tựa như phát điên nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong bọn hắn bò tới. Năm màu đầu cóc là cuồn cuộn không đoạn xuất hiện, rậm rạp chằng chịt năm màu đầu cóc khiến người ta đáp ứng không xuể, này tỉnh lại niết bàn cảnh nhất trọng thiên năm màu đầu cóc có tới 2,000 con khoảng chừng. Diệp Thần Phong đám người bốn phía trong nháy mắt được chắn đầy rậm rạp chằng chịt năm màu đầu cóc. Viên Giai mày liễu nhíu lại, người thân là nữ nhân, người khẳng định không thích cóc loại này buồn nôn đồ. Diệp Thần Phong mở miệng nói, chúng ta bây giờ nhất định muốn toàn lực phá vòng vây. Triệu Văn Bạch nhắc nhở, Diệp huynh đệ, chúng ta không thể lựa chọn ở trên bầu trời phá vòng vây, vừa đến này năm màu đầu cóc cũng có thể đạp không mà đi. Thứ hai năm màu đầu cóc còn có tấn công từ xa chiêu số, chúng ta một khi phi hành tại trên bầu trời, chúng ta liền muốn mặt nhìn lên bầu trời năm màu đầu cóc, chả phải đề phòng phía dưới năm màu đầu cóc rồi. Diệp Thần Phong cũng biết Triệu Văn Bạch nói không sai, một khi tại trên bầu trời tiến hành phá vòng vây, sức mạnh của bọn họ khả năng liền không ngưng tụ lên nổi rồi, đến lúc đó bọn hắn làm dễ dàng được tách ra, ở tình huống như vậy được tách ra là vô cùng nguy hiểm. 2,000 con tả hữu to lớn năm màu đầu cóc, chúng nó nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong đám người xúm lại, không khí chung quanh bên trong kịch. Độc đã toàn bộ được Diệp Thần Phong cho xua tán đi. Hắn nói ra, chúng ta không thể đã chờ đợi, tiếp tục như vậy sẽ có càng nhiều thực lực cường hãn năm màu đầu cóc tỉnh lại, chúng ta bây giờ liền tất cần phải mở một đường máu đến. Lấy Diệp Thần Phong bọn hắn phương này sức chiến đấu mà nói, này 2,000 con năm màu đầu cóc chả cũng không phải phi thường đáng sợ, dù sao 2,000 con năm màu đầu cóc thực lực đều tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên tầng thứ, trừ đi Điền Tiểu Quang vừa lúc ở niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ bên ngoài. Những người khác đều tại niết bàn cảnh nhất trọng thiên bên trên. Triệu Văn Bạch xung phong nhận việc lên trận đầu, thân ảnh của hắn hướng về bên trái phá vây rồi, mà đổi thành bên ngoài ba tên hóa thần cảnh cường giả theo sát phía sau. Tiếp theo là Diệp Thần Phong, Viên Giai cùng Vương Minh An ba người này,
về phần Điền Tiểu Quang nhưng là tại cuối cùng, dù sao thực lực của hắn yếu nhất. Bên trái rậm rạp chẳng chít năm màu độc cóc, chúng nó nhìn thấy Triệu Văn Bạch hướng về bên này kéo tới, chúng nó không chút do dự hộc ra đầu lưỡi của mình, giống như lợi kiếm bình thường đầu lưỡi điên cuồng đâm tới, những này đầu lưỡi có tới đến mấy chục căn đây. Xung kích phía trước nhất Triệu Văn Bạch, hắn hào không bảo lưu thôi phát trong cơ thể khí thế, bàn tay phải trong nháy mắt nắm thành quyền đầu. Nắm tay phải oanh ra. Trong không khí tạo nên từng đợt sóng gợn. Sức lực sát thiên quyền. Trong không khí sóng gợn nhanh chóng mở rộng, từng đạo cường hãn sắc bén kình khí, ở trong không khí nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Này ngưng tụ mà thành 50 đạo tả hữu kình khí, hướng về bên trái năm màu đậu cóc bạo. Bắn mà ra. Bạch, 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 thanh âm không ngừng vang lên. Một đạo lại một đạo mạnh mẽ kình khí từ năm màu đậu cóc trên người xẹt qua. Một con lại một con năm màu đầu cóc trực tiếp được kình khí chia làm hai nửa, trong khoảnh khắc, Triệu Văn Bạch liền giải quyết xong 50 con tả hữu năm màu đầu cóc, dù sao hắn nhưng là linh thần cảnh 4 tầng sơ kỳ cường giả. Theo sát sau lưng Triệu Văn Bạch ba tên hóa thần cảnh cường giả, ba người bọn họ bàn tay phải trọng điệp lại với nhau, đồng thời hướng về bên trái năm màu đầu cóc đánh ra tịch diệt tam trọng. Trong không khí bàn tay khổng lồ ấn một tầng chồng lên một tầng. Đây là một loại liên hợp công kích chiêu số. Ầm, 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 tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Một chiêu này lại trong nháy mắt giết 30 con tả hữu năm màu đầu cóc. Nhưng này trước tiên tỉnh lại năm màu đầu cóc có tới 2,000 con khoảng chừng, bọn hắn giết chết những này năm màu đầu cóc chẳng khác gì là như muối bỏ biển, rất nhanh sẽ lại có năm màu đầu cóc bổ sung vào được, nếu như vậy đi xuống, bên trong cơ thể của bọn họ linh khí rất có thể hội hao hết. Diệp Thần Phong bây giờ cũng bất chấp gì khác được rồi, nguyên bản hắn không muốn đem thiên địa chi hỏa thanh viêm bày ra, nhưng ở tình huống như vậy là không thể đủ ẩn giấu. Bây giờ thanh viêm có thể đốt cháy chết niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực người. Dùng thanh viêm tới đối phó những này năm màu độc cóc hẳn là chắc chắc có thừa rồi, hơn nữa bọn hắn cũng không cần phải lo lắng trong cơ thể linh khí tiêu hao. Diệp Thần Phong lập tức nói ra, để cho ta tới đánh trận đầu. Các người đều ở một bên hiệp trợ ta tiến đi công kích. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Triệu Văn Bạch bọn người hơi sững sờ, tuy rằng bọn hắn biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu cường hãn, nhưng Triệu Văn Bạch nhưng là có linh thần cảnh 4 tầng sơ kỳ thực lực. Chẳng lẽ nói Diệp Thần Phong giết chết những này niết bàn cảnh nhất trọng thiên năm màu đầu cóc tốc độ, vẫn có thể nhanh hơn Triệu Văn Bạch sao? Tại Triệu Văn Bạch đám người vi vi ngây người thời khắc, Diệp Thần Phong trực tiếp xuất hiện ở Triệu Văn Bạch đám người trước người, hắn bàn tay phải một phen, thanh viêm nhất thời xuất hiện tại trong bàn tay của hắn. Chương 1854, Lão Bạch cùng Lão Hắc thức tỉnh. Tại Triệu Văn Bạch đám người còn muốn lúc nói chuyện. Chỉ thấy Diệp Thần Phong ngón tay búng một cái, thanh viêm nhất thời hướng về năm màu đầu cóc lướt tới. Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh hướng phía trước đi lại, phàm là chặn ở trước mặt hắn năm màu đầu cóc. Thanh viêm liền sẽ nhanh chóng đi vào trong đó. Thanh viêm nhanh chóng chui vào một con lại một con năm màu đầu cóc bên trong thân thể. Xì xì, xì xì, xì xì. Một con lại một con năm màu đầu cóc thân thể nhanh chóng ở trong không khí biến thành cho tàn. Quan trọng nhất là Diệp Thần Phong không chút nào yêu cầu tiêu hao bất kỳ một chút linh khí. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người, bọn hắn lần thứ hai vi vi há hốc miệng ra. Viên Giai không kìm hãm được nói thiên địa chi hỏa. Hơn nữa nhiệt độ tối thiểu đã tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên thiên địa chi hỏa. Diệp Thần Phong không rảnh cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy, hắn nói ra, ta ở mặt trước mở đường, các ngươi phụ trách giải quyết muốn từ hai bên bổ sung tiến vào năm màu độc cóc. Được Diệp Thần Phong như vậy vừa nhắc nhở, Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai mấy người cũng biết bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm. Triệu Văn Bạch phụ trách từ hai bên muốn bổ sung tiến vào năm màu đầu cóc, Viên Giai cùng Vương Minh An nhưng là phụ trợ Triệu Văn Bạch, mặt khác ba tên hóa thần cảnh cường giả phụ trách đoạn hậu, mà thực lực yếu nhất Điền Tiểu Quang đứng ở trong đội ngũ giữa, cũng chính là an toàn nhất khu vực. Tại Diệp Thần Phong phụ trách mở đường sau đó đối chiến đội hình lập tức xảy ra một ít thay đổi. Có thanh viêm mở đường sau đó tuy rằng đi tới so sánh chậm chậm, thế nhưng Triệu Văn Bạch bọn người cảm giác áp lực giảm bớt không ít. Mỗi một giây đồng hồ đều có năm màu đầu cóc thân thể ở trong không khí nổ tung, từng khối thịt nát là che kín mặt đất. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn yếu triệt để mở một đường máu thời điểm.
Từ cao sau lưng núi lại toát ra chừng 1000 năm màu đậu cóc, những này năm màu đậu cóc thực lực đều tại niết bàn cảnh nhị trọng thiên tầng thứ. Tại này 1000 chỉ niết bàn cảnh nhị trọng thiên năm màu đậu cóc bổ sung sau khi đi vào, Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng ngày càng gấp rồi. Trong lòng của hắn cảm xúc cũng càng ngày càng ngưng trọng lên. Diệp Thần Phong nói ra, chúng ta nhất định muốn tăng nhanh phá vòng vây, bằng không chúng ta đều sẽ được phá hỏng ở trong đó. Nhưng mà, Diệp Thần Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc. Từ cao sơn lưng sau lần nữa toát ra 1,000 con hình thể to lớn năm màu đậu cóc. Này 1000 chỉ năm màu đậu cóc đều tại niết bàn cảnh tam trọng thiên tầng thứ. Cao sơn bên trong năm màu đậu cóc thật giống tăng nhanh thanh tỉnh tốc độ, tại này 1000 chỉ niết bàn cảnh tam trọng thiên năm màu đậu cóc xuất hiện sau đó niết bàn cảnh tứ trọng thiên cùng niết bàn cảnh ngũ trọng thiên năm màu đậu cóc cũng toàn bộ xuất hiện, toàn bộ đều là tại 1,000 con khoảng chừng. Diệp Thần Phong áp lực của bọn họ đột nhiên tăng cường, này rậm rạp chằng chịt năm màu đậu cóc nhanh chóng áp sát, thanh viêm cũng chỉ có thể đủ đốt cháy chết niết bàn cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thực lực người mà thôi. Bây giờ tại niết bàn cảnh ngũ trọng thiên năm màu đậu cóc xuất hiện sau đó thanh viêm tối dùng cũng trên diện rộng độ giảm xuống. Đối mặt lít nha lít nhít xuống lại tới năm màu đậu cóc, Diệp Thần Phong hoạt động của bọn họ không gian là càng ngày càng nhỏ. Bọn hắn hầu như cũng bị năm màu đậu cóc bức cho gần rồi. Phó các chủ, chúng ta không thể lưu trên mặt đất rồi. Cái kia ba tên hóa thần cảnh cường giả. Bọn hắn nói với Triệu Văn Bạch một câu sau đó bọn hắn bay thẳng đến giữa bầu trời bay đi. Nhưng lại tại ba người này đạp không mà đi trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt năm màu đậu cóc trong, có 500 con niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong năm màu đậu cóc, chúng nó thật giống sớm liền chuẩn bị kỹ càng, thân thể của bọn họ tăng lớn vô cùng, miệng hướng về giữa bầu trời đột nhiên mở ra. Oanh, 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 thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ thấy từ nơi này 500 con năm màu đậu cóc miệng bên trong bạo. Bắn ra từng cái to lớn hình tròn năng lượng quả cầu ánh sáng. Những năng lượng này quang cầu tốc độ phi thường nhanh. Mục tiêu rõ ràng cho thấy đạp không mà đi cái kia ba tên hóa thần cảnh cường giả. 500 cái năng lượng quả cầu ánh sáng phi hướng về trên bầu trời. Cái kia ba tên hóa thần cảnh cường giả rõ ràng không nghĩ tới sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Bọn hắn căn bản là đến không kịp né tránh rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn 500 cái năng lượng quả cầu ánh sáng hướng về bọn hắn hội tụ đến. Một tiếng vang thật lớn. Hội tụ tại ba tên hóa thần cảnh cường giả bên cạnh 500 cái năng lượng quả cầu ánh sáng. Tại trong khoảnh khắc đồng thời nổ tung ra, toàn bộ trời đất giữa được cực hạn ánh sáng cho che kín. Tuy nói ba người kia tại hóa thần cảnh tầng thứ, nhưng là bọn hắn đối mặt là 500 con niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong năm màu đậu cóc. Liên hợp lại cường hãn nhất một lần công kích. Ba người này phòng ngự trong nháy mắt bị phá ra rồi. Đợi đến ánh sáng tản đi thời điểm. Cái kia ba tên hóa thần cảnh cường giả, trên người bọn hắn che kín từng đạo vết thương. Ba người đều là thoi thóp một hơi rồi, thân thể nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Cuối cùng ba người này toàn bộ đã rơi vào năm màu đậu cóc bên trong, ba người bọn họ trong nháy mắt được năm màu đậu cóc cho nuốt vào trong bụng. Xem ra những này năm màu đậu cóc là đã sớm có kế hoạch tác chiến, bọn chúng thông minh ngược lại cũng đúng là không sai, chúng nó vừa vặn chính là vì bức bách Diệp Thần Phong đám người đạp không mà đi, bởi vì nếu như trên mặt đất thi triển vừa vặn chiêu số, như vậy rất có thể sẽ bị thương đến đồng bạn của mình, dù sao trên mặt đất rậm rạp chằng chịt năm màu đậu cóc thật sự là nhiều lắm. Mà đang ở ba tên hóa thần cảnh cường giả được năm màu đậu cóc nuốt vào bụng trong thời điểm. Từ cao sau lưng núi lại đi ra 300 con hóa thần cảnh một tầng 5 màu đậu cóc, lập tức lại đi ra hóa thần cảnh tầng 2, hóa thần cảnh tầng 3, hóa thần cảnh 4 tầng, hóa thần cảnh 5 tầng, hóa thần cảnh tầng 6 cùng hóa thần cảnh 7 tầng 5 màu đậu cóc, này mỗi một cấp độ hóa thần cảnh 5 màu đậu cóc đều tại 300 con khoảng chừng. Lần này lại gia nhập hơn 2,000 con hóa thần cảnh 5 màu đậu cóc, Diệp Thần Phong bọn hắn cơ hồ là bị ép vào tuyệt cảnh. Những này niết bàn cảnh cùng hóa thần cảnh 5 màu đậu cóc gộp lại, có tới hơn 8,000 con 5 màu đậu cóc rồi. Đạp không mà đi nhất định là không thể thực hiện được rồi, vừa vặn cái kia ba tên hóa thần cảnh cường giả chính là dẫm vào vết xe đổ. Đối mặt nhiều như vậy 5 màu đậu cóc, coi như là linh thần cảnh 4 tầng lần đầu Triệu Văn Bạch, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, bây giờ còn sống chỉ có Diệp Thần Phong, Triệu Văn Bạch, Viên Giai. Điền Tiểu Quang cùng Vương Minh An 5 người này rồi.
Diệp Thần Phong không nghĩ tới này hóa thần cảnh năm màu đầu cóc lại có thể biết liên tục tỉnh lại, nếu để cho linh thần cảnh năm màu đầu cóc cũng tỉnh lại, như vậy bọn hắn liền đúng là liền một tia sống tiếp hy vọng cũng không có. Lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, hắn muốn ở tình huống như vậy ngăn cơn sóng dữ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp Thần Phong đột nhiên nhớ tới thả vào trong ngực 6 cây 300 năm thần hồn thảo, bây giờ hắn chỉ có thể chờ mong lấy này 6 cây thần hồn cỏ có thể làm cho Lão Bạch cùng Lão Hắc thức tỉnh rồi, nếu như Lão Bạch cùng Lão Hắc thức tỉnh, như vậy bọn hắn hẳn là liền có thoát đi hy vọng. Diệp Thần Phong đối với Triệu Văn Bạch, nói ra, cho ta một chút thời gian, có lẽ ta có biện pháp mang theo các ngươi rời đi. Nói xong, Diệp Thần Phong trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Tay phải của hắn tiến vào trong ngực của mình, thông qua bàn tay của chính mình trực tiếp bắt đầu hấp thu thần hồn trong cỏ thần hồn chi lực rồi. Triệu Văn Bạch đám người cũng không rõ ràng Diệp Thần Phong muốn làm gì. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời bảo vệ Diệp Thần Phong rồi, không cho chung quanh năm màu đầu cóc tới gần. Hấp thu thần hồn chi lực nhanh chóng chảy vào Diệp Thần Phong bên trong đan điền, nơi đó cũng chính là Lão Bạch cùng Lão Hắc tàn hồn vị trí rồi. Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người đem hết toàn lực giải quyết không ngừng đến gần năm màu đầu cóc. Mà 6 cây thần hồn cỏ bên trong thần hồn chi lực cũng hầu như toàn bộ chảy vào Diệp Thần Phong bên trong đan điền. Tại đem 6 cây thần hồn cỏ toàn bộ hấp thu xong sau đó nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, hắn lông mày nhíu thật chặt, hắn không có cảm giác đến bên trong đan điền biến hóa, chính lúc trong lòng của hắn sản sinh vẻ lo lắng thời điểm. Lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Ngủ một giấc này đích thực là sảng khoái. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm cũng lập tức vang lên, ô, tiểu gia hỏa, người đã vậy còn quá nhanh liền để cho chúng ta đã tỉnh lại. Diệp Thần Phong nghe được Lão Bạch cùng Lão Hắc thanh âm sau đó hắn lập tức ở trong lòng nói ra, bây giờ không phải là nói chuyện trời đất lúc, các ngươi cảm giác một cái tình huống bên ngoài. Một giây sau, Lão Hắc tại cảm ứng được tình huống bên ngoài sau đó mắng, ngươi tiểu tử này. Ngươi thật đúng là một cái hội gây phiền toái nhân vật, lẽ nào đây là ngươi cho ta cùng Lão Bạch chuẩn bị một phần lễ vật sao? Lão Bạch cũng bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa, may mà ngươi tỉnh lại chúng ta, vận khí của ngươi chả thực là không tồi, bằng không đối mặt nhiều như vậy năm màu đậu cóc, ngươi là chắc chắn phải chết rồi. Chương 1855, Huyền Băng Phong Sát. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc thức tỉnh đồng thời. Triệu Văn Bạch, Viên Giai. Vương Minh An hòa Điền Tiểu Quang bốn người này, bọn hắn xúm lại ở Diệp Thần Phong bốn phía, trong tay là liên tiếp dùng tới các loại chiêu thức, không cho chu vi rậm rạp chẳng chịt năm màu đầu cóc bước. Gần. Nhưng là theo thời gian trôi đi, Triệu Văn Bạch các loại bên trong cơ thể linh khí đang nhanh chóng tiêu hao, thật sự là chu vi năm màu đầu cóc số lượng nhiều lắm, tuy rằng Triệu Văn Bạch thực lực có linh thần cảnh 4 tầng sơ kỳ, thế nhưng những này năm màu đầu cóc hoàn toàn là không sợ tử vong. Lại có như bây giờ năm màu đầu cóc đã thức tỉnh đã đến hóa thần cảnh 7 tầng rồi, không ngừng đến gần hóa thần cảnh năm màu đầu cóc đều là Triệu Văn Bạch tại đối phó, mà Viên Giai mấy người cũng chỉ có thể đối phó những niết bàn cảnh đó năm màu đầu cóc rồi, dù sao Viên Giai thực lực của bọn họ cùng trong cơ thể linh khí có hạn. Trong đó thực lực yếu nhất Điền Tiểu Quang, ở tình huống như vậy, hắn cơ hồ là không giúp được bất kỳ bận rộn. Viên Giai trên người cũng đã sớm là hương. Mồ hôi. Xối. Ly, nàng nhìn thấy bên phải có một con niết bàn cảnh tứ trọng thiên năm màu đầu cóc yếu đánh về phía Diệp Thần Phong, người bàn tay trắng nõn lần thứ hai đánh ra, hoa sen đâm. Một đóa do linh khí ngưng tụ mà thành màu trắng hoa sen bỗng dưng hiện lên, này đóa màu trắng hoa sen trong nháy mắt đem con này năm màu đầu cóc được bọc lại, hoa sen nội bộ không ngừng thoát ra từng cây sắc bén gai nhọn, lập tức tại đây chỉ năm màu đầu cóc trên người để lại lần lượt lỗ máu. Ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất thượng, nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn cũng là có chút, cấp thiết, nhưng Lão Bạch cùng Lão Hắc mới vừa vặn hồi phục lại, bọn hắn vẫn không có đem 6 cây thần hồn cỏ hoàn toàn hòa vào của mình tàn hồn bên trong, lấy tình huống như thế bọn họ là không cách nào xuất thủ, hai người bọn họ còn cần một chút thời gian. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa. Lần này ngươi phải đến này 6 cây 300 năm thần hồn thảo. Ta cùng Lão Hắc đem hắn hoàn toàn hấp thu sau. Sức mạnh của chúng ta hẳn có thể so với trên đất huyền giới mạnh hơn rất nhiều lần, nếu như bằng vào ta cùng Lão Hắc trên đất huyền giới có tàn hồn sức mạnh. Như vậy chúng ta chỉ có thể bảo đảm mang theo một mình ngươi thoát hiểm,
dù sao nơi này năm màu đầu cóc nhiều lắm. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, người cũng thực sự là đủ lợi hại, sợ là chúng ta lần này vừa vặn tỉnh lại không bao lâu, liền lại muốn lần rơi vào trạng thái ngủ say rồi, về sau trên trời huyền giới thiếu gây phiền toái, người không phải là mỗi lần đều có thể may mắn đem chúng ta tỉnh lại. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc một bên đem thần hồn cỏ thần hồn chi lực hòa vào tàn hồn bên trong, một bên tại Diệp Thần Phong trong đầu nhíu nhíu thao thao thời điểm. Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người tình huống phi thường không ổn, bọn hắn từng cái trong miệng thở hổn hển lợi hại. Trên người là mồ hôi rơi như mưa. Một mực vào lúc này, để Triệu Văn Bạch càng thêm tuyệt vọng sự tình lại xảy ra. Từ cao sau lưng núi lần nữa leo ra ngoài một con lại một con năm màu đậu cóc, lần này leo ra chính là 400 con linh thần cảnh một tầng năm màu đậu cóc. Tại linh thần cảnh một tầng năm màu đậu cóc xuất hiện sau đó cũng không lâu lắm. Linh thần cảnh tầng 2 cùng linh thần cảnh tam tầng 5 màu đầu cóc cũng xuất hiện, những này linh thần cảnh 5 màu đầu cóc đều là tại 400 con khoảng chừng. Về phần linh thần cảnh tam tầng bên trên 5 màu không cóc hẳn là vẫn không có hồi phục lại. Tại linh thần cảnh 5 màu đầu cóc xuất hiện sau đó còn lại 5 màu đầu cóc từ từ cho chúng nó nhường ra một con đường, những này linh thần cảnh 5 màu đầu cóc rất nhanh sẽ tới gần Triệu Văn Bạch đám người. Triệu Văn Bạch các loại người sức mạnh trong cơ thể là tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng Triệu Văn Bạch có linh thần cảnh 4 tầng sơ kỳ thực lực. Nhưng khiến hắn đối mặt nhiều như vậy linh thần cảnh 5 màu độc cóc, hắn cũng chỉ có là bị giết chết phần. Triệu Văn Bạch liếc mắt nhìn vẫn cứ ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong, trên mặt hắn vẻ tuyệt vọng càng ngày càng nồng đậm, đến lúc này. Hắn đã không lại ôm có bất kỳ hy vọng gì, lại xuất hiện nhiều như vậy linh thần cảnh 5 màu độc cóc. Diệp Thần Phong thực lực này chỉ có niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ người. Làm sao có khả năng có thể mang theo bọn hắn an toàn rời đi nơi này đâu này. Trước tiên áp sát Triệu Văn Bạch đám người là 30 con linh thần cảnh tam tầng đỉnh phong 5 màu đầu cóc, trong đó 20 con 5 màu đầu cóc đầu lưỡi cực kỳ tấn mãnh hướng về Triệu Văn Bạch phun ra ngoài. Mà Triệu Văn Bạch vừa mới giải quyết xong 5 con hướng hắn nhào tới hóa thần cảnh 5 màu đầu cóc. Bây giờ nhìn thấy 20 con linh thần cảnh tam tầng đỉnh phong 5 màu độc cóc hướng về hắn hộc ra sắc bén đầu lưỡi, hắn căn bản không kịp thi triển chiêu thức. Hắn chỉ có thể tại quanh thân ngưng tụ một tầng linh khí phòng hộ. Làm sao Triệu Văn Bạch linh khí tiêu hao nhiều lắm, hắn căn bản vô pháp phát huy ra linh thần cảnh 4 tầng sơ kỳ toàn lực, huống chi hắn đối mặt là 20 con linh thần cảnh tam tầng đỉnh phong 5 màu độc cóc, thực lực đều chỉ có so với hắn cao nhất thời điểm yếu hơn một điểm. Kết quả cơ hồ là rõ ràng được rồi. Xì xì, xì xì, xì xì. Từng cây sắc bén đầu lưỡi phá tan rồi Triệu Văn Bạch phòng hộ, sau đó trong nháy mắt đâm vào Triệu Văn Bạch bên trong thân thể, trên người hắn nhiều hơn lần lượt lỗ máu, lần sau 5 màu đầu cóc đầu lưỡi nướt bọt nhưng là có ăn mòn kịch. Độc. Tại 20 con 5 màu đầu cóc đem đầu lưỡi của mình, từ Triệu Văn Bạch bên trong thân thể rút sau khi đi ra. Chỉ thấy Triệu Văn Bạch trên người 20 lỗ máu đang nhanh chóng hướng về bốn phía ăn mòn, lỗ máu đang nhanh chóng mở rộng. Triệu Văn Bạch trên trán là nổi gân xanh, trên mặt tràn đầy cực kỳ thần sắc thống khổ, hắn nhanh chóng đem trong cơ thể còn lại linh khí hướng về lỗ máu tập trung, tạm thời đem bên trong ăn mòn sức mạnh áp chế xuống. Nhưng Triệu Văn Bạch cơ hồ là không có bất kỳ sức chiến đấu rồi, sắc mặt của hắn trắng xanh một mảnh, thân thể có phần lảo đảo. Nhìn thấy Triệu Văn Bạch bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng, Viên Giai bọn người hơi sững sờ, chính là cái này ngây người thời điểm, một con hóa thần cảnh một tầng 5 màu đầu cóc, từ Viên Giai sau lưng đánh tới. Này 5 màu đầu cóc chân trước cũng là phi thường sắc bén, chúng nó trên móng vuốt độc tố đúng là không có nướt bọt bên trong mãnh liệt, cũng không có tính ăn mòn, nhưng là đầy đủ để người cùng đẳng cấp tại trong vòng một ngày bị mất mạng. Hiska ZZZA, Hiska ZZZA. Hai tiếng, con kia hóa thần cảnh một tầng 5 màu đầu cóc, nó hai cái chân trước nhanh chóng chộp vào Viên Giai sau lưng thượng. Viên Giai trên lưng quần áo xé rách một ít, tại sau lưng nàng nhiều hơn mấy đạo vết máu. Nhận lấy công kích Viên Giai, thân thể của nàng mất thăng bằng, trực tiếp té lăn quay Diệp Thần Phong bên cạnh, muốn yếu đứng lên lần nữa thời điểm, người phát hiện bên trong thân thể đã không sử dụng ra được sức mạnh đến rồi. Năm màu độc cóc trên móng vuốt độc tố đã tại Viên Giai trong cơ thể làm ra tác dụng. Về phần Vương Minh An Hòa Điền Tiểu Quang nhìn thấy Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai lần lượt mất đi sức chiến đấu,
hai người bọn họ trong con ngươi tràn đầy cực hạn tuyệt vọng. Vương Minh An hòa Điền Tiểu Quang nhìn xem rậm rạp chằng chịt năm màu độc cóc, thân thể bọn họ có phần phát run, trong cổ họng phải không đoạn nuốt nước miếng. Ngã sấp xuống tại Diệp Thần Phong bên cạnh Viên Giai, nàng nhìn vẫn cứ nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, sắc mặt của nàng cũng đang càng ngày càng tái nhợt. Triệu Văn Bạch cũng buông tha cho chống cự rồi, hắn biết hết thảy đều yếu kết thúc, hắn cũng ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh, chờ đợi tử vong đã đi đến. Nhưng vào lúc này, mắt thấy Diệp Thần Phong cùng Triệu Văn Bạch bọn hắn cũng bị rậm rạp chằng chịt năm màu độc cóc thôn phệ thời điểm. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn trong giây lát mở mắt ra. Hắn nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên. Triệu Văn Bạch nhìn thấy Diệp Thần Phong đứng lên, hắn nói ra, Diệp huynh đệ, chúng ta trốn không ra rồi. Viên Giai cũng tuyệt vọng gật đầu nói, ta không muốn bị những này buồn nôn đồ vật nuốt vào bụng bên trong, ta còn là tự mình kết thúc đi. Những kia năm màu độc cóc phảng phất cũng biết Diệp Thần Phong đám người không có uy hiếp, chúng nó là từng bước bỏ sát lại đây, giống như là muốn hí lộng thoáng một phát Diệp Thần Phong bọn hắn. Diệp Thần Phong bình thản, nhưng là cực kỳ khẳng định nói, có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Lão Bạch cùng Lão Hắc đã triệt để đem thần hồn cỏ sức mạnh hòa vào chính mình tàn hồn bên trong rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, thanh thân thể của ngươi giao cho chúng ta khống chế, lấy chúng ta sức mạnh bây giờ, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi tạm thời hạn chế trụ những này năm màu độc cóc năng lực hoạt động, hơn nữa hạn chế thời gian phi thường có hạn. Sau đó các ngươi nhất định muốn nhanh nhanh rời đi nơi này. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên thời điểm, Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai các loại trong lòng người không cho là Diệp Thần Phong có năng lực dẫn bọn họ rời đi. Dù sao dưới tình huống này, chỉ sợ coi như là địa thần cảnh cường giả cũng quá sức, bọn hắn trong con ngươi tuyệt vọng không chút nào giảm bớt. Mà Diệp Thần Phong cũng buông tha cho đối thân thể mình trưởng khống. Oanh, oanh, hai tiếng. Hai luồng cực hạn sức mạnh trong giây lát từ Diệp Thần Phong trong cơ thể bộc phát ra. Diệp Thần Phong tóc theo kình khí di động. Con ngươi một con đen nhánh cực kỳ, một con huyết hồng một mảnh, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Trên người mãnh liệt khí thế dường như cuồn cuộn không đoạn thủy triều. Bốn phía đến gần năm màu độc cóc, chúng nó dồn dập đứng tại bước chân, mắt của bọn nó con mắt trong sản sinh nhất cổ khiếp ý. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần Phong bàn tay phải đột nhiên vỗ vào trên mặt đất, huyền băng phong sát. Cực hạn lạnh lẽo từ Diệp Thần Phong trong bàn tay tuôn ra, cả người hắn trên người là hàn khí bức người. Cả cánh tay phải trên cánh tay bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Lấy Diệp Thần Phong bàn tay phải làm trung tâm, cực hạn lạnh lẽo hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Dưới đất là lập tức kết thành dày đặc tầng băng, mà những kia từng con rậm rạp chằng chịt năm màu độc cóc. Chúng nó cũng bị liên tiếp đóng băng lại. Chỉ là số cái hô hấp ở giữa. Những này rậm rạp chằng chịt năm màu độc cóc toàn bộ trong khoảnh khắc biến thành không cách nào nhúc nhích tượng băng. Chương 1856, trốn đáy hồ. Bốn phía trong nháy mắt biến thành một mảnh băng thế giới. Một con mắt đen nhánh, một con mắt huyết hồng Diệp Thần Phong, hắn bình tĩnh đứng ở mảnh này băng thế giới bên trong. Triệu Văn Bạch cùng Viên Giai đám người, bọn hắn nhìn trước mắt tất cả những thứ này, lúc này bọn hắn đúng là ngây người, bọn hắn đúng là choáng váng, bởi vì hết thảy trước mắt quá chấn động tâm linh của bọn họ rồi, Diệp Thần Phong đúng là một cái niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ tiểu tử. Này, đây không phải đùa giỡn đây này ma. Triệu Văn Bạch thật sự rất muốn mạnh mẽ tát mình một bạt tai, hắn muốn nhìn một chút mình phải hay không đang nằm mơ. Chỉ sợ coi như là địa thần cảnh cường giả cũng không cách nào trong nháy mắt đêm này rậm rạp chằng chịt năm màu độc cóc cho đóng băng lại a. Như vậy ban đầu ở địa ngục chi hải bờ biển, Diệp Thần Phong vì sao lại được Phượng Hoàng Tông lão tổ truy sát? Lấy hắn vừa vặn bày ra chiêu này, hắn hoàn toàn không có cần thiết e ngại Phượng Hoàng Tông lão tổ. Triệu Văn Bạch là càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi. Kể từ cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc sau đó hắn một lần lại một lần tại Diệp Thần Phong trên người nhìn thấy khiếp sợ, mỗi khi hắn cho rằng nhìn rõ ràng Diệp Thần Phong thời điểm, nhưng sau đó mới phát hiện hắn nhìn thấy chỉ là Diệp Thần Phong một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Viên Giai trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục, người trên mặt tái nhợt nhiều hơn một vệt đỏ ửng. Diệp Thần Phong vừa cứu người một lần, hơn nữa là tại người tuyệt vọng nhất thời điểm, lấy loại này cường hãn tư thái.
nàng nhìn Diệp Thần Phong trong con ngươi nhiều hơn một bôi tiểu nữ nhân cảm xúc. Về phần Điền Tiểu Quang cùng Vương Minh An, hai người bọn họ miệng há lớn vô cùng, hô hấp của bọn hắn cực kỳ gấp gáp. Diệp Thần Phong biết hiện tại không phải là làm lỡ thời gian thời điểm, thân thể của hắn tạm thời được Lão Bạch cùng Lão Hắc trưởng khống lấy rồi. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc trưởng khống dưới, Diệp Thần Phong trực tiếp đem trên mặt đất không cách nào đứng lên Viên Giai kéo vào trong lồng ngực. Sau đó, đem Viên Giai vác tại sau lưng của mình thượng. Tất cả những thứ này đều là Lão Bạch cùng Lão Hắc cử động. Diệp Thần Phong trong lòng là một trận phiền muộn, hắn chỉ có thể nói ra, chúng ta nhất định muốn lập tức rời đi nơi này. Ta chỉ là hạn chế trụ những này năm màu đầu cóc một hồi thời gian. Điền Tiểu Quang cùng Vương Minh An nghe vậy, bọn hắn cũng lập tức đem Triệu Văn Bạch đỡ lên, tại Diệp Thần Phong dưới sự hướng dẫn, bọn hắn một đường hướng về mặt phía Bắc lao đi rồi. Nằm nhoài tại Diệp Thần Phong trên lưng Viên Giai, người trong lỗ mũi không ngừng xông vào hơi thở của đàn ông, người trắng bệch gò má trở nên hồng phác phác, hàm răng không ngừng khẽ cắn môi, trong đầu hồi tưởng vừa vặn Diệp Thần Phong nói qua một câu nói, có ta ở đây. Các ngươi không có việc gì. Viên Giai chính là luyện dược các tổng bộ phó các chủ tôn nữ, có thể nói người vừa ra thân chính là thiên chi kiêu nữ rồi, tính tình của nàng là cực kỳ cao ngạo, thậm chí không đem cùng tuổi bất kỳ nam nhân nào để ở trong mắt. Nhưng được Diệp Thần Phong liên tiếp cứu sau đó Viên Giai tâm tư rõ ràng cho thấy được xúc động đến, mặt của nàng tựa vào Diệp Thần Phong trên bờ vai, khóe miệng hiện lên một vệt như có như không nụ cười. Điền Tiểu Quang cùng Vương Minh An mang theo Triệu Văn Bạch đi sát Diệp Thần Phong phía sau. Đang nhanh chóng đuổi một đoạn đường sau đó Diệp Thần Phong bọn hắn xuất hiện trước mặt một cái hồ nước khổng lồ. Triệu Văn Bạch hư nhược mở miệng nói, Diệp huynh đệ, năm màu đầu cóc phi thường không thích nước. Trong tình huống bình thường chúng nó tuyệt đối sẽ không lẻn vào đáy nước, ở trong nước bọn chúng sức chiến đấu hội mức độ lớn hạ xuống. Theo lý tới nói, cóc là sẽ không e ngại nước, nhưng năm màu đầu cóc là một loại trường hợp đặc biệt. Khi nghe đến Triệu Văn Bạch nhắc nhở sau, Diệp Thần Phong biết bọn hắn nhất định muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, nếu năm màu đầu cóc không thích nước, như vậy hồ này đáy ngọn nguồn ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Diệp Thần Phong nói ra, như vậy chúng ta lẻn vào hồ này đáy ngọn nguồn đi. Trong khi nói chuyện, phù phù, một tiếng, cõng lấy Viên Giai không cũng may trong nước hoạt động, Diệp Thần Phong chỉ có thể đem Viên Giai ôm vào trong lòng. Sau đó, Điền Tiểu Quang ba người cũng theo sát nhảy vào trong nước. Tại Diệp Thần Phong nhảy vào trong nước sau, trong cơ thể hắn Thủy Linh Châu tự chủ vận chuyển, chung quanh hắn nước dồn dập tránh được. Được Diệp Thần Phong ôm vào trong ngực Viên Giai, người không ngừng nhìn xem Diệp Thần Phong tuấn lãng gò má. Diệp Thần Phong hiện tại cũng không có tâm tư đi quản Viên Giai đang suy nghĩ gì. Hắn mang theo Viên Giai không ngừng hướng về đáy hồ lẻn đi rồi. Này hồ nước vô cùng sâu, tại đi xuống tiềm hơn 50 mét mới đến đáy, tại đáy hồ xuất hiện một cái tương tự thấp bé tiểu sơn. Diệp Thần Phong mang theo Viên Giai xuất hiện tại tiểu sơn trước mặt. Hắn trực tiếp tại trên ngọn núi nhỏ đào bới ra một hang núi đến. Tại sơn động hình thành thời điểm, nước hồ nhất thời hướng về trong hang núi rót vào. Bất quá, tại Diệp Thần Phong đi vào trong đó sau đó có Thủy Linh Châu trợ giúp, trong hang núi nước hồ nhất thời được xếp hàng ra ngoài, trong hang núi lập tức trở nên khô khan. Triệu Văn Bạch, Điền Tiểu Quang cùng Vương Minh An cũng lập tức đi vào sơn động, Diệp Thần Phong tại cửa sơn động chặn lại một khối tảng đá lớn sau. Hắn liền đem Viên Giai đặt ở sơn động trên mặt đất. Mà ở Diệp Thần Phong đám người lẻn vào đáy hồ thời điểm. Những kia được Diệp Thần Phong đóng băng lại rậm rạp chằng chịt năm màu đầu cóc, chúng nó trên người đóng băng cũng lần lượt giải trừ, đồng thời từ cao sau lưng núi lần thứ hai leo ra ngoài từng con năm màu đầu cóc, dẫn đầu xuất hiện chính là 400 con tả hữu linh thần cảnh 4 tầng năm màu đầu cóc, tiếp lấy linh thần cảnh 5 tầng cùng tầng 6 năm màu đầu cóc cũng toàn bộ xuất hiện. Số lượng đều là tại 400 con khoảng chừng. Diệp Thần Phong các loại người đã biến mất rồi, những này năm màu đầu cóc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi rồi, chúng nó hẳn là đi tìm Diệp Thần Phong đám người tung tích. Đáy hồ trong hang núi. Diệp Thần Phong giúp Viên Giai giải trừ thân trong cơ thể độc tố, mà Triệu Văn Bạch bên trong chính là năm màu đầu cóc nướt bọt độc tố, thế nhưng năm màu đầu cóc nướt bọt còn có ăn mòn năng lực. Diệp Thần Phong chỉ có thể giúp Triệu Văn Bạch thanh độc giải trừ, về phần vết thương tính ăn mòn chỉ có thể dựa vào Triệu Văn Bạch tự mình khôi phục.
Viên Giai đang nhìn đến Diệp Thần Phong giúp Triệu Văn Bạch giải xong độc, sau đó người đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, người cắn môi, nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Diệp Thần Phong hơi sững sờ, ánh mắt của hắn như ngừng lại Viên Giai trên mặt, hắn không nghĩ tới Viên Giai dĩ nhiên gọi hắn là Diệp đại ca. Được Diệp Thần Phong như thế nhìn chằm chằm, Viên Giai cực kỳ ngượng ngùng cúi đầu. Diệp Thần Phong đã một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình, bất quá, hắn hai con ngươi vẫn không có khôi phục bình thường màu sắc. Lão Bạch cùng Lão Hắc sức mạnh vẫn không có từ Diệp Thần Phong trong cơ thể rút đi. Diệp Thần Phong tại sơn động bên trái trên vách núi đào bới một cái nhà đá đi ra, hắn nói ra ta muốn bế quan nghỉ ngơi mấy ngày. Tại lên tiếng chào hỏi sau đó Diệp Thần Phong liền đi vào trong đó. Một khi Lão Bạch cùng Lão Hắc đem sức mạnh rút đi, như vậy Diệp Thần Phong thân thể sẽ rơi vào một đoạn vô lực thời gian. Tại Diệp Thần Phong tiến vào bên trong thạch thất sau, hắn liền lập tức ngồi ở trên mặt đất. Đồng thời, Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng đem sức mạnh cho rút về rồi. Diệp Thần Phong lập tức cảm giác bên trong thân thể đột nhiên trống rỗng, cả người xương cốt cũng như tan rã. Lần này Diệp Thần Phong thừa nhận lấy càng mạnh Lão Bạch cùng Lão Hắc sức mạnh, cho nên tác dụng phụ cũng phải so với lần trước đại. Diệp Thần Phong thân thể tựa vào sau lưng trên vách đá, con mắt của hắn màu sắc cũng khôi phục bình thường, mũi cùng trong miệng khí tức cực kỳ gấp gáp, lần nữa ngàn cân treo sợi tóc, này làm cho trong lòng của hắn là thở phào nhẹ nhõm. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa, vừa vặn ta cùng Lão Hắc lại dùng hết phần lớn sức mạnh, tuy rằng lần này chúng ta sẽ không lập tức rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng là duy trì không được mấy ngày, chỗ bằng vào chúng ta hội tự chủ tiến vào ngủ say, có chuyện gì ngươi nhưng bằng vào chúng ta tỉnh lại. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, tận lực nhiều tìm một ít đối với chúng ta tàn hồn hữu dụng thiên tài địa bảo, như vậy ta cùng Lão Bạch mới có thể một mực duy trì thanh tỉnh trạng thái. Nghe được Lão Bạch cùng Lão Hắc hữu tự chủ tiến vào trạng thái ngủ say, Diệp Thần Phong lập tức lại ở trong lòng đưa hắn có thể luyện chế ra nhất văn đan, có thể tay không chế thuốc các loại sự tình đều nói một lần, nghe được Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh là sửng sốt một chút. Cuối cùng, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh chỉ nghẹn ra một câu lời nói, tiểu gia hỏa, ngươi ý định là tới đả kích ta sao? Đem hỏa phượng hoàng nhất tộc luyện chế đan văn thủ pháp cùng hắn luyện chế đan văn thủ pháp dung hợp được, biến thành một loại hoàn mỹ, không có thiếu hụt thủ pháp, đây đã là để Lão Bạch trố mắt ngoác mồm rồi. Lại nghe được Diệp Thần Phong có thể tay không chế thuốc, này làm cho Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh triệt để có loại không nhấc nổi đầu lên cảm giác. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi tại chế thuốc thượng đã đi ra một cái thuộc về mình đường, về sau tại chế thuốc thượng, ta có thể chỉ điểm địa phương của ngươi chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh có phần thổn thức, có chút mất mát, lại có một ít cảm khái nói ra. Chương 1857, Đáy hồ nguy cơ. Diệp Thần Phong tương lai đến thiên huyền giới sau sự tình, đại khái đối Lão Bạch cùng Lão Hắc giản lược nói một lần. Nguyên bản khi biết Diệp Thần Phong có thể luyện chế ra nhất văn đan, có thể tay không chế thuốc sau đó Lão Bạch cùng Lão Hắc đã là vô cùng chấn kinh rồi, lại phải biết Diệp Thần Phong thuận lợi bước lên phù sư một đường, hôm nay là thứ thiệt nhất phẩm phù sư rồi, còn có Diệp Thần Phong hiện tại chính là tứ chuyển niết bàn rồi. Nghe Diệp Thần Phong đến Phượng Hoàng Tông, sau đó từ Phượng Hoàng Tông bên trong một đường thoát đi ra, Lão Bạch cùng Lão Hắc nghe phải vô cùng cẩn thận, bọn hắn không có mở miệng nói chuyện. Bọn hắn chỉ là an tĩnh nghe Diệp Thần Phong kể ra, dường như hai một trưởng bối đang nghe chính mình vãn bối nói đâu đâu. Từ thế tục giới đến cổ võ giới, lại từ cổ võ giới tới đất huyền giới, sau đó lại từ địa huyền giới cho tới bây giờ thiên huyền giới. Diệp Thần Phong này cùng nhau đi tới, hắn đều dựa vào của mình kiên trì, một lần lại một lần trải qua sinh tử, trong lòng của hắn có quá nhiều khổ khó tỏ bày rồi, bất quá, vì hắn người bên cạnh mình. Hắn chỉ có thể đem các loại khổ hướng về trong bụng nuốt, hắn biết bây giờ kiên trì tất cả, đều là hắn nhất định muốn kiên trì. Vì để cho người ở bên cạnh toàn bộ siêu thoát luân hồi, đến sống mãi. Đương nhiên hiện tại lại thêm một cái mục tiêu mới, như vậy liền là để Lão Bạch cùng Lão Hắc phục sinh, trợ giúp Lão Bạch cùng Lão Hắc báo thù. Này cùng nhau đi tới, Lão Bạch cùng Lão Hắc có thể nói là một mực làm bạn tại Diệp Thần Phong tả hữu. Bọn hắn đem chính mình sở hội đều truyền thụ cho Diệp Thần Phong, bọn hắn chứng kiến Diệp Thần Phong một bước lại một bước. Đi tới bây giờ.
Diệp Thần Phong trong lòng Thanh Lão Bạch cùng Lão Hắc làm sư phụ, cho rằng trưởng bối đối xử. Mà Lão Bạch cùng Lão Hắc lại làm sao không phải là coi Diệp Thần Phong là làm đồ đệ của mình, cho rằng vãn bối của mình đối xử đây này. Có thể nói Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch, Lão Hắc ở giữa thầy trò tình nghĩa, tại này một ngày lại một ngày bất chi bất giác bên trong. Đã là trở nên vô cùng, phi thường thâm hậu. Đang nghe xong Diệp Thần Phong đi tới thiên huyền giới trải qua sau đó Lão Hắc Giang Vận Thiên vẫn là luôn luôn yêu thích đả kích Diệp Thần Phong. Hắn nói ra, tiểu tử, xem ra ngươi tới nơi nào đều yêu thích làm ầm ĩ a hát. Bất quá, ngươi không làm ầm ĩ bay lời nói, ngươi cũng không phải là Diệp Thần Phong rồi, tiểu tử ngươi cũng không nên đem mình mệnh cho làm ầm ĩ rơi mất. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng nói, tiểu gia hỏa, thiên huyền giới không hề giống địa huyền giới đơn giản như vậy. Có lúc ngươi không cần quá vọng động rồi, nhịn một chút đối với ngươi có lẽ sẽ có chỗ tốt, ta cùng Lão Hắc đều không hy vọng ngươi có việc, ta cùng Lão Hắc bây giờ còn chỉ là một sợi tàn hồn, dù sao chúng ta có thể giúp cho ngươi cũng có giới hạn. Lão Hắc Giang Vận Thiên cố ý hùng hùng hổ hổ nói ra tiểu tử. Không yếu chuyện gì đều hung hăng xông về phía trước, ngươi lại như cái kẻ ngu như thế, có lúc nhịn một chút. Tương lai chờ ta cùng Lão Bạch tái tạo nhục thân sau đó chúng ta sẽ giúp ngươi đem tất cả địch nhân đều đạp ở dưới chân, ngươi bây giờ cũng không độc thân, tại sao lưng ngươi còn có ta cùng Lão Hắc đây? Nói thế nào chúng ta cũng coi như sư phụ của ngươi chứ? Nghe được Lão Hắc Giang Vận Thiên cố ý lấy hùng hùng hổ hổ phương thức nói ra những lời ấy, Diệp Thần Phong trong lòng vẫn là vô cùng cảm động, hắn có chút đè nén tâm tình phóng ra không ít. Ở trong lòng nói ra, hai người các ngươi cũng không cần quá làm kiêu, ta Diệp Thần Phong đã sớm thừa nhận các ngươi là sư phụ của ta rồi, bất quá, yếu chờ các ngươi một lần nữa phục sinh một ngày kia. Ta nhưng mới sẽ chân chính bái sư, ở trước đó, các ngươi nhưng còn không phải ta chân chính sư phụ đây. Các ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi mau chóng phục sinh. Lão Hắc Giang Vận Thiên cười mắng, chả nói chúng ta lập dị, tiểu tử ngươi cũng là đủ kiêu tình. Chúng ta không phải xem trên người ngươi trọng trách quá nặng đi, muốn khai đạo ngươi sao? Tiểu tử ngươi chả không cảm kích rồi, xem ra ta còn là tiếp tục ngủ đi. Lão Bạch Giang Vận Thiên nói ra, tiểu gia hỏa, chúng ta tàn hồn bên trong còn lại năng lượng cũng không nhiều rồi, chúng ta yếu tự chủ tiến vào trong giấc ngủ say rồi, nếu có chuyện gì, như vậy ngươi có thể mang sức mạnh rót vào đến bên trong đan điền, ta cùng Lão Hắc sẽ tỉnh lại rồi. Tiểu gia hỏa, hãy cố gắng lên. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc thanh âm biến mất trong đầu sau đó Diệp Thần Phong ở trong lòng lại hô hai tiếng Lão Bạch cùng Lão Hắc, phát hiện không có trả lời sau đó hắn có thể xác định Lão Bạch cùng Lão Hắc đã tự chủ tiến vào trong giấc ngủ say rồi. Diệp Thần Phong dựa vào tại vách đá thượng, lần này may mắn mà có 6 cây thần hồn thảo, hắn mới đưa Lão Bạch cùng Lão Hắc tỉnh lại, mượn Lão Bạch cùng Lão Hắc sức mạnh tránh thoát một cái khó. Diệp Thần Phong bên trong thân thể rất khó chịu, lần này hắn thừa nhận tác dụng phụ cũng cực kỳ to lớn, thậm chí ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi rồi, yếu khôi phục như lúc ban đầu e sợ yêu cầu chừng 5 ngày thời gian. Hỗn độn nhẫn ở nơi này cũng không mở ra, Diệp Thần Phong chỉ có thể dựa vào tự mình năng lực hồi phục rồi. Viên Giai đột nhiên xuất hiện tại nhà đá lối vào. Diệp Thần Phong nhìn thấy lối vào do dự không quyết định Viên Giai lúc. Hắn có chút suy yếu mà hỏi, ngươi có việc sao? Nghe vậy, Viên Giai vội vàng đỏ mặt nói ra, Diệp đại ca, ta có thể đi vào sao? Diệp Thần Phong trong cơ thể ba loại vô thượng công pháp không ngừng luân phiên vận chuyển, để Viên Giai đi tới cũng cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn khôi phục. Cho nên, Diệp Thần Phong gật đầu nói, ngươi vào đi. Có phần cục xúc bất an Viên Giai, trên mặt nàng vui vẻ, người đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong sắc mặt rất khó nhìn, dáng vẻ thật giống ngư thoát bình thường người vội vàng hỏi, Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, ta không sao, chỉ là tạm thời thoát lực, nghỉ ngơi vài ngày thời gian là tốt rồi. Viên Giai nhớ tới trước đó Diệp Thần Phong một chiêu đem hết thảy 5 màu đậu cóc đóng băng cảnh tượng, người suy đoán đây là Diệp Thần Phong thi triển một chiêu kia sau, chỗ lưu lại tác dụng phụ. Viên Giai ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh, nói ra, Diệp đại ca, trước đó là ta quá tùy hứng, chả hy vọng Diệp đại ca có thể tha thứ ta, ta tin tưởng Gia Gia rất nhanh sẽ tìm người tới cứu chúng ta, chờ chúng ta về tới Trung Châu sau đó ta mang Diệp đại ca ngươi tốt nhất đi một chút. Ngươi còn có những chuyện khác sao? Diệp Thần Phong lạnh nhạt mà hỏi.
Viên Giai biết Diệp Thần Phong hạ lệnh trục khách, người lại nhiều lần được Diệp Thần Phong cứu, đặc biệt là Diệp Thần Phong trước đó đối phó nhiều như vậy năm màu đậu cóc cảnh tượng, trong lòng nàng không riêng là coi Diệp Thần Phong là làm ân nhân cứu mạng của mình, người thậm chí là bắt đầu sùng bái Diệp Thần Phong rồi. Viên Giai trong lòng đột nhiên trở nên làm chua xót, viên mắt của nàng hồng hồng, nước mắt ở trong đó không ngừng đảo quanh, nàng nói, Diệp đại ca, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong nhìn thấy Viên Giai nước mắt mông lung dáng dấp, hắn ở trong lòng thở dài một hơi, hắn cũng không muốn cùng Viên Giai so đo, hắn nhìn xem đã phải đi ra ngoài Viên Giai, nói ra, Viên Giai, ngươi không nên hiểu lầm, ta đã sớm tha thứ ngươi rồi, bằng không ta làm sao sẽ cứu ngươi thì sao? Ta chỉ ngẫm lại cần nghỉ ngơi rồi, ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Nghe được Diệp Thần Phong đặc ý giải thích một phen, Viên Giai lập tức nín khóc mỉm cười rồi. Người hít hít trông rất đẹp mắt mũi, nàng nói, Diệp đại ca, ngươi không đáng ghét ta là tốt rồi, ngươi về sau đừng có gọi tên của ta, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi không cần đối với ta như thế xa lạ, ta đều gọi ngươi Diệp đại ca rồi, ngươi có thể gọi ta Tiểu Giai, hay là Tốt Nhi muội muội. Diệp Thần Phong trong lòng một trận không nói gì, Tốt Nhi muội muội đương nhiên là gọi không mở miệng được rồi, hắn chỉ có thể nói ra cái kia ta về sau liền gọi ngươi Tiểu Giai đi. Tuy rằng Viên Giai không có được vừa ý nhất xưng hô, nhưng nàng chả là cực kỳ cao hứng rời đi. Thời gian vội vã. Một cái chớp mắt 5 ngày trôi qua rồi. Diệp Thần Phong thân thể cũng khôi phục như lúc ban đầu, mà Triệu Văn Bạch muốn triệt để khôi phục chả phải cần một khoảng thời gian, dù sao hắn chịu đến thương là nghiêm trọng nhất. Diệp Thần Phong biết một mực ở lại đáy hồ chỗ này trong hang núi cũng không phải biện pháp, hắn đối với Viên Giai đám người nói. Ta ra ngoài xem tình huống, các ngươi trước tiên ở lại chỗ này. Nghe vậy, Viên Giai đám người muốn cùng Diệp Thần Phong cùng đi ra ngoài, thế nhưng được Diệp Thần Phong một tiếng cự tuyệt rồi, bây giờ Triệu Văn Bạch thương thế vẫn không có khôi phục, chiến lực của hắn cũng không phát huy ra bao nhiêu đến, về phần Viên Giai đám người theo Diệp Thần Phong, đi theo hắn sẽ chỉ làm hắn càng thêm phiền phức. Diệp Thần Phong không cho nghi ngờ nói ra, liền quyết định như vậy. Các ngươi trước tiên tạm thời ở lại chỗ này. Mặc kệ Viên Giai đám người có đồng ý hay không, Diệp Thần Phong đã đi ra khỏi sơn động, sau đó lại đem sơn động cửa động cho chắn được nghiêm nghiêm thật thật. Diệp Thần Phong muốn hướng về trên mặt hồ chậm rãi bơi đi, trong cơ thể có thủy linh châu, hắn ở trong nước hoạt động là vô cùng phương tiện. Tại Diệp Thần Phong hướng về thượng du khoảng 5 mét sau. Diệp Thần Phong không có phát hiện. Tại sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện hai cái điểm sáng màu đỏ ngòm, một con to lớn chi chu xuất hiện tại sau lưng của hắn. Này con nhện màu sắc cùng nước hồ gần như giống nhau, hình thể của nó có tới khoảng 2 mét, chỗ có khí thế đều bị che giấu đi rồi, cho nên Diệp Thần Phong mới không có trước tiên phát hiện, con này to lớn đáy hồ chi chu. Chương 1858, năm chuyển, thân phận thay đổi. Hai cái điểm sáng màu đỏ ngòm chính là con này khổng lồ chi chu hai con mắt. Này khổng lồ chi chu chính là thủy nhận huyết nhện, chúng nó am hiểu nhất chính là ẩn giấu ở trong hồ nước rồi, chúng nó có thể lặng yên không tiếng động liền tới gần con mồi của mình. Thủy nhận huyết nhện được người tu luyện xưng là ẩn nấp sát thủ. Con này khoảng 2 mét khổng lồ thủy nhận huyết nhện, nó màu sắc cùng nước hồ giống nhau là màu xanh lam, hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong lập lòe hung quang. Tại phần lưng của nó thượng nổi lơ lửng một ít lông tơ, nó hai bên phân biệt có 4 cái chân, mỗi một chân đều giống như một thanh lưỡi đao sắc bén. Con này khổng lồ thủy nhận huyết nhện, nó rõ ràng cho thấy coi Diệp Thần Phong là làm con mồi của mình rồi, chỉ cần Diệp Thần Phong đi lên du động, nó liền theo đi lên du động, nó để cho mình hết thảy đều cùng Diệp Thần Phong đồng bộ, chẳng trách nước này nhận huyết nhện có thể được gọi là ẩn nấp sát thủ. Hướng về mặt hồ bơi đi Diệp Thần Phong. Hắn luôn cảm giác sau lưng mau mau, hắn thật giống được đồ vật gì cho tập trung vào như thế. Tuy rằng Diệp Thần Phong cũng không hề phát hiện sau lưng mình có một con đại gia hỏa đi theo, nhưng hắn đối nguy hiểm trực giác vẫn là vô cùng bén nhạy. Diệp Thần Phong đột nhiên dừng lại, thân thể của hắn trong giây lát xoay chuyển đi qua, làm hắn nhìn thấy sau lưng một con khổng lồ chi chu sau, lông mày của hắn chăm chú vừa nhíu, hắn muốn rút ra sau lưng thanh vân kiếm. Nhưng là bây giờ chỉ thủy nhận huyết nhện phản ứng cũng không chậm, từ trên người nó hộc ra một ngón tay thô màu xanh lam tơ nhện. Cây này màu xanh da trời tơ nhện nhanh chóng dính lấy rồi,
Diệp Thần Phong muốn rút ra Thanh Vân kiếm tay phải. Này màu xanh da trời tơ nhện hẳn là do nước tinh luyện mà thành, trải qua thủy nhận huyết nhện thân thể sau, nước này biến thành một loại hình sợi, sền sệt mà lại cứng cỏi tơ nhện rồi. Nếu tung tích bị phát hiện rồi, như vậy thủy nhận huyết nhện không đang ẩn núp khí thế. Từ trên người nó đột nhiên tản ra nhất cổ hóa thần cảnh tầng 2 đỉnh phong khí thế. Từ nơi này chỉ khổng lồ thủy nhận huyết nhện trên người liên tiếp nôn ra ngón tay thô tơ nhện, này từng cây tơ nhện trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong thân thể cho quấn chặt lấy rồi. Khiến hắn liền nhúc nhích một cái cũng không làm được rồi. Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông lao nhanh cực kỳ, nỗ lực muốn tránh thoát những con nhện này tia. Nhưng là hắn phát hiện mình làm hết thảy đều là uổng công vô ích. Trước đó tại tử cảnh trong đầm lầy, Diệp Thần Phong mặc dù có thể giết chết thực lực dừng lại tại hóa thần cảnh một tầng đỉnh phong bích huyết ma hổ, đó là bởi vì có Thiết Huyền Tình giúp hắn chỉ hoãn một hồi thời gian, hắn mới thi triển lôi đình sát tướng bích huyết ma hổ giải quyết. Bây giờ căn bản không có người giúp Diệp Thần Phong kéo dài thời gian, hơn nữa thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích, hắn cũng không cách nào thi triển lôi đình giết. Huống chi con này thủy nhận huyết nhện có hóa thần cảnh tầng 2 đỉnh phong thực lực, e sợ Diệp Thần Phong thi triển cực hạn lôi đình giết, cũng không nhất định có thể giết chết con này thủy nhận huyết nhện. Diệp Thần Phong trong lòng nhanh trí, hắn không ngừng nghĩ thoát vây phương pháp xử lý, hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới rời đi sơn động không bao lâu, hắn liền gặp phiền toái như vậy, bất quá, cho dù để Viên Giai cùng đi theo, e sợ Viên Giai cũng không giúp đỡ được gì. Thủy nhận huyết nhện lôi kéo chính mình nhổ ra tơ nhện, không ngừng đem Diệp Thần Phong hướng về đáy hồ kéo đi. Thủy nhận huyết nhện không có đem Diệp Thần Phong hướng về đáy hồ ngọn núi nhỏ kia kéo đi, mà là đem Diệp Thần Phong hướng về một hướng khác kéo được. Rất nhanh, Diệp Thần Phong liền thấy ở phía dưới cách đó không xa địa phương. Có một tấm cực kỳ to lớn mạng nhện, nơi đó phải là con này thủy nhận huyết nhện xào huyệt rồi. Thủy nhận huyết nhện trực tiếp đem Diệp Thần Phong ném vào to lớn mạng nhện thượng. Mạng nhện thượng sền sệt lực càng thêm lợi hại, thủy nhận huyết nhện bò sát đã đến Diệp Thần Phong bên cạnh, nó cái kia dường như lưỡi dao vậy chân. Hướng về Diệp Thần Phong thân thể vạch xuống đi. Bạch, một tiếng. Quấn chặt lấy Diệp Thần Phong tơ nhện toàn bộ được rạch ra, Diệp Thần Phong trên người cũng nhiều thêm một đạo vết máu, tiên huyết không ngừng từ vết máu của hắn giữa dòng chảy ra ngoài. Diệp Thần Phong thân thể mặc dù không có tơ nhện quấn quanh, thế nhưng cả người hắn được dính tại mạng nhện thượng, bất luận Diệp Thần Phong sử dụng bao nhiêu sức mạnh. Được dính tại mạng nhện thượng thủ chân trước sau không thể thoát khỏi đi ra. Thủy nhận huyết nhện rõ ràng không có đối với Diệp Thần Phong động thủ, nó bỏ đã đến cự đại chi chu lưới một bên khác. Cả người nó dán thật chặt ở mạng nhện thượng, trên người bắt đầu chuyển động lên loáng thoáng linh khí. Sát theo đó Diệp Thần Phong bắt đầu cảm giác được thân thể mình không được bình thường, hắn có thể đủ rõ ràng xác định bên trong thân thể mình linh khí đang nhanh chóng trôi đi, giống như là được dính lấy thân thể hắn mạng nhện đang nhanh chóng lấy ra. Diệp Thần Phong nhìn hướng cách đó không xa thủy nhận huyết nhện, được mạng nhện lấy ra linh khí toàn bộ là chảy vào thủy nhận huyết nhện trong cơ thể. Giờ khắc này, thủy nhận huyết nhện lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Lão Bạch cùng Lão Hắc mới tự chủ tiến vào ngủ say không bao lâu đây. Trong lòng của hắn không muốn đem Lão Bạch cùng Lão Hắc tỉnh lại, nhưng tại tiếp tục như vậy lời nói, Diệp Thần Phong trong lòng có một cái đoán, các loại trong cơ thể hắn linh khí được rút khô sau đó máu tươi của hắn các loại tất cả khẳng định cũng sẽ bị tấm này mạng nhện lấy ra, cuối cùng bên trong thân thể của hắn hết thải tinh. Hoa đều sẽ chảy vào thủy nhận huyết nhện trong cơ thể. Nhưng Diệp Thần Phong căn bản không thoát khỏi được tấm này to lớn mạng nhện, hắn hiện tại tay chân bị hạn chế ở, thậm chí ngay cả các loại chiêu thức cũng không cách nào thi triển, huống hồ thực lực của hắn chỉ có niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, mà cho dù hắn đem thanh viêm thả ra ngoài chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, dù sao con này thủy nhận huyết nhện có hóa thần cảnh tầng 2 đỉnh phong thực lực, con nhện này lưới cũng không phải bây giờ thanh viêm có thể đốt cháy hủy. Chính lúc Diệp Thần Phong trong lòng suy nghĩ thời khắc, trong cơ thể hắn Thủy Linh Châu đột nhiên nhanh chóng vận chuyển. Nguyên bản Diệp Thần Phong khi tiến vào đáy hồ sau đó Thủy Linh Châu chỉ là tại chậm rãi tiến hành vận chuyển, để chung quanh nước đều chủ động tránh đi Diệp Thần Phong. Bây giờ tại Thủy Linh Châu đột nhiên nhanh chóng vận chuyển sau đó Diệp Thần Phong cảm giác trong cơ thể linh khí nhất thời đình chỉ trôi mất. Hơn nữa Diệp Thần Phong chả cảm giác được có cuồn cuộn không đoạn linh khí,
tại hướng về trong cơ thể mình rót vào, cuối cùng chảy vào Thủy Linh Châu bên trong. Diệp Thần Phong nhìn hướng xa xa thủy nhận huyết nhện, chỉ thấy nguyên bản sảng khoái thủy nhận huyết nhện, nó bây giờ lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Thủy nhận huyết nhện muốn rời khỏi mạng nhện, nhưng Diệp Thần Phong trong cơ thể trong Thủy Linh Châu, nhanh chóng bạo. Bắn ra từng cây cột nước, những này cột nước đột nhiên hướng đánh vào thủy nhận huyết nhện trên người, để thủy nhận huyết nhện không cách nào rời đi chi chu. Hiện tại Diệp Thần Phong biết rót vào hắn trong cơ thể năng lượng là tới từ ở thủy nhận huyết nhện được rồi. Xem ra này Thủy Linh Châu là ở lấy ra thủy nhận huyết nhện trong cơ thể năng lượng rồi. Rót vào Diệp Thần Phong trong cơ thể năng lượng, phần lớn đều là được Thủy Linh Châu hấp thu, chỉ có một phần nhỏ mới bị Diệp Thần Phong thân thể hấp thu lấy, có thể coi là một phần nhỏ năng lượng cũng hết sức không tệ, dù sao thủy nhận huyết nhện có hóa thần cảnh tầng 2 đỉnh phong thực lực. Mà Diệp Thần Phong chỉ có niết bàn cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thực lực. Tuy rằng Thủy Linh Châu chỉ có gặp phải nước mới có thể phát huy tác dụng, thế nhưng này Thủy Linh Châu ở trong nước power tuyệt đối không thể khinh thường. Được cột nước không ngừng xung kích không cách nào nhúc nhích thủy nhận huyết nhện, nó trong cơ thể năng lượng đang nhanh chóng được rút khô, nó từ từ bắt đầu không có sức mạnh vùng vẫy. Nguyên bản thủy nhận huyết nhện là thợ săn, Diệp Thần Phong là con mồi. Hiện tại song phương thân phận hoàn toàn đều quay lại, Diệp Thần Phong biến thành thợ săn, thủy nhận huyết nhện biến thành con mồi. Diệp Thần Phong bên trong thân thể không ngừng hấp thu thủy nhận huyết nhện một phần năng lượng, hắn cảm giác ngăn cản của mình bình cảnh rất nhanh có buông lỏng dấu hiệu, hắn khí thế trên người trong giây lát kéo lên lại kéo lên, tại sắp bước vào niết bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ thời điểm. Diệp Thần Phong khí thế trên người đột nhiên kịch liệt giảm bớt. Diệp Thần Phong sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi rồi, sắc mặt của hắn chính hướng về màu tàn cho phát triển. Hắn tim đập tần suất càng ngày càng chậm, trong miệng cùng trong lỗ mũi hô hấp cũng đứt quãng. Diệp Thần Phong cũng không có bất kỳ lo lắng, dù sao trước hắn trải qua rất nhiều lần trạng thái như thế này rồi, hắn biết mình là muốn tiến hành niết bàn rồi. Đột nhiên, Diệp Thần Phong đồng tử một mảnh tan rã, trên người của hắn sinh cơ cũng toàn bộ biến mất rồi. Thế nhưng, mấy giây sau, Diệp Thần Phong dừng lại hết thảy đều đang nhanh chóng khôi phục như cũ, đang khôi phục trong quá trình này, Diệp Thần Phong ống tay áo dưới trên cánh tay phải, lại xuất hiện cái thứ năm huyết tuyến, vậy thì mang ý nghĩa Diệp Thần Phong bây giờ chính là ngũ chuyển niết bàn rồi, thực lực cũng khóa nhập niết bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ, đã trở thành ngũ chuyển niết bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ cường giả. Tất cả những thứ này còn chưa kết thúc đây. Thủy Linh Châu vẫn cứ tại lấy ra thủy nhận huyết nhện trong cơ thể năng lượng, Diệp Thần Phong cũng vẫn cứ đang hấp thu thủy nhận huyết nhện một phần năng lượng. Chương 1859, mãnh liệt triệu hoán. Chỉ thấy được từng cây cột nước không ngừng trùng kích thân thể. Thân thể dán thật chặt không ngờ như thế cự đại chi chu lưới thủy nhận huyết nhện, thân thể của nó đang nhanh chóng khô quắt đi xuống, sắc bén như lưỡi dao chân hư nhược giãy giụa, tại trong cổ họng nó phát ra chi. Chi, chói tai thống khổ âm thanh. Diệp Thần Phong đối với vùng vẫy giấy chết thủy nhận huyết nhện, trong lòng của hắn cũng sẽ không có một tia nửa điểm đồng tình. Thủy Linh Châu đang nhanh chóng hấp thu thủy nhận huyết nhện phần lớn năng lượng, Diệp Thần Phong nhưng là vững vàng hấp thu thủy nhận huyết nhện phần nhỏ năng lượng. Rất nhanh, Diệp Thần Phong khí thế trên người lần thứ hai có chấn động, lông mày của hắn vi vi ngưng lại, lần này hắn cũng không có cảm giác đến chính mình phải có niết bàn dấu hiệu. Thực lực từ niết bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ, thuận lợi khóa nhập niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Thủy nhận huyết nhện hai bên chân nhện đã khô quắt không có huyết nhục rồi, phảng phất là bị phơi khô rất nhiều năm. Từ nơi này chỉ thủy nhận huyết nhện miệng bên trong, không ngừng phát ra thống khổ chói tai tiếng kêu, màu máu của nó trong con ngươi tràn đầy hối hận. Thủy Linh Châu vẫn cứ tại cuồn cuộn không đoạn lấy ra thủy nhận huyết nhện trong cơ thể năng lượng, Diệp Thần Phong cũng tiếp tục tại hấp thu. Hắn có thể đủ hấp thu một phần năng lượng. Theo thời gian từ từ chuyển rời, một cái nào đó trong nháy mắt, toàn bộ lớn vô cùng thủy nhận huyết nhiệt, giờ khắc này hoàn toàn biến thành khô. Thì rồi, nó khô quắt thi, thể treo ở mạng nhện thượng, dáng dấp nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi cùng khủng bố. Tại đem thủy nhận huyết nhiệt trong cơ thể năng lượng toàn bộ rút khô sau đó Thủy Linh Châu vận chuyển tốc độ lập tức thả chậm lại. Mà Diệp Thần Phong trong cơ thể vẫn cứ tại dung hợp vẫn không có tiêu hóa năng lượng, trong cơ thể thần huyết quyết, mà thiên quyết cùng long thần quyết lần lượt luân phiên vận chuyển,
hắn trên lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn vi vi lóe lên kim quang. Diệp Thần Phong muốn đem thực lực của mình một lần đột phá đến tam trọng thiên đỉnh phong. Hắn liều mạng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, nỗ lực muốn xông ra ngăn cản thực lực của hắn bình cảnh. Từ trên người Diệp Thần Phong tứ tán ra một lớp lại một lớp khí thế. Này một lớp lại một lớp khí thế trong lúc lặng lẽ dâng lên, hắn khẽ cau mày. Khí thế trên người từ từ trở nên càng thêm không ổn định rồi, khí thế tấn mãnh đi lên kéo lên, tại sắp nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, khí thế lại bỗng nhiên giảm bớt. Diệp Thần Phong trong lòng vui vẻ, hắn mong đợi chính là tiến vào trạng thái như thế này, hắn biết mình lại muốn tiến hành niết bàn rồi. Quả nhiên, Diệp Thần Phong sắc mặt đang trở nên tái nhợt, tim đập cùng hô hấp các loại tất cả đều tại đình chỉ. Đợi đến Diệp Thần Phong toàn thân cơ năng triệt để ngưng hẳn, trên lý thuyết là chết thời điểm. Không qua mấy giây, Diệp Thần Phong hết thảy đều tại khôi phục lại, hắn khí thế trên người lần thứ hai dâng mạnh, trong nháy mắt phá tan tam trọng thiên hậu kỳ bình cảnh, khóa nhập tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, đồng thời tay phải của hắn trên cánh tay xuất hiện cây thứ sáu màu đỏ tơ máu. Điều này cũng làm cho nói rõ hắn bây giờ chính là lục chuyển niết bàn rồi, hơn nữa là lục chuyển niết bàn cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh cao. Cảm thụ trên cánh tay phải sáu cái tơ máu bên trong ẩn chứa sức mạnh, Diệp Thần Phong trong miệng là chậm rãi nôn thở ra một hơi. Bởi cự đại chi chu lưới là cùng thủy nhận huyết nhện có liên hệ, tại thủy nhận huyết nhện sau khi chết. To lớn mạng nhện chậm rãi tại đáy hồ bắt đầu tản đi rồi. Mạng nhện thượng sền sệt lực cũng bắt đầu từ từ biến mất rồi. Diệp Thần Phong không có nhìn nhiều thủy nhận huyết nhện thi. Thể, lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, nhân họa đắc phúc. Mặc dù không có mỗi đột phá một cái tiểu tầng thứ, hắn liền niết bàn một lần, nhưng có thể tại niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Hắn liền niết bàn 6 lần, trong lòng của hắn cũng mãn ý rồi. Dù sao lão Bạch cùng lão Hắc tại niết bàn cảnh cũng tổng cộng mới niết bàn 8 lần mà thôi. Thủy Linh Châu đang hấp thu thủy nhận huyết nhện phần lớn năng lượng sau, nó trong đó thủy thuộc tính năng lượng là càng thêm đầy đủ. Mà Thủy Linh Châu đột nhiên tại Diệp Thần Phong trong cơ thể trở nên không an phận lên. Diệp Thần Phong đã sớm thanh Thủy Linh Châu cho đã luyện hóa được, hắn và Thủy Linh Châu trong lúc đó là có một tia liên hệ, hắn luôn cảm giác tại hồ nước này bên ngoài một nơi nào đó, có lực lượng nào đó đang kêu gọi Thủy Linh Châu. Đương nhiên trước đó Diệp Thần Phong bị cuốn vào địa ngục chi hải thời điểm, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể Thủy Linh Châu run sợ một hồi. Trong lòng đang do dự một lúc sau, Diệp Thần Phong vẫn là có ý định ra ngoài xem, thân thể của hắn nhanh chóng đi lên bơi đi. Rất nhanh, Diệp Thần Phong liền tiếp cận mặt hồ rồi. Hắn thu lại trong cơ thể khí thế, cẩn thận hướng về hồ nước bên bờ nhìn lại, có thể là năm màu đầu cóc phi thường không thích nước. Cho nên tại bên bờ cách đó không xa chỉ có một con hóa thần cảnh một tầng trung kỳ năm màu đầu cóc tại bồi hồi. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã nhận được đột phá, hắn đương nhiên sẽ không e ngại một con hóa thần cảnh một tầng trung kỳ năm màu đầu cóc rồi. Hắn cũng muốn nhìn một chút lục chuyển niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, đây rốt cuộc có thể phát huy ra thế nào sức chiến đấu. Diệp Thần Phong trực tiếp từ trong hồ nước tung người ra, thân ảnh của hắn vững vàng đứng ở bên bờ. Con kia hóa thần cảnh một tầng trung kỳ năm màu độc cóc, nó lập tức liền chú ý tới Diệp Thần Phong, thân thể của nó đang nhanh chóng phồng lớn, không bao lâu thời gian, nó liền há hốc miệng ra, một cái hình tròn năng lượng quả cầu ánh sáng, nhanh chóng từ năm màu độc cóc trong miệng bạo. Bắn mà ra, cái này hình tròn quả cầu ánh sáng bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đổi lại trước đó, Diệp Thần Phong đối mặt cái này như thế sức mạnh năng lượng quả cầu ánh sáng. Hắn ngoại trừ tránh né ở ngoài, e sợ chỉ có thể thi triển Long Thần Phiên Thiên Ấn rồi, nhưng lúc này, Diệp Thần Phong lập tức vận dụng lên lục chuyển niết bàn sức mạnh, hắn trên cánh tay phải sáu cái tơ máu lập lòe ánh sáng dịu dịu. Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác bên trong thân thể thật khí thế tăng vọt, tay phải nhanh chóng rút ra Thanh Vân Kiếm. Thanh Vân Kiếm vung ra, thập giai bất khuất kiếm ý. Bạch, một tiếng, to lớn màu nâu kiếm khí tốc biến. Trong nháy mắt đem năng lượng quả cầu ánh sáng chém vì hai đồng thời, màu nâu kiếm khí vẫn không có tiêu tan, lần thứ hai hướng về con kia năm màu đầu cóc lao đi, ở đằng kia chỉ năm màu đầu cóc chả chưa kịp phản ứng thời điểm, to lớn màu nâu kiếm khí đã lướt qua thân thể của nó lập tức được chia ra làm hai rồi. Con này hóa thần cảnh một tầng trung kỳ năm màu đầu cóc,
lại bị Diệp Thần Phong cho trực tiếp miểu sát. Xem ra lục chuyển niết bàn sức mạnh quả nhiên không phải thổi. Lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, nếu như vận dụng lục chuyển niết bàn sức mạnh, như vậy hắn tại niết bàn cảnh bên trong hẳn là ít có đối thủ. Bất quá, thiên huyền giới lớn như vậy, khó tránh khỏi cũng có một chút thiên tài tuyệt thế tồn tại. Diệp Thần Phong đang giải quyết này chỉ hóa thần cảnh một tầng trung kỳ năm màu đầu cóc, sau đó hắn tiện tay đem thanh vân kiếm thả lại sau lưng, trong cơ thể hắn Thủy Linh Châu nhưng vẫn là dục dịch, hắn cảm ứng cái cỗ này đối Thủy Linh Châu triệu hoán lực lượng, hắn hướng về bên phải lao đi rồi. Đương nhiên Diệp Thần Phong đem khí thế của mình tận lực thu liếm, hắn chả bất cứ lúc nào đều chú ý bốn phía gió thổi cỏ lay, dù sao nếu như được linh thần cảnh năm màu đầu cóc vây quanh, đây cũng không phải là cái gì chuyện thú vị. Sau nửa giờ, bởi vì Diệp Thần Phong một đường đều cực kỳ cẩn thận, gặp phải thực lực cường hãn năm màu độc cóc, hắn cũng là ngay đầu tiên tránh qua. Hắn xuất hiện tại một tòa cả người màu đỏ cao sơn trước, tại trước núi còn có một cái cửa hang lớn, triệu hoán lực lượng tựu đến từ chính cái động này khẩu bên trong. Diệp Thần Phong do dự mấy giây, sau đó hắn đi từ từ tiến vào cửa động bên trong. Trong cửa động nhiệt độ vô cùng cao. Trong không khí bốc hơi một tầng lại một tầng sóng nhiệt. Này sóng nhiệt thổi tới Diệp Thần Phong trên người, khiến hắn có loại cảm giác khó chịu, ánh mắt của hắn bắt đầu đánh giá trong cửa động cảnh tượng. Hang động này bên trong không gian phi thường rộng rãi. Chỉ thấy tại chính giữa địa phương có một cái thiên nhiên hình thành cự ao lớn, ở trong ao là sôi trào dung nham. Nhưng mà, hấp dẫn Diệp Thần Phong nhưng cũng không phải những này sôi trào dung nham. Mà là tại trong nham thạch có hai viên hạt châu màu xanh lam, cái này hai hạt châu được sôi trào dung nham cho chăm chú bọc lại. Nhưng, Diệp Thần Phong vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này hai viên thành. Người nắm tay lớn nhỏ hạt châu chính là Thủy Linh Châu rồi, cùng trong cơ thể hắn viên kia Thủy Linh Châu là giống nhau như đúc. Ban đầu ở đạt được trong cơ thể viên này Thủy Linh Châu thời điểm, Diệp Thần Phong liền biết rồi này Thủy Linh Châu tổng cộng có 4 viên. Hải tộc cũng chỉ nắm giữ một viên Thủy Linh Châu, mặt khác 3 viên Thủy Linh Châu đã sớm mất rất lâu một khoảng thời gian rồi. Nếu như đem 4 viên Thủy Linh Châu tập hợp, sau đó đem 4 viên Thủy Linh Châu dung hợp, như vậy liền có thể hình thành một viên Thiên Linh Châu, này Thiên Linh Châu chính là nửa bước tiên khí. Diệp Thần Phong không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên sẽ có 2 viên Thủy Linh Châu. Chẳng trách trong cơ thể hắn viên kia Thủy Linh Châu hội xuẩn xuẩn dục động. Xem ra là cái này hai viên Thủy Linh Châu, đang kêu gọi trong cơ thể hắn viên kia Thủy Linh Châu. Chương 1860, cứu viện, thượng phẩm bảo khí. Tại Diệp Thần Phong phát hiện hai viên Thủy Linh Châu thời điểm. Địa ngục chi hải trên mặt biển. Bây giờ khoảng cách Diệp Thần Phong đám người được hút vào vòng xoáy khổng lồ, đã qua rất nhiều ngày rồi. Luyện dược các tổng bộ phó các chủ Viên Khôn, hắn tại mấy ngày trước bất ngờ phát sinh thời điểm. Hắn đã đưa tin đi ra, còn hắn thì lưu ở địa ngục chi hải trên mặt biển chờ đợi. Tại sáng sớm hôm nay trời còn tờ mờ sáng thời điểm, liền có một chiếc trung phẩm bảo khí linh thuyền đã tới Viên Khôn chỗ ở mặt biển. Viên Khôn trước đó chỉ truyền tin tức đã đến Linh Châu Thương Hoa Thành, lại có thêm Thương Hoa Thành người giúp hắn đi tìm cứu viện. Viên Khôn dù sao cũng là luyện dược các tổng bộ phó các chủ, hơn nữa còn là một tên thất phẩm luyện dược sư, bị hắn ân huệ cường giả có rất nhiều. Có cường giả biết Viên Khôn ở địa ngục chi hải thượng gặp nạn, sau đó bọn hắn liền tự mình tổ chức lên, chiếc này trung phẩm bảo khí linh trên thuyền tổng cộng đến rồi 5 người, mỗi một người thật khí thế đều hồn dày vô cùng, thậm chí so với Viên Khôn cũng cao hơn suốt một đoạn dài. 5 người này thực lực đều là tại thiên thần cảnh tầng thứ, bọn hắn lần này vừa vặn đến Linh Châu làm việc, này Linh Châu bản thổ thiên thần cảnh cường giả là đã ít lại càng ít. Năm người này thực lực theo thứ tự là thiên thần cảnh một tầng đỉnh phong, thiên thần cảnh tầng 2 sơ kỳ, thiên thần cảnh tầng 2 trung kỳ, thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong cùng thiên thần cảnh tầng 3 sơ kỳ. Bọn hắn đã vừa mới lẻn vào qua địa ngục chi hải đáy biển, trong đó thiên thần cảnh một tầng đỉnh phong người, nói ra, Viên phó các chủ, đất này ngục chi hải từ xưa đến nay vẫn là chúng ta thiên huyền giới cấm địa, không có ai hội tiềm nhập địa ngục chi trong biển, lần này chúng ta đồng ý giúp đỡ. Hoàn toàn là Viên phó các chủ đối với chúng ta có ân. Một người khác thiên thần cảnh tầng 2 trung kỳ người cũng nói, Viên phó các chủ, vừa vặn chúng ta đã từng điều tra địa ngục chi hải dưới đáy rồi. Đất này ngục chi hải vô cùng sâu, tối thiểu có mấy ngàn gạo.
Ở địa ngục chi hải tận dưới đáy phía dưới bị ngăn cản ra một thế giới nhỏ, cháu gái của ngươi bọn hắn phải là bị cuốn vào bên trong tiểu thế giới kia rồi. Căn cứ phán đoán của chúng ta, bên trong tiểu thế giới kia thiên địa pháp tắc phi thường đặc thù, chúng ta nếu như liên hợp lời nói hẳn có thể phá tan cách trở, tạm thời tiến vào bên trong, nhưng cái này phá vỡ quá trình, chúng ta cũng cần hoa chừng một ngày thời gian. Viên Khôn mặc dù nói là luyện dược các tổng bộ phó các chủ, vẫn là đường đường thất phẩm luyện dược sư, thế nhưng hắn không có biểu hiện ra cái gì kiêu căng đến, hắn hiện tại trong lòng mặt phi thường lo lắng cháu gái của hắn Viên Giai, còn có Diệp Thần Phong cái này có thể luyện chế ra đan văn người. Viên Khôn vội vàng nói, đa tạ năm vị đi tới nơi này trợ giúp lão phu. Ngày khác chỉ cần là chư vị yêu cầu lão phu địa phương, lão phu ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Khi lấy được Viên Khôn hứa hẹn sau đó này năm tên thiên thần cảnh cường giả, bọn hắn khóe miệng đều hiện lên nụ cười, bọn hắn cần có chính là Viên Khôn ân tình, bọn hắn cần dùng đến luyện dược sư địa phương chả có rất nhiều. Trong đó tên kia thiên thần cảnh tầng 3 sơ kỳ người, nói ra, Viên phó các chủ, người đây là nói gì vậy? Chúng ta bây giờ liền bắt đầu giúp ngươi đi phá tan địa ngục chi hải đáy biển cách trở. Cũng may chỉ là không thể đủ ở địa ngục chi hải bầu trời phi hành, trong truyền thuyết cũng không có nói không thể ở trong nước biển du động. Cái kia năm tên thiên thần cảnh cường giả trước tiên lần nữa lẻn vào trong nước biển. Trong lòng cực kỳ ưu sầu Viên Khôn nhanh đi theo sau. Tại Viên Khôn đưa đến năm tên thiên thần cảnh cường giả cứu viện lúc. Diệp Thần Phong chỗ ở chỗ kia cửa động bên trong. Diệp Thần Phong nhìn xem được cuồn cuộn dung nham bao vây lấy hai viên thủy linh châu, trong cơ thể hắn viên kia thủy linh châu động tính cũng càng lúc càng lớn, ban đầu ở hải tộc địa phương, Diệp Thần Phong nhưng là gặp hải tộc tổ tiên một tia tàn hồn. Thủy linh châu tổng cộng nắm giữ 4 viên, thành 4 viên thủy linh châu sáp nhập, có thể hình thành nửa bước tiên khí thiên linh châu. Những chuyện này cũng đều là từ biển tộc tên kia tổ tiên tàn hồn trong miệng biết được. Diệp Thần Phong không nghĩ ra nơi này làm sao sẽ xuất hiện mặt khác hai viên thủy linh châu. Cái kia hai viên thủy linh châu thật giống được trong hồ dung nham cho liên lụy ở, trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi đi ra. Một viên thủy linh châu chính là trung phẩm bảo khí, đem 3 viên thủy linh châu bảo khí sáp nhập, mặc dù không cách nào trở thành nửa bước tiên khí. Nhưng phẩm bậc cần phải cũng sẽ không kém đi nơi nào. Này thủy linh châu ở trong nước power đích xác rất lớn. Cũng chỉ có ở trong nước, Diệp Thần Phong mới có thể thôi thúc thủy linh châu, nhưng là tại không có nước địa phương, hoàn toàn là không cách nào thôi thúc thủy linh châu, có thể nói đây là thủy linh châu một đại thiếu hụt. Thế nhưng, ở trong nước thủy linh châu power tuyệt đối muốn so còn lại ngang nhau lần bảo khí phải cường hãn hơn rất nhiều. Diệp Thần Phong không lại hạn chế trong cơ thể viên kia thủy linh châu rồi, trong cơ thể hắn thủy linh châu trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn bay ra. Cả viên thủy linh châu trôi nổi ở ao dung nham tử trên bầu trời. Tại trên không bên trong từ từ xoay tròn, theo, viên này thủy linh châu xoay tròn, từ trong cơ thể nó không ngừng tràn ra cuồn cuộn không đoạn nước năng lượng, những này nước năng lượng nhanh chóng thấm vào cuồn cuộn ao dung nham bên trong. Được dung nham bao vây lấy cái kia hai viên thủy linh châu, khi chiếm được bầu trời viên kia thủy linh châu trợ giúp sau đó chúng nó bắt đầu liều mạng tại dung nham bên trong dãy giụa. Từ bọn hắn trong cơ thể cũng không ngừng thả ra nước năng lượng. Diệp Thần Phong cảm giác nơi này dung nham cũng không phổ thông, bây giờ thực lực của hắn tăng lên tới niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, như vậy thanh viêm nhiệt độ cũng có thể tăng lên tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, thanh viêm nhiệt độ không thể tăng lên quá nhiều, nhất định muốn tại Diệp Thần Phong trưởng khống bên trong phạm vi, cách biệt hai cái đại cảnh giới, đây là Diệp Thần Phong có thể trưởng khống tốt nhất phạm trù. Diệp Thần Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua giúp thanh viêm tăng lên nhiệt độ cơ hội rồi. Bàn tay phải một phen, thanh viêm lập tức tại trong bàn tay trốn ra. Ngón tay búng một cái. Thanh viêm nhảy cẫng hoan hô bay vào ao dung nham tử bên trong. Thanh viêm cực kỳ hưởng thụ hấp thu ao dung nham tử bên trong nhiệt độ. Này trong hồ dung nham phi thường bài xích thanh viêm, có thể là thanh viêm tiến vào, trong đó dung nham muốn đem thanh viêm xua đuổi. Đối hai viên thủy linh châu kiềm chế không phải mãnh liệt như vậy. Thừa cơ hội này, cái kia hai viên thủy linh châu trong nháy mắt bay ra ao dung nham tử, hướng về giữa không trung viên kia thủy linh châu bay đi. 3 viên thủy linh châu nhất thời tại giữa không trung tụ họp lên. Trong lúc nhất thời trong không khí nhiệt độ mức độ lớn hạ thấp, tại 4 phía đều tràn đầy cực kỳ nồng nặc thủy nguyên tố,
Do vào trong đó một viên Thủy Linh Châu đã bị Diệp Thần Phong đã luyện hóa được, mặt khác hai viên Thủy Linh Châu cùng Diệp Thần Phong Thủy Linh Châu dung hợp, chúng nó liền tất cần phải thừa nhận Diệp Thần Phong người chủ nhân này. Này mặt khác hai viên Thủy Linh Châu, chúng nó chỉ là do dự một hồi, chúng nó liền lựa chọn dung hợp. Từ trên Thủy Linh Châu tản ra hào quang màu xanh lam, loại ánh sáng này cực kỳ thư thích. Đầu tiên, cái kia hai viên bay về phía giữa không trung Thủy Linh Châu, trong đó một viên sáp nhập vào Diệp Thần Phong viên kia Thủy Linh Châu bên trong. Thủy Linh Châu thể tích không có đổi lớn, chỉ là trong đó nước năng lượng là nhanh nhanh căng vọt. Diệp Thần Phong có thể cảm giác được hai viên Thủy Linh Châu dung hợp sau đó này Thủy Linh Châu đã bước vào thượng phẩm bảo khí tầng thứ. Mặt khác một viên Thủy Linh Châu cũng lập tức sáp nhập vào trong đó. Nước năng lượng bắt đầu tràn lan lên, cái động này trong miệng nhiệt độ nóng bỏng biến mất không còn chút nào, để Diệp Thần Phong cảm giác mình giống như là tại lạnh lẽo trong hồ nước như thế. Tại ba viên Thủy Linh Châu dung hợp lại cùng nhau sau đó Thủy Linh Châu thể tích vẫn là duy trì thì ra là lớn nhỏ, chỉ bất quá này Thủy Linh Châu phẩm bậc vọt tới thượng phẩm bảo khí cao nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành nửa bước tiên khí rồi. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong cũng cảm giác được tại ao dung nham tử trung thanh viêm, đang hấp thu cuồn cuộn dung nham sau đó nhiệt độ của nó cũng tăng lên tới, có thể đốt cháy chết niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ trình độ. Diệp Thần Phong lập tức đem thanh viêm triệu hoán về trong lòng bàn tay. Tuy rằng thanh viêm hay là đối với ao dung nham tử lưu luyến không rời, nhưng mở ra linh trí thanh viêm, nó vẫn là vô cùng nghe Diệp Thần Phong lời nói, tại tên tiểu tử này trong lòng. Diệp Thần Phong chính là của hắn cha mẹ, nó cũng sẽ không đi chọc Diệp Thần Phong sinh khí. Diệp Thần Phong cảm nhận được thanh viêm một ít nói, tiểu gia hỏa, đừng buồn rồi, lần sau ta lại giúp ngươi tìm hắn mỹ vị của hắn. Thanh viêm rõ ràng cho thấy nghe hiểu Diệp Thần Phong lời nói, nó xông vào Diệp Thần Phong bên trong đan điền, đồng thời tại Diệp Thần Phong trong đầu cũng vang lên một đạo thanh âm non nớt, ngươi là cha của ta, ngươi không thể đủ gạt ta, yếu. Bằng không ta liền không để ý tới ngươi. Diệp Thần Phong trong lòng cười khổ một hồi, hắn biết trong đầu thanh âm hẳn là tới từ ở thanh viêm, được thanh viêm xưng là phụ thân, trong lòng của hắn luôn cảm giác là lạ, hắn ở trong lòng nói một câu, được, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 93.